Phải biết cho dù là hắn, ban đầu cũng là bởi vì là Bùi Huyền Tình, mới cơ duyên xảo hợp cầm hoàn chỉnh vật kia toàn bộ chế tạo vật liệu. Huyền Tình, Trần Phi ánh mắt hơi tối tối tăm, chợt che giấu ở tay áo bảo chính giữa cái tay kia hung hăng nắm chặt, phát ra rát cha thanh âm, ánh mắt lóe lên, con người sắc bén lẩm bẩm nói, đợi thêm chút ta, muốn không được bao lâu ta là có thể đi đón ngươi. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt cũng là đổi được lạnh lùng, hung ác rất nhiều. Hắn mục tiêu, là bên trong vực, là tất cả lớn cổ quốc, là ba đại hoàng vực, thậm chí ngày đó chi cuối vạn thần tiên quốc. Cho nên, Lan gia, Vạn Thế Điện, Giang Vạn Lý, những thứ này cũng coi là cái gì? Con kiến hôi đồ, các người muốn chết, tốt lắm, ta hôm nay thành toàn cho các người. Mà lúc này, Võ Thành, Lan gia đồng thời cũng có từng vị kinh khủng nhân vật bước ra, lặng yên không một tiếng động, hướng Trần Phi chỗ ở khu vực mang sát ý lạnh như băng đi. Như vậy động tĩnh, không che giấu được, tại là rất nhiều người đều kinh hãi. Lan gia lớn như vậy động tĩnh là vì cái gì? Ước chừng 6 người. Trừ vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị bên ngoài, lần này lại là có 6 vị tiểu thiên vị nhân vật từ vậy Lan gia bước ra. Bực này số lượng, coi như là cùng chi Lan gia đồng đẳng cấp thế lực cũng biết ra đầu tê dại, phát sinh chấn động, bởi vì số lượng này thật quá nhiều, quá kinh khủng. Ít nhất chiếm Lan gia cao tầng chóp đỉnh hơn một nửa. Mau, theo sau, loại này động tĩnh chỉ sợ là có tình cảnh to lớn sắp xảy ra. Còn nhớ mấy ngày trước người nọ sao? Giết Lan vô dụng, đoạt hắc quang quá đao, còn giết chết một vị Lan gia tiểu thiên vị nhân vật. Lần này Lan gia trực tiếp là nảy sinh ác độc, xài giá thật lớn đi Vạn Thế Điện mượn thần bí kia dò xét bảo kính, tra được người kia vị trí, bây giờ toàn bộ điều động, phải đi giết hắn. Nguyên lai là phải đi giết hắn. Vậy thì không kỳ quái, Lan vô dụng là Lan gia hạ nhất đại người thừa kế, hắc quang quá đao là Lan gia thứ nhất đời người vật truyền xuống cổ bảo. Vậy tiểu thiên vị nhân vật lại là trụ cột, nhà ai tổn thất cũng là lớn thua thiệt. Mà đây bây giờ thằng nhóc kia ba dạng toàn đủ, Lan gia không muốn giết chết hắn mới là lạ. Bất quá người kia cũng coi như là lợi hại, nghe nói nó cũng còn không có đạt tới chân quân cảnh. Cái gì, không đạt tới chân quân cảnh, thiệt hay giả? Ngươi nói sao? Như vậy xôn xao sau đó. Vô số người đi theo Lan gia 6 đại tiểu thiên vị nhân vật cùng với bảo vệ tộc thất kiếm thị ra khỏi thành. Đây chính là thiên đại tình cảnh, bỏ lỡ, vậy tất nhiên sẽ tiếc nuối cả đời. Có thể đang làm bóng người bọn họ mới ra thành, hai luồng gió lốc lớn cuốn qua, đột nhiên gian là có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở vậy Lan gia đội ngũ phía trước. Ngăn cản đường đi của bọn họ, mà đây hai người vừa xuất hiện, tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền, kinh người khí chất, kinh khủng khí thế. Làm tất cả mọi người đều là không nhịn được ánh mắt kinh động tới, nhìn bọn họ. Thật là mạnh, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai người này xuất hiện, liền Lan gia 6 đại tiểu thiên vị nhân vật cùng với Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị bực này đội hình đều ngừng lại. Tất cả mọi người tim vậy là theo chân nhảy lên một cái, loại này kinh khủng uy nghiêm, có thể dự gặp bọn họ thực lực có nhiều đáng sợ. Đây là, vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu. Cầm kiếm ông già Lan Thu sắc mặt khói mù tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hai người kia giọng bất thiện nói, Lý Bàng Bác, Hầu Sơn, hai người có ý gì? Lý Bàng Bác, Hầu Sơn, tất cả mọi người nghe được Lan Thu nói đều là ánh mắt ngưng ngưng, lộ ra rung động thần sắc. Tề gia bảo diệt anh thương Lý Bàng Bác, chân quân Hầu Sơn, đây có thể đều là lên thời đại vô địch người, tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp, Tề gia bảo bảng hiệu. Có ý gì? Không có ý gì. Chỉ là có chút tò mò các người Lan gia làm lớn như vậy chiến trận, làm sao, là muốn đi đổ tông sao? Lý Bàng Bác cười mỉa nhìn đối phương, nói. Hắn hai người xuất hiện mục đích không phải là vì đánh nhau, mà là vì trì hoãn thời gian. Xem ra các người Tề gia bảo thật và tiểu xúc sinh kia có cái gì dính dấp. Cầm kiếm cụ già Lan Thu khói mù nhìn Lý Bàng Bác, uy nghiêm nói, tránh ra. Chuyện này và các người Tề gia bảo không quan hệ. Oanh! Một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra, hướng Lan Thu nhào tới, người sau sắc mặt biến, bất quá hắn còn có sau lưng hắn bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng là phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức ngưng tụ thành 7 chiến đấu trên biển trận, đem vậy uy áp ngăn lại. Hầu Sơn ngươi có ý gì, muốn động thủ sao? Cầm kiếm cụ già căm tức nhìn Lan Thu, uy nghiêm nói. Mới vừa rồi chính là tên này không nói một lời hướng hắn ra tay. Lâu không gặp các người, chào hỏi mà thôi. Kích động cái gì sao? Hầu Tử Sơn một bộ áo bào cho,
dung mạo cũng không xuất chúng, có thể khí chất đó nhưng có chút thô bạo, lãnh khốc nói. Làm người ta tim đập rộn lên. Chào hỏi, hắn Hầu Tử Sơn chào hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt à. Ngươi, cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt chợt xanh chợt tím, căm tức nhìn đối phương, hiện đầy dữ tợn. Đối phương thái độ này thật sự là quá khinh thị, đem bọn họ làm là trái hồng mềm đối đãi sao. Đây là, một đạo thân ảnh xuất hiện, mưa gió cuốn lên. Tất cả mọi người nhìn về hắn ánh mắt đều là hơi ngưng. Lý Bằng Bác, Hầu Sơn hai người cũng đều không ngoại lệ. Vương Chiến Tâm, ngươi tới làm gì? Lý Bàng Bác cau mày nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi. Cái này người tới chính là vậy Vạn Thế Điện tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, Vương Chiến Tâm. Tới sớm, động tĩnh này ai có thể xem không thấy. Vương Chiến Tâm lạnh mở miệng cười, trên mặt sau treo lên cười mỉa, nói, chẳng qua là, hai người bây giờ không cảm giác được mình có chút kỳ quái sao. Lan ra đi báo thù, sư gia nổi danh, các người đây là ý gì? Chẳng lẽ nói người nọ là các người Tề gia bảo người, là các người chỉ xử hắn giết Lan Chiến, đoạt Hắc Quang quá đao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi đổi, đây chính là đỉnh đầu lớn cái mũ, nếu như vậy Tề gia bảo thật làm như vậy hèn hạ vô sỉ chuyện, cái mũ trừ đi lên, sau này không thiếu được bị những thứ khác thế lực liên hiệp nhằm vào. Dẫu sao Tề gia bảo nếu có thể âm thầm điều khiển người giết Lan gia người, cướp Lan gia đồ, lại vì sao không thể lại đi quay đầu đối phó bọn họ đâu. Một người chết, người người tự nguy, lời này cũng không phải là không việc gì đạo lý. Vương Chiến Tâm, người cái mũ này nhưng mà trừ hơi lớn. Hầu Sơn tròng mắt lạnh lẽo nhìn Vương Chiến Tâm, chậm rãi nói. Ha ha, phải không? Vương Chiến Tâm ha ha cười lạnh cười, cũng không sợ sợ, ngược lại là ý vị sâu xa cười lên, nói chẳng lẽ không phải là chính các ngươi diễn xuất diễn lộ ra chân tướng sao? Khặc khặc, khặc khặc, đột nhiên, làm người ta chán ghét kiệt cười tiếng vang lên, một đạo ma gió cuốn qua, lộ ra một đạo mù một con mắt lão độc mù mắt tử bóng người. Hắn khặc khặc cười, nhìn Hầu Sơn, Lý Bàng Bác hai người, cười âm lãnh nói, chẳng lẽ thật là các người âm thầm ra tay? Nếu như vậy, vậy đao bây giờ cũng nên ở trên tay các ngươi. Bán ta đi, đao bán cho ta lão hạt tử sẽ giúp các người giết mấy cái này Lan ra phế vật. Như thế nào, mua bán này trị giá chứ? Tứ phương ma môn lão hạt tử, mọi người sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nhìn vậy mắt mù ông già. Lão này nhưng mà tứ phương ma môn nguy hiểm nhất mấy cái lão yêu quái một trong, bất quá năm đó bị Lan gia Khôn Sơn bà lão làm mắt bị mù, ghi hận trong lòng, hôm nay thấy chàng diện này, dĩ nhiên là không nhịn được nhảy ra, muốn đạp đạp một cái. Ngươi! Lan gia sáu vị tiểu thiên vị nhân vật còn có bảo vệ tộc thất kiếm thì căm tức nhìn người đến, trong mắt lộ ra đỏ thẫm, vô cùng dữ tợn, nhưng cố không ai dám trước mặt văng ra cái gì phản kích lời độc ác tới. Cái này lão hạt tử từ trước đến giờ coi trời bằng vung, làm ác đa đoan, âm thầm ít nhất hại chết bọn họ Lan gia hai ba cái tiểu thiên vị nhân vật, nhưng bởi vì không tìm được chứng cớ, hơn nữa sau lưng hắn là tứ phương ma môn, thế lớn, chỉ có thể biệt hạ vậy miệng ác khí, phá răng đi trong bụng nuốt. Cho nên lâu ngày, bọn họ thấy lão già này vậy là sợ. Có quán tính. Trong chốc lát, bầu không khí có chút cương cố. Lý Bằng Bác, Hầu Sơn nhìn nhau một cái, yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái, nhường đường. Nói hết rồi chẳng qua là chào hỏi mà thôi. Nếu không hoan nghênh, vậy coi như xong đi, tạm biệt. Dứt lời, hắn hai người liền xoay người rời đi. Hừ, gặp Lý Bằng Bác, Hầu Sơn hai người nhường đường rời đi. Vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt phiền muộn hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, nói, chúng ta đi. Dứt lời, liền gặp bọn họ nhanh chóng bóng người biến mất ở trên trời, rời đi. Vương Chiến Tâm khá tốt, có thể vậy người mù nhưng là bọn họ nhất không muốn gặp một trong, cho nên bây giờ đương nhiên là càng nhanh đi càng tốt. Ha ha, thấy tình cảnh này, vậy Vương Chiến Tâm lắc đầu khinh miệt cười một tiếng, nhìn cách đó không xa lão hạt tử. Nói, xem ra ngươi thật đúng là đem bọn họ Lan ra cái hố sợ, như thế sợ ngươi, nói đều không nói. Lão hạt tử khặc khặc cười một tiếng, sờ sờ mặt lên đồ vô tích sự, khàn giọng, âm ngoan nói, Lan ra lão kia yêu bà năm đó làm mù ta một con mắt, nếu không phải nàng lực lượng gam ta không đánh lại nàng, ta lão hạt tử sớm đem Lan ra vậy một đống rác cho giết. Vừa nói, hắn đà trước thân thể, dưới chân ma khí một quyển, hắn đạp trực tiếp là nhảy lên. Đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, một bên bay lên không,
một bên Thâm Độc khặc khặc cười nói, bất quá hôm nay ngược lại là vừa vặn. Thật lâu không như vậy cơ hội có thể nhặt chiếm tiện nghi, có thể không thể bỏ qua à. Vừa nói, hắn thản nhiên bay lên trời, lại cũng là đuổi theo Lan Gia các người biến mất phương hướng đuổi theo. Nhìn cảnh tượng như vậy, vậy Vương Chiến Tâm yên lặng nửa ngày, hồi lâu, rốt cục thì không nhịn được lẩm bẩm nói, đây là một lão phong tử. Dứt lời, thân hình hắn chớp mắt, cũng là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trần Phi chỗ khu vực, vách núi lên, hắn ngồi xếp bằng ở vậy, gió biển thổi vào, đại nhật rủ xuống, sắc trời tràn vào ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau, một loại yên lặng lạnh như băng không khí chính là vào lúc này gian bên trong hiện ra, vải khắp thiên địa. Nhìn xa phương thiên không, Trần Phi mặt không cảm giác, không nói một lời, hồi lâu, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười nhạt. Tự lẩm bẩm, chịu chết người, cuối cùng cũng tới sao. Ban đêm trăng sáng, một mảnh trong sáng, gió lớn gào thét, trống trải mênh mông, yên tĩnh u viễn. Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy gãy lìa vách núi trên, dưới chân, mơ hồ có từng cái thâm thúy trắng sữa đường vân, che giấu ở nham thạch kia khe hở chính giữa, không cách nào bị phát giác ra, rất là quỷ dị. Cùng lúc đó, chân trời, 13 người đạp kinh khủng đám mây, từ xa đến gần, thấy vậy ngồi xếp bằng ở gãy lìa vách núi trên Trần Phi, đều là không nhịn được ánh mắt hơi đông lại một cái. Người đang đợi chúng ta, một tiếng đồng trống vang, một vị đầu đầy xương phát ông già lạnh lùng đứng dậy, nhìn Trần Phi. Trần Phi lúc này dáng vẻ căn bản không giống như là không biết chuyện, mà giống như là sớm biết, hơn nữa là ở nơi này cùng bọn họ. Nếu thật sự là như thế, vậy hôm nay hết thảy các thứ này. Nếu không thì sao, các người như vậy giống trống khua chiêng đến tìm ta, làm ta là người mù. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười lạnh nói. Tên này ngược lại là thú vị, người đều tới, còn hỏi cái gì cùng không đều, chưa thấy được là nó nhảm sao. Người nọ ánh mắt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ra tới, uy nghiêm nói, ngươi lá gan rất lớn. Trước ta còn không tin, bây giờ, xem ra là chúng ta Lan gia coi thường ngươi. Vậy thì như thế nào? Trần Phi mặt không cảm giác cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ đối phương vậy 13 người từng cái bắt đầu đếm, 1. 2, 3, 13, tới nhiều như vậy, có mấy cái vẫn là quen mặt người, nói thật, các người Lan gia thật đúng là để mắt ta à? Ừ, vậy Lan gia mọi người nhíu mày một cái, chợt âm lãnh. Ngươi lấy là chúng ta là tới và ngươi nói chuyện trời đất. Một Lan gia tiểu thiên vị cường giả rơi xuống đất, hướng Trần Phi đạp tới, dọc đường, mặt đất trực tiếp là rạn nứt ra, tan vỡ ra đá lớn ủng ủng chấn động, thành bột. Vào giờ khắc này, hắn bên ngoài thả ra cực kỳ đáng sợ thật ra thì, giống như là có thể nuốt trời, chấn bát hoang. Là hắn, Lan gia 70 năm trước thành là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, ta nhớ hắn từng giết một tôn yêu vương cảnh tồn tại. Có người nhẹ giọng nói, dẫn được mọi người con ngươi co giúp một cái, rợn cả tóc gáy. Yêu vương cảnh tồn tại, coi như là yếu nhất tiểu thiên vị yêu vương cảnh, đó cũng là so bọn họ loài người chân quân cảnh lợi hại. Có thể người này lại có thể giết, có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Ta cũng không dự định và các người nói chuyện phiếm. Trần Phi nhìn hắn cười lạnh cười, ngửa đầu quét một vòng vậy trên bầu trời còn dư lại 12 người, nói, hắn một cái lên, vẫn là các người cùng nhau. Mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng, người này chẳng lẽ là điên rồi sao? 6 tiểu thiên vị chân quân cảnh cộng thêm một cái đủ để sánh bằng tiểu thiên vị đỉnh cấp tổ hợp, như cùng tiến lên. Hắn không theo con kiến vậy ung dung bị nghiền nát. Đối phó ngươi còn không dùng như vậy phiền toái, ta một người là đủ rồi. Vậy bước ra người Thâm Độc nói, thần sắc lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay bọn họ gần như dốc toàn bộ ra, muốn giết Trần Phi, có thể không ỷ lớn hiếp nhỏ, lâm vào mỉm cười chui, vậy thì tận lực còn chưa muốn như vậy cho thỏa đáng. Nếu không hôm nay bọn họ coi như là giết người, đó là chuyện đương nhiên, có thể truyền đi. Bọn họ Lan gia danh dự theo mặt mũi cũng là hoàn toàn phá hủy. Cái loại đó kết quả có chút làm người ta khó mà tiếp nhận. Một mình ngươi, Trần Phi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười, nói, vậy kỳ vọng ngươi chờ lát nữa đừng hối hận ngươi quyết định này, là tốt. Ngươi, lá gan thật rất lớn, người kia sắc mặt lạnh lẻo trùng trùng quát lạnh, hắn sẽ hối hận. Tiểu xúc sinh này, dám như vậy xem thường hắn, khinh thị sao? Ta lá gan gần đây rất lớn, có vấn đề sao?
Một giọng nói từ Trần Phi trong miệng khạc ra, để cho vậy Lan Gia Chi sắc mặt người cứng đờ. Trần Phi thái độ này thật là không chút kiêng kỵ, thật là to gan, đơn giản là trong mắt người. Lan Phong đủ rồi, chúng ta không phải tới nói chuyện phiếm với hắn. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cầm kiếm ông già Lan Thu quát lạnh, ánh mắt xâm lạnh rơi xuống Trần Phi trên mình, sát ý sôi trào, nói tiểu súc sinh, cái này mai táng đất vậy chọn không tệ. Phong cảnh xinh đẹp, thích hợp cho ngươi chôn xương đầu. Ngươi sao biết không phải là ngươi? Trần Phi cười một tiếng, hỏi ngược lại, làm vậy Lan Thu ánh mắt lại lần nữa cứng đờ. Mọi người sắc mặt cũng là không đổi, thằng nhóc này, thật là quá ngông cuồng, hoàn toàn không cảm giác được mình mau mất mạng. Đây là, từ vậy Lan ra người, Lan Phong trên mình hiện ra uy nghiêm hơi thở. Trong nháy mắt, hơi thở kia làm người ta sợ hãi tràn ngập ra. Giống như một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, gầm thét thiên địa, vô cùng nguy hiểm. Bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Đây là sau đó chạy tới, càng ngày càng nhiều người vây xem cảm thụ trực tiếp nhất. Cái này Lan Phong coi như là cũng không có đạt đến tiểu thiên vị đỉnh cấp, chỉ sợ cũng là xong hết rồi. Bực này khí thế, siêu cấp đáng sợ. Đối với lần này, Trần Phi híp mắt lại, cũng không nói chuyện. Sốt cuộc, muốn động thủ liền sao? Có thể chết ở ta trên tay, coi là vinh hạnh của ngươi. Một tiếng quát chói tai, Lan Phong động, lạnh như băng bóng người như rắn độc vậy bí mật đi. Một cái chớp mắt đã đến Trần Phi trước mắt, như tiếng sấm nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Phịch, kinh khủng hơi thở tràn ngập, sát ý sôi trào. Vân không run run. Hắn đánh về phía Trần Phi, năm ngón tay đều dương tràn ngập chói tai sáng mờ, vô cùng sắc bén, như thị huyết dã thú, đánh đâu thắng đó, thế không thể làm. Mở trận, thấy vậy khủng bố cảnh tượng, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy dâu ria không nhúc nhích, chẳng qua là một tiếng gầm nhẹ. Phịch, đất đai lay động, ánh sáng vọt lên, từng luồng màu tím sáng mờ nếu như có sinh mạng vậy, xen lẫn quấn vòng quanh trở thành một miếng đắp lên cả vùng đất màn sáng. Cùng lúc đó, đáng sợ hơi thở tràn ra tới, đem Lan Phong phong tỏa. Cao cấp nhân trận tầng 9 đại trận hồi phục. Như chẳng qua là tầm thường nhân trận tầng 9 đại trận, vậy sợ rằng chỉ có thể đối phó nửa bước nguyên đan tầng kia lần, chính là đỉnh thiên. Bất quá Trần Phi bất đồng, hắn có tiên môn công pháp tọa vong kinh, có thể từ trên bản chất tăng phúc hắn nơi bố trí đại trận năng lượng. Hơn nữa, trận pháp này vậy không đơn giản, địa cấp đại trận dưới, một số gần như vô địch. Cái gì, trận pháp, chấm hỏi, Lan Phong mặt liền biến sắc, thằng nhóc này không phải kiếm tu. Tại sao còn biết trận pháp? Phốc, một cổ lực lượng cường hãn vỗ xuống tới, đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng phải núi xa xa trên ven núi. Cái gì, rất nhiều người thấy một màn này đều đần độn. Đây là cái gì trận pháp? Lại như này lợi hại, chẳng lẽ thằng nhóc kia còn là một vị đại trận sư? Cái này phải là cường đại dường nào nhân vật mới có thể làm được hết thảy các thứ này. Vèo. Đây là, dị biến phát sinh. Một cái gầy đét khô cạn người vô căn cứ xuất hiện ở Trần Phi ngồi xếp bằng vậy vách núi lên, yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên một chưởng trực tiếp là vỗ xuống đi, phải đem Trần Phi cho một chưởng vỗ chết. Trần Phi lúc này ánh mắt khẽ híp một cái, ngón tay đánh ra mấy đạo sáng mờ, tiến vào đất đai. Ông thiên diêu địa động một ngạt tiếng vang lên, một cổ quỷ dị lực lượng từ vậy sâu trong lòng đất vọt lên, hình thành một tòa mê cung, đem người nọ rất miễn cưỡng cởi đi vào, giam cầm ở bên trong động một cái cũng không thể động. T, cái này vậy là cái gì? Hai ngồi địa cấp đại trận, hắn chẳng lẽ có thể phân thân hai dùng sao? Mọi người ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ, lúc trước tòa kia công kích đại trận đã là làm bọn họ rung động vạn phần. Nào biết bây giờ Trần Phi lại làm ra càng làm bọn họ rung động sự việc. Hai ngồi địa cấp đại trận, vẫn là một công một thủ, đồng thời điều khiển, phân tâm hai dùng, bực này năng lực, chỉ sợ cũng coi như là phi phàm đại trận sư đều không cách nào làm được, có thể hắn. Phịch, đây là, Trần Phi nhanh chóng đứng dậy, giơ tay lên hướng về phía vậy bị giam cầm Lan gia tiểu thiên vị nhân vật chính là một chưởng vỗ đi. Vậy Lan gia tiểu thiên vị nhân vật ánh mắt tràn ngập sắc bén vẻ. Run run không dứt, đem hết toàn lực, cuối cùng là ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát vậy khốn trận trói buộc, giơ tay lên muốn ngăn trở Trần Phi một chưởng này, có thể cái này kia như thế dễ dàng. Người nọ giơ tay lên muốn ngăn trở Trần Phi một chưởng này cánh tay trực tiếp là bị đánh chia năm xẻ bảy, liên quan tiểu nửa người cũng bị mất, máu tươi bão táp đi ra,
nhiễm đỏ vách núi. Người kia bóng người như vậy chợt lùi ít nhất mấy ngàn mét mới dừng lại. Thiếu chút nữa, ta thiếu chút nữa sắp chết ở thằng nhóc kia trong tay. Vậy Lan gia người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là gương mặt bởi vì kịch liệt mà thống khổ dữ tợn, lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên kinh hãi ý, bọn họ Lan gia hôm nay dốc toàn bộ ra tới giết người, có thể ngược lại bây giờ hắn thiếu chút nữa chết. Hắn tựa hồ cũng chưa có nghĩ tới, bọn họ Lan gia đều ở đây muốn đừng nhân mạng, người khác còn có thể không giết hắn. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, trố mắt nhìn nhau, cổ quái vô cùng, bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới. Vậy chưa từng nghĩ, lại sẽ có như vậy một màn phát sinh. Lan gia sáu đại tiểu thiên vị nhân vật, bảo vệ tộc thất kiếm thị dắt tay nhau tới giết Trần Phi, bực nào chiến trận. Kết quả bây giờ thế nào? Kết quả bây giờ Trần Phi không có chết, ngược lại thì bọn họ người trước chết một cái, tàn phế gần nửa chết, mất đi năng lực tác chiến, thật là không giải thích được. Lan gia lão nhân kia khinh địch, lấy là đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ không có phản công chỗ trống. Có thể hắn nhưng quên, hắn thực lực cũng chỉ là tiểu thiên vị chính giữa thông thường nhất, nhất bình thường một loại kia, mà đối phương, nhưng mà so hắn lợi hại rất nhiều người sao. Cũng có thanh tỉnh người cong khóe miệng phân tích, mang trên mặt cười nhạt. Tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, nếu không phải là khinh địch, kia còn như luân lạc tới như vậy đến nước, như vậy thảm. Bất quá, đây coi như là tự làm tự chịu sao. Ha ha! Cùng lúc đó... Vậy Vân không chính giữa Lan gia mọi người cũng là sắc mặt dị thường khó khăn xem, xanh mét. Trần Phi có thể giết Lan Chiến, lại vẫn là ở không bại lộ trận pháp này sư thân phận dưới tình huống, đủ để chứng minh hắn đích xác là mạnh hơn tầm thường tiểu thiên vị nhân vật. Nhưng bây giờ bọn họ vậy Lan gia người nhưng dám như vậy khinh địch, giống như là ở nặn con kiến vậy tùy ý ra tay, có thể không xảy ra chuyện sao? Giết hắn, nhất định phải giết hắn, giúp ta trả thù, ta đi trước một bước. Vậy tàn phế nửa người Lan gia người ác độc ném ra những lời này, đi theo lập tức xoay người rời đi. Hắn bây giờ tình huống đâu còn có thể tiếp tục đợi tiếp. Phải nhanh lên về gia tộc chữa thương. Một màn này, làm vậy còn sót lại Lan gia mọi người lại là sắc mặt khó khăn xem. Xa xa bắn tới ánh mắt, giống như là kim đâm vậy ở trên mặt bọn họ, để cho bọn họ cảm nhận được đau nhói. Ngươi còn dám quát tháo, ngay cả chúng ta Lan gia tiểu thiên vị lão tổ cũng dám động. Các người nhất định sẽ hối hận cả đời. Lại một vị Lan gia cường giả không nhịn được, nghiêng sát ý sụp xuống đám mây, hướng Trần Phi đi tới, chuẩn bị động thủ. Muốn chiến liền chiến, nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Các người hôm nay là tới tìm ta nói chuyện trời đất. Trần Phi nói, nhưng lời còn chưa nói hết, liền gặp mắt thần đột nhiên chợt ngưng ngưng, con người co giúp một cái. Oanh! Chói tai chấn minh, một đạo sáng chói cầu vòng phá thiên tới. Rồi sau đó mọi người liền thấy cầu vồng kia trong lộ ra một cái hiện lên quang bàn tay, tàn nhẫn vỗ vào Trần Phi đầu vai. Phịch, tại chỗ một mảnh xương máu chính là toát ra, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Thân ảnh kia là Trần Phi. Hôm nay chúng ta không phải tới chiến, mà là tới giết ngươi. Lan gia Lan Phong tóc tai bù xù thay thế Trần Phi xuất hiện ở vậy vách núi trên, diễn cảm uy nghiêm lạnh lùng, như một tôn ma thần vậy lẩm bẩm nói. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Trên vùng đất, phế tích chính giữa, Trần Phi từ trong đó bỏ ra, cả người nhuốm máu, cả người máu tươi rầm rề. Hắn ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy vách núi lên Lan Phong lẩm bẩm nói. Con người sắc bén, băng hàn vô cùng. Không hổ là sắp đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, nếu không phải hắn thân xác quá mạnh, một tát này, cũng thiếu chút nữa phải đem hắn đập chết. Ngươi lại có thể không có sao. Mà ở thấy Trần Phi lúc này nhưng chỉ là cả người nhuốm máu, ho khan hộc máu, mà không phải là giống như trước bọn họ vậy Lam gia người như vậy, nửa người bị phế, Lan Phong không nhịn được cau mày nói. Ta tại sao phải có chuyện? Trần Phi tóc tai bù xù, hoạt động nửa mình dưới thể, khóe miệng liền trực tiếp là co quắp một cái. Chợt bàn tay hắn nắm chặt, từng luồng mây tía bắt đầu quanh quẩn, bổ sung trước hắn cơ lượng khe cửa chính giữa, tách thả ra hào quang, xa nhìn sang hết sức sáng chói. Vậy chỉ là cái gì? Lan Phong thần sắc động lại, nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình vậy toát ra ánh sáng tím, hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, tới một người, vừa động thủ một cái, thằng nhóc này có chút khó giải quyết. Lời vừa nói ra, Lan gia vậy chừng 10 người cũng sắc mặt đổi một cái. Lan Phong là ai? Bọn họ Lan gia trừ Khôn Sơn bà lão,
bảo vệ tộc thất kiếm thị bên ngoài, là thuộc hắn Lan Phong mạnh nhất. Hơn nữa hắn vậy rất bài xích và người vừa động thủ một cái giết người, cảm thấy mất thể diện, không phù hợp hắn thân phận. Chính vì vậy, bọn họ trước mới một mực chịu đựng, chịu nhịn tính tình không có động thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Ta tới, một mặt sắc hiện lên khổ lão đạo sĩ đạp đi ra, đi xuống vân không, mặt lộ vẻ dối trá, vừa thấy chính là một dối trá người. Hắn rơi xuống vách núi trên cùng Lan Phong sóng vai mà chiến, cười lạnh nhìn Trần Phi, kiêu hoành nói, Lan Phong, ta cùng ngươi liên thủ, muốn giết tiểu súc sinh này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, bắt vào tay. Phong hủy bảo luân ở trên tay ngươi chứ, cho ta, Lan Phong lạnh lùng hướng hắn nói. Phong hủy bảo luân, rất nhiều người nghe được cái này danh từ đều là mặt liền biến sắc, khẽ hô một tiếng, nói, Lan gia lại có thể liền phong hủy bảo luân đều mang đến. Vật này nghe nói là 17 tầng cấm chế đáng sợ hoàng kim pháp bảo à? 17 tầng cấm chế hoàng kim pháp bảo, ở một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật trong tay đủ để phát huy ra hủy diệt năng lực. Rất đáng sợ. Sắc mặt kia hiện lên khổ ông già thần sắc hơi đổi, nhưng tay vẫn trưởng lộn một cái, một mặt phục ra phụt vô tiểu gió lốc lớn bảo bánh xe xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Bảo bánh xe chung quanh, lan tràn ra gió làm khí lưu đều bị cắt rời. Nghịch loạn mở, rất là kinh người. Lan Phong đưa tay đem vậy phong hủy bảo luân cầm tới, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, âm lãnh lời nói từ hắn trong miệng khạc ra, nói, lần này ta phải giết ngươi. Phải không, thật là khẩu khí thật là lớn. Xa xa, Trần Phi hô hấp đều đặn xuống, cả người vết thương cũng là hoàn toàn biến mất, giống như thương thế phục hồi vậy, mây tím mênh mông, lạnh lùng cười nói. Kéo dài lâu như vậy, hắn bố trí. Cũng nên không sai biệt lắm muốn có hiệu quả chứ. Lần này hắn hẳn phải chết. Được rồi, vậy chúng ta liền xem, kết quả lần này là ai? Ta đối với mình chút lòng tin này vẫn là có. Lan Phong mở miệng, trực tiếp là động thủ đứng lên, ăn vậy phong hủy bảo luân như nhanh như chớp vậy đánh tới. Vậy phong hủy bảo luân gào thét gió lốc lớn, rất đáng sợ, phụt ra phụt vô hủy diệt tinh mang. Sớm nhất trước hắn hoàn toàn là ôm sỉ nhục, theo trêu đùa tâm tính tới. Nhưng bây giờ, cái loại đó tâm tính đã bị hắn bỏ ra rất xa. Nếu không toàn lực ứng phó, hắn biết không có thể giết Trần Phi. Cùng lúc đó, sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ cũng là ra tay. Một đạo phù trần đột ngột xuất hiện ở vân không trong, vậy trước đoạn nhỏ dài bạch vũ hóa thành một đầu bạch xà, biển xanh cả ngày, ban đêm lạnh lẽo sương mù cũng giống như là bị hắn nuốt sống, trở thành hắn sân nhà, giết hướng Trần Phi. Hắn thực lực không hề mạnh. Chỉ là một mình hắn mà nói, Trần Phi rất dễ dàng là có thể đối phó, thậm chí giết chết hắn, bất quá bây giờ hắn có thể là theo chân Lan Phong vừa động thủ một cái, tự nhận là đây nhất định là nên uy phong lúc. Bọn họ Lan gia cường hãn nhất thứ ba cao thủ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Bót, nhưng đối mặt với như vậy tình trạng, Trần Phi vậy vẫn là sắc mặt không chút nào biến hóa. Hắn đưa ra nhuốm máu thon dài ngón tay, một tiếng thanh thúy hưởng chỉ tiếng, truyền ra. Oanh! Ầm 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 ầm. Vậy hưởng chỉ tiếng rơi xuống ngay tức thì, Lan Phong cùng với sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ đất đai dưới chân bỗng là chấn động. Vô tận linh quang, trận văn, tử tiêu, xương trắng chiếu rọi vọt lên, tựa như ngất trời sóng lớn, nếu như hủy diệt sao rơi, lấy tốc độ thật nhanh hình thành hai ngồi hơi thở vô cùng cường hãn sát trận, đem hai người kia bao phủ lên trong đó. Lần này Lan Phong các người không có ở giật mình. Mà là không bị kích động tiếp tục liều chết xung phong tới. Vô hình sát khí mãnh liệt, một tiếng vang thật lớn, hai tòa đại trận điên cuồng chấn minh lay động. Trận pháp này không như vậy lợi hại, chúng ta rất dễ dàng là có thể phá. Lan Phong quát lạnh, cầm trong tay phong hủy bảo luân toàn thân tách ra quang, lực lượng sáng chói vô cùng, gắng sức chém xuống, ở trước mặt hắn vậy tòa đại trận thiếu chút nữa trực tiếp là muốn sập. Sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ cũng là một tiếng quát to. Vân không to lớn phủ trần hiển hiện ra chói tai hoa quang. Vậy bạch xà từ thiên khung rơi xuống, miệng to như chậu máu chiếm đoạt, rất là khủng bố, bất quá trước mặt hắn trận pháp nhưng đem hắn trận lại, phong ở bên trong. Điều này hiển nhiên là rất rung động lòng người một màn, kinh thế tỉ thí, lấy một chọi hai, một thân một mình đối kháng hai lớn chân quân cảnh nhân vật. Nhất là đối thủ kia chính giữa, còn có Lan Phong bực này quái vật. Hắn đúng là thật lợi hại, hai, ba chiêu. Trận pháp kia thì đã là nhanh không chịu nổi. Thấy vậy Trần Phi cặp mắt hàn mang nhanh tránh, lòng bàn tay thoáng một cái,
một chuôi hẹp dài màu đen trường đao xuất hiện, chính là vậy 18 tầng cấm chế hắc quang quá đao. Cầm vậy đao, Trần Phi trực tiếp là hướng Lan Phong giết đi. Phịch, lần đầu tiên đụng thì có kinh người dị tượng xuất hiện. Hắn hai người giao thủ trên vùng đất trực tiếp là vách núi nứt nẻ đứng lên, vách núi sụp đổ, vạn cây khô héo, lan tràn mười mấy dặm. Vang vang, lại là một đao chém xuống, nhưng là vô tận vô hạ kiếm ý bão táp. Thiên địa làm run lên, khí lưu ngược dòng mở. Một tích tắc này, vô hạ kiếm ý dẫn động sấm gió, hóa thành rối rít dị tượng, trường kiếm, đoản kiếm, kiếm rộng, kiếm to. Các loại phức tạp kiếm cảnh tượng như thác vải vậy xông lên rầm rầm đi ra, làm vậy cầm trong tay phong hủy bảo luân Lan Phong vậy sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn cảm nhận được Trần Phi chân chính thực lực, không kém. Nhất là bây giờ còn có hắc quang kia quá đao tăng phúc, mạnh như 18 tầng cấm chế, liền lại là kinh người chút. Bất quá những thứ này, đối với hắn cái này Lan gia công nhận đệ tam cường giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Trần Phi tuy lợi hại, có thể và hắn tương đối, hay yếu liền chút. Giết, trong tay hắn phong hủy bảo luân khạc ra kinh người bảo quang, ngưng tụ thành hủy diệt gió bão, cùng vậy Trần Phi trong tay hắc quang quá đao đụng nhau, nhất thời, hai cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là bị trừ ở nơi đó. Trần Phi thân thể bắt đầu run rẩy, gân xanh lòi ra, cũng có thể thấy được vỡ đằng khỏe mạnh mạch máu, run run không dứt, giống như là không chịu nổi áp lực này. Thật là lợi hại, tên này ít nhất là ngày đó phong lôi tông lão tổ, Tần Cung vậy trình độ cường giả. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, chợt cảm nhận được một cổ mãnh liệt lực lượng đem hắn tung bay ra ngoài, hắn không cách nào chịu đựng, nhất thời hắn thân thể tựa như cùng là bông vụ vậy tàn nhẫn đụng vào trên vùng đất, lôi ra ít nhất mấy trăm mét cái rảnh dài, có một cổ đáng sợ tê liệt lực tính ở hủy diệt hắn. Đáng tiếc, tên này phải thua, mọi người thấy một màn này không khỏi tự lẩm bẩm, phảng phất là tiên đoán được Trần Phi thất bại, thậm chí chết. Lan Phong quá mạnh mẽ, tiểu thiên vị đỉnh cấp dưới Lan gia người thứ nhất, hơn nữa lúc này tay hắn bên trong còn có phong hủy bảo luân cái loại đó đáng sợ bảo bối, lực lượng có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được. Oanh, cùng lúc đó, vậy ngăn lại sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ đại trận cũng là ùng ùng vỡ nát ra. Nhân trận tầng 9 trận pháp thủy chung là nhân trận tầng 9, không tới địa cấp, không thể cùng chân quân cảnh sánh bằng, từ đầu đến cuối lực lượng kia vẫn là tra xét một ít. Cái này phá trận cũng muốn ngăn ta lại. Hắn một tiếng quát lạnh, diễn cảm dữ tợn, ánh mắt mang hàn mang chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình áo khoác vô cùng là xốc xếch. Hắn nguyên lấy làm cho này là uy phong giết người, lại không nghĩ rằng, cũng bị vây khốn, cái này làm hắn cảm thấy hết sức mất thể diện, ổ hỏa khí. Bất quá, rồi sau đó làm hắn đúng lúc là nhìn gặp Trần Phi bị Lan Phong tay cầm phong hủy bảo luân chiếu kích đánh vào đất đai sau đó. Hắn liền không khỏi ha ha tàn nhẫn cười nhạt cười một tiếng. Vẻ mặt lộ ra khinh miệt. Vèo. Cho ngươi một cái cơ hội, tự sát như thế nào? Vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ bóng người nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi khảm nhập vùng đất bầu trời, trên cao nhìn xuống, mang làm nhục tính chất cười lạnh nói. Lan Phong cũng là cầm phong hủy bảo luân bước ra, xuất hiện ở trên vùng đất kia không, mắt nhìn xuống dưới chân phế tích, lạnh lùng nói, xem ra hiện ngươi là không được chạy. Tự sát đi. Ha ha, Trần Phi cả người là tổn thương từ vậy trong phế tích đứng lên, khóe miệng hơi có vẻ co giật ha ha cười, nói, ngươi chắc chắn. Ngươi lấy là đến bước này ngươi còn có thể. Ừ, chuyện gì xảy ra? Lan Phong cau mày lạnh lùng nói, nhưng là, hắn trong miệng vậy lời vừa mới nói một nửa, hắn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi hắn cổ, trán, hai vai, cánh tay. Tất cả phơi bày ở ngoài da thịt. Lúc này cũng quỷ dị xuất hiện không bình thường máu đen vẻ, làm hắn sắc mặt máu đỏ, giống như là rất khó chịu vậy. Cái gì, đây là thứ quỷ gì? Ói, hắn bên người vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ lúc này vậy sắc mặt thay đổi theo, thậm chí còn nôn mửa liên tu, cả người nhanh chóng đổi được lão đảo lắc lư đứng không vững. Lại xem hắn lộ bên ngoài da thịt, có từng cái quỷ dị máu đen đường dài xen lẫn kéo dài, xen kẽ đến hắn thân thể các vô cùng trọng yếu vị trí. Thấy vậy máu đen đường dài, Lan Phong con ngươi trực tiếp là mãnh liệt rụt một cái. Độc, lúc nào, hắn tự lẩm bẩm, khó tin, bọn họ cư, lại có thể trúng độc. Nhưng mà, lúc nào, hắn lại một chút phát hiện cũng không có. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Xa xa vậy Lan ra mọi người cũng giống là phát hiện cái gì dị thường. Có người kinh quát lên. Là độc, hụ hụ hụ,
Khụ khụ khụ. Làm sao biết? Vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ đặt mông ngay tại chỗ lên, cảm giác cả người càng ngày càng không có sức, thần trí càng ngày càng không rõ, con người co rúm lại, hiện lên kinh hoàng muốn chết, hối hận vẻ, như hắn sớm biết sẽ là như vậy, tuyệt sẽ không đi ra đánh một trận. Độc, lan ra mọi người sắc mặt đại biến, con người ngưng ngưng. Vậy mọi người vây xem cũng là con người co rúm lại, toàn thân chợt hiện lên hàn đứng lên, độc yêu. Lúc nào? Hơn nữa đây là cái gì độc, lại như thế khủng bố, liền tiểu thiên vị nhân vật cũng không gánh nổi sao. Người tu đạo, bản thân chính là một quái vật, cho nên đối với độc chống lại sẽ rất mạnh rất mạnh. Nhất là giống như Lan Phong bực này tiểu thiên vị nhân vật, bản thân đều đã chưa tính là người, coi là nửa thần tiên, vì vậy thông thường độc đối với hắn bực này người mà nói căn bản là không có dùng, nhưng bây giờ cái này. Nhưng bây giờ cái này độ lại có thể độc đến hắn. Hơn nữa như vậy im hơi lặng tiếng, không có chút nào điểm báo trước, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là rất đáng sợ. Rất đáng sợ, rất đáng sợ độc. Mà Trần Phi có thể lấy được như vậy đồ, nói thật, hắn là thật không nghĩ tới. Hơn nữa bây giờ cũng không phải cái gì có muốn hay không đạt được vấn đề, mà là, bọn họ có thể chết hay không vấn đề. Ói, ói, lúc này, sắc mặt kia hiện lên khổ lão đạo sĩ nôn mửa triệu chứng đột nhiên tăng lên, không ngừng nôn mửa. Cả người da thịt tràn ngập đoán chừng đỏ ửng, sát theo, liền gặp hắn cả người co quắp, dần dần ngã trên đất, rồi sau đó, im hơi lặng tiếng, mất đi động tĩnh. Yên lặng đã có chút đáng sợ. Chết sao? Tất cả mọi người con người rụt một cái, chỉ cảm thấy toàn thân phát rét, đây rốt cuộc là độc gì? Lại như này đáng sợ. Lan Phong ánh mắt cũng là hung hăng co quắp một cái, chợt, hắn ánh mắt cũng là hiện ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Bởi vì lúc này, hắn cũng có chút muốn cảm giác muốn nôn mửa. Ói, một giây kế tiếp, hắn há miệng run rẩy khạc ra một bãi đồ lặt vặt, nhất thời tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về hắn còn có Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy kinh hãi, run rẩy. Không, không thể nào, chẳng lẽ liền Lan Phong cũng phải. Lan Phong, một đạo kinh tiếng quát xuất hiện ở mọi người bên tai, một đạo thân ảnh như vậy nhanh như tia chớp bước ra, xuất hiện ở Lan Phong bên người. Đem một quả phun trào ra ánh sáng đẹp lung linh màu ngà mùi thơm viên thuốc này vào người sau trong miệng mau, đem cái này giải độc đan ăn. Ừng ực đan dược vào bụng, Lan Phong thoáng cảm giác dễ chịu hơn mấy phần, có thể vậy biểu hiện dị thường giễu cợt da thịt, vẫn như cũ vẫn là như vậy, tươi đẹp làm người ta rợn cả tóc gáy. Không dùng, vậy này phục đan dược người kinh nghi nhìn một màn này, khó tin. Đây chính là bọn họ Lan gia có thể làm được tốt nhất giải độc đan. Xuất từ vương cấp luyện đan sư tay, có thể rõ ràng trăm độc, nhưng bây giờ lại có thể không dùng. Dĩ nhiên là không dùng, loại rác dưới này giải độc hoàn cũng muốn rõ ràng ta sát huyết ma độc, chê cười sao. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, Trần Phi ho nhẹ mấy tiếng, châm chọc cười nói. Tiếng cười kia rơi vào trong tai mọi người giống như là ác ma vậy, sát huyết ma độc. Đây chính là vậy bá đạo độc tên chữ, thật là khủng khiếp. Sát huyết ma độc. Chính là ma môn kỳ độc một loại, nguyên vật liệu hái từ đại thiên vị yêu vương kịch độc máu đen, độc tính vô cùng là khủng bố, lại vẫn là im hơi lặng tiếng, không xuất trinh không chịu. Một khi chúng loại độc này, đại thiên vị trở xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cơ hồ không thể nào có ngoại lệ có khả năng. Cẩu tặc, tiểu xúc sinh, mau đem vậy giải dược giao ra, một Lan gia cao thủ hướng Trần Phi quát lên, mặt đầy uy hiếp. Trần Phi nghiêng đầu quét người nọ một mắt. Nói cũng lười nói, chẳng qua là nhàn nhạt hừ một tiếng. Châm chọc, đùa cợt ý, lộ ra thấy rõ. Ngươi, vậy quát chói tai chi nhân khí mặt đỏ bừng, thần sắc xanh mét, chợt xanh chợt tím, chợt hướng Trần Phi tức giận quát lên, thật là hèn hạ tiểu xúc sinh. Lại sử dụng độc. Hèn hạ, hai người bọn họ cái gì tu vi, ta cái gì tu vi. Mấy người các ngươi, ta mấy người. Ngươi có phải hay không lấy là ta bây giờ sẽ cùng ngươi chơi đứa nhỏ của mỗi nhà. Nếu không ngươi muốn không muốn đi về nhà tìm mẹ ngươi cùng ngươi chơi. Vẫn là nói, ngươi cái này có vấn đề. Trần Phi nghe vậy là thật cười, hết sức châm chọc, ngón tay chỉ đầu vòng vo chuyển. Ngươi Lan gia nhiều như vậy lão gia bây giờ đứng xếp hàng phái tới giết hắn, hắn đều không nói hèn hạ, điều này cũng tốt, những thứ này lão gia kia ngược lại nói trước hắn hèn hạ, thật là có bệnh, mặt dày vô sỉ. Xa xa đám người cũng là một hồi xôn xao, có vẻ mặt cổ quái. Có mặt mũi giễu cợt, có xì xào bàn tán, châm chọc liền liền. Đúng là,
các người Lan gia nhiều như vậy lão gia chạy tới vây quét một cái người hậu bối, cái này cũng không tính là hèn hạ, bây giờ đối phương chẳng qua là dùng cái độc, liền hèn hạ, cái này mặt dày vô sỉ, không mặt không ra cũng là quá hiển nhiên liền một ít. Muốn thật dựa theo bọn họ thuyết pháp này tới, tổng không thể để cho Trần Phi đứng ở đó, mặc cho bọn hắn giết đi. Người này là ngu sao? Ngươi, tiểu súc sinh ngươi tự tìm cái chết sao? Vậy quát chói tai người một giọng nói khạc ra, sắc mặt đã hoàn toàn là cương ở nơi đó, lúc trắng lúc xanh, vặn vẹo, đỏ thẫm, cảm nhận được xa xa những người đó quăng tới ánh mắt khác thường, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực ứ tích trước một hớp khó chịu, như mũi nhọn gánh, rõ ràng mình nói rồi ngu xuẩn nói. Trận chiến này, chuyện liên quan đến sống chết, nào có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Ói, đây là, Lan Phong cả người chợt run lên, rồi sau đó trong miệng oa một tiếng phun ra một bãi đồ lặt vặt, lại ngay sau đó hắn thân thể liền không có sức sụi lơ té xuống. Cùng lúc đó, mọi người cũng chia minh gặp được Lan Phong con ngươi, nhanh chóng mất đi kẻ hở, hoán tản ra. Lan gia công nhận đệ tam cường giả, Lan Phong, vẫn. Xa xa mọi người từng cái không nhịn được thân thể run rẩy, Lan Phong cũng đã chết. Thật là khủng khiếp độc. Người này lại có thể cầm cho ra đáng sợ như vậy đồ. Hơn nữa, trước Lan gia bị Trần Phi oanh tàn phế hết nửa người người, lúc này cái này sắc hiện lên khổ lão đạo sĩ, Lan Phong, ngắn ngủi như thế không tới nửa canh giờ công phu, Lan gia dắt tay nhau mà đến sáu đại tiểu thiên vị nhân vật hai chết một tàn phế, lại tổn thất hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, xa xa bất luận là tới xem náo nhiệt, vây xem những thứ khác thế lực cường giả, vẫn là còn sót lại Lan gia mình những người đó. Lúc này đều có chút cả người run rẩy, rồi sau đó thấy lạnh cả người, dần dần bao phủ bọn họ thân thể. Có thể nói tình cảnh như vậy, bọn họ không một người trước đó dự nghĩ đến, nhưng lúc này, bọn họ cuối cùng là chân chân thiết thiết cảm nhận được. Người này, tên này là Trần Phi người. Kết quả đáng sợ cỡ nào? Mà lúc này, đột nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở từ đàng xa hạ xuống. Đông, một đạo chấn thiên rên. Phảng phất là cái này không gian đều phải băng liệt vậy, vèo, 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 đếm đạo lưu quang bắn tới, trong không khí tràn ngập kinh khủng kiếm lực sắc bén khí. Là vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị. Tiểu súc sinh, hôm nay ta Lan gia không chém ngươi, thề không bỏ qua. Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu, cầm kiếm cụ già Lan Thu trong miệng phun ra vô cùng âm lãnh cùng với giận dữ tiếng gầm gừ. Sát vô cùng ngạch điên cuồng sát ý. Làm mọi người thân thể run rẩy. Hắn lúc này, đôi mắt đỏ bừng, giận dâu tóc tấm, quanh thân lực lượng kinh khủng giống như là biến thành lấy mạng ác quỷ. Bảy chiến đấu trên biển trận cũng là hoàn toàn sôi trào, làm ngày đó dao động, kiếm khí gào thét. Hiển nhiên, hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản hắn lấy là đây tuyệt đối là mèo vờn chuột, trong hũ bắt con ba ba đánh một trận, lại là phát sinh như vậy biến cố. Trần Phi không có bị bọn họ người giết chết. Ngược lại, bây giờ bọn họ người lại vẫn là hai chết một tàn phế, đây là bực nào tổn thất thảm trọng. Tiểu thiên vị nhân vật, cho dù là ở nơi này võ thành bất kỳ một nhà thế lực chính giữa, vậy cũng tuyệt đối là trung thành chính giữa trung thành, sống lưng chính giữa sống lưng. Mà như vậy tồn tại, coi như là chỉ chết một người, đó cũng là thiên tổn thất lớn, chứ nói chi là, hiện vào lúc này vẫn phải chết hai cái, phế một cái. Loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút. Lan Thu liền hận không được đem Trần Phi bằng thây vạn đoạn, tháo ra tám khối. Mà trừ hắn ra, những thứ khác sáu vị Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng là như vậy. Oanh! Một giây kế tiếp, dưới cơn giận dữ bọn họ, cơ hồ là không nhịn được sát ý trong lòng, trực tiếp cưỡng ép ra tay. Kinh khủng lực lượng đi qua vậy bảy chiến đấu trên biển trận hội tụ, trở thành một chuôi diệu thế kiếm quang, nghịch chảy xuống, hoành gãy lìa không, hướng Trần Phi chém xuống. Vậy quang ba chính giữa, nổi lơ lửng vô số dữ tợn mặt máu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, diễn cảm tâm trạng đều là đổi được vô cùng ngưng trọng. Tầm thường tiểu thiên vị nhân vật hắn không sợ, nhưng cái này Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị, thực lực có thể so với tiểu thiên vị đỉnh cấp, hắn vẫn là có chút chênh lệch, có lẽ sẽ không địch lại. A, không đánh lại thì như thế nào? Không đánh lại cũng phải đánh. Hôm nay ta Trần Phi ngược lại muốn xem. Người Lan gia thật lợi hại, nhiều uy. Trần Phi cắn răng, đang chuẩn bị liều chết huyết chiến, lại giết chết mấy cái đủ vốn nói sau, nhưng sau đó hắn ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái, ngẩn người, ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Ở nơi đó,
một món mực màu đen sền sệt ma khí đột ngột xuất hiện, rồi sau đó, phốc thử, kịch vang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai từ trên trời hạ xuống, đem vậy diệu thế kiếm quang đánh trúng, hủ hóa không dư thừa chút nào. Thấy tình cảnh này, mọi người ngây ngẩn, nhìn Trần Phi, chẳng lẽ người này còn có cái gì lá bài tẩy, ẩn núp người giúp? Cũng không chỉ là bọn họ, Trần Phi lúc này cũng có chút ngây ngẩn. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng, cái này hẳn không phải là hắn tìm tới người giúp đi. Lão hạt tử ngươi có ý gì? Điên rồi sao? Đây là vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu sắc mặt dữ tợn giận quát một tiếng, đôi mắt đỏ thắm, vô cùng phẫn nộ, chết nhìn chằm chằm vậy con ngươi chính giữa. Tựa hồ đoán được động thủ người là ai. Ngay sau đó ở trước người của hắn, một cái khô héo ma thủ chậm rãi đưa ra, hướng hắn thân thể bắt đi, hắn ánh mắt co rúm một cái, thân hình bạo lui. Phịch, lại ngay sau đó một cổ kinh khủng ma đè từ thân hình hắn chợt lui phía sau phương hướng đè xuống, rậm rạp chằng chịt trong hư không hiện đầy ma sấm, lộ ra kinh khủng thanh quang, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, vậy chỉ khô héo ma thủ, lại lần nữa đưa ra ngoài. Lần này Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị không lui về sau nữa, chiến trận lực bùng nổ, ngưng tụ thành sắc bén cự kiếm, cùng chi đụng nhau, hư không run lên. Ầm 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 ầm. Đinh tai nhức óc nổ ầm, tất cả mọi người đều ánh mắt kinh hãi ngưng ngưng. Tiểu thiên vị tầng thứ tột cùng lực lượng sao? Thật là khủng khiếp. Đây là, vậy đầy trời ma sấm chính giữa bóng người cuối cùng là bước ra, hiện ra hắn diện mạo chân thật. Thấy dung mạo kia, rất ít người con người kinh hãi kinh hô thành tiếng, tứ phương ma môn lão hạt tử. Tại sao là hắn? Tứ phương ma môn lão hạt tử. Đó không phải là. Đúng rồi, hắn và Lan gia chí cường lão tổ Khôn Sơn bà lão có huyết cừu. Hắn vậy chỉ mắt mù chính là bị Khôn Sơn bà lão làm mù, hơn nữa nghe nói những năm gần đây hắn vậy âm thầm hại chết Lan gia hết mấy cao thủ. Hôm nay như thế, tốt, cơ hội, hắn sẽ đứng ra quấy rối, không kỳ quái. Còn có chuyện này, chặc chặc, thật đúng là khúc khuỷu à. Ta lấy là Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị ra tay, người nọ lợi hại hơn nữa, lại quỷ dị, sợ rằng lần này cũng là lật không được, chết chắc. Kết quả bây giờ nào biết, cái này lão hạt tử lại sẽ đứng ra quấy rối. Chính là như vậy, Lan gia không phải còn có ba cái tiểu thiên vị nhân vật sao? Lấy ba địch một, ta không tin hắn còn có thể nghịch chuyển lật bàn. Trước độc kia là bá đạo, là lợi hại, có thể. Tay hắn bên trong luôn không khả năng có rất nhiều phần chứ. Vậy một phần, tuyệt đối là đỉnh thiên. Xa xa mọi người truyền đến như vậy hỗn loạn, bàn luận sôi nổi. Đúng là, cái này khúc khuỷu thật sự là làm bọn họ không nghĩ tới. Đầu tiên là sáu đại tiểu thiên vị nhân vật hai chết một tàn phế, bây giờ, lại có thể liền tứ phương ma môn vậy lão phong tử vậy ra tới quấy rối. Không thể không nói, cái kịch này, thật đúng là xuất sắc sao. Ta lão hạt tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ quá mức. Hôm nay chuyện này, có liên quan gì tới ngươi? Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cùng vậy tứ phương ma môn lão phong tử đối lập chung một chỗ, xanh mặt, cắn răng nghiến lợi, giữ tợn chất vấn. Bực này thời khắc mấu chốt, cái này lão hạt tử lại đi ra phá rối, có thể tưởng tượng được bọn họ bây giờ là có bao nhiêu khó khăn bị. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Ha ha, ta lão hạt tử xem không vừa mắt các người có được hay không? Một đống lão gia như thế chẳng cần thể diện, hướng một cái người hậu bối động thủ, vẫn là quần khởi mà công, các người Lan gia liền chút tiền đồ này. Ngược lại là vậy tứ phương ma môn lão hạt tử mang trên mặt vui sướng nụ cười, đối phương như vậy nhục mạ, uy hiếp hắn, hắn đều không tức giận, ngược lại là cười híp mắt, giễu cợt khinh miệt nói. Hắn vốn là ôm, chiếm tiện nghi, tâm tính tới xem một chút, kết quả bây giờ nào biết thu hoạch lại khổng lồ như vậy. Mới vừa Trần Phi giết chết nửa tàn phế vậy Lan gia tiểu thiên vị nhân vật đã bị hắn lặng lẽ giết chết, mà nay bây giờ, hắn lại nhìn Lan gia chết hai cái, vậy trong lòng thoải mái, sướng thoải mái cảm giác thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khôn Sơn bà lão làm mù hắn một con mắt, hắn hận không được tự tay giết Lan gia, giết chết lão kia yêu bà, nhưng tiếc là, hắn không phải lão kia yêu bà đối thủ, cho nên chỉ có thể nín khẩu khí này. Bất quá nếu là có thể có đả kích. Suy yếu Lan gia bất kỳ cơ hội, tựa như cùng bây giờ, hắn liền dĩ nhiên không ngại vào nước này cái hố tới cắm một cước. Chỉ cần Lan gia không thoải mái, lão kia yêu bà không thoải mái, hắn lão hạt tử liền so với ai khác cũng thư thái. Ha ha, ha ha ha. Lão hạt tử ta sớm nhìn các người cái này bảy cái phế vật không vừa mắt.
từng cái rõ ràng tu vi như vậy rác dưới, chỉ dựa vào một cái chiến trận xính uy phong. Tốt lắm, vừa vặn ngày hôm nay chỗ này như thế rộng rãi, ta xem các người có thể có cái gì bản lãnh. Vậy lão hạt tử khô héo gương mặt vặn vẹo tranh cười gần cười, hừ lạnh một tiếng, bàn tay vạch qua, giữa trời đất xuất hiện một đạo ma khí nước xoáy, tựa như đem thiên địa linh khí cũng thu nạp, ngưng tụ thành đáng sợ lực lượng. Nghe vậy thấy vậy, vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì sắc mặt biến. Lan Thu sắc mặt run lên, vô cùng phẫn nộ, có thể lại không thể làm gì, bọn họ thực lực vốn là yếu hơn đối phương, cho nên, cái này lão hạt tử nếu thật quyết tâm muốn ngăn bọn họ căn bản đừng nghĩ thoát thân. Lan Hoành, Lan Trường Phong, Lan Mai Tố, các người ba người cùng tiến lên, ta muốn tiểu xúc sinh kia chết, hài cốt không còn, theo sát phía sau liền gặp vậy cầm kiếm ông già Lan Thu giữ tợn gầm hét lên. Lại không để ý tới bọn họ Lan ra cái gọi là mặt mũi, cái gọi là mặt mũi, trực tiếp còn dư lại ba đại tiểu thiên vị nhân vật đi giết Trần Phi. Muốn hắn chết. Oanh, oanh, oanh. Mà đang ở hắn tiếng này tức giận, giữ tận tiếng gầm gừ rơi xuống ở một chớp mắt kia, ba đạo kinh khủng hơi thở, như lôi đình cấp tốc bóng người, nghiêng sát ý đáng sợ, cuồn cuộn hung uy, vô cùng cuồng liệt hướng Trần Phi đánh tới. Là Lan ra còn sót lại vậy cuối cùng ba cái tiểu thiên vị nhân vật. Bất quá hiển nhiên, cái này ba người thực lực ở Trần Phi trong mắt muốn so với Lan Phong yếu rất nhiều rất nhiều. Thậm chí đều không nói Lan Phong, vậy sắc mặt hiện lên khổ lão đạo sĩ thực lực, nếu so với cái này ba người lợi hại chút. Bình thường nhất tiểu thiên vị thực lực, nếu là như vậy, ba người thì có ích lợi gì đâu. Giết, Trần Phi khóe miệng cong lên nhàn nhạt lạnh lùng nụ cười, giương tay một cái, nhất thời trên bầu trời xuất hiện ở một quả chiến ý sôi trào quân phù. Trần Phi bàn tay huy động, vậy quân phù lay động, ngay sau đó bên trong xích tiêu quân liền lại tất cả đều đạp đi ra. Nhất thời gầm thét tiếng chấn thiên hưởng dậy, chiến ý bay lên, như rồng tựa hổ, ở trên trời lăn lộn, hết sức đáng sợ. Đây chính là tin đồn kia ở giữa quân đội, thật là mạnh, thật là đáng sợ. Xa xa tuyệt đại đa số người từng cái thân thể run rẩy, ánh mắt ngẩn người, đủ để sánh bằng tiểu thiên vị tồn tại quân đội. Cái này nhưng là chân chính chí bảo. Cực kỳ kinh khủng. Thiên địa chợt run lên, chỉ gặp vậy bàng bạc chiến ý tầng mây chính giữa, tràn ra lực lượng kinh khủng, chiến ý lăn lộn. Một khắc sau, chỉ gặp một cái dài cỡ trăm trượng khủng bố móng to, hiện đầy miếng vảy, lóe lên chiến ý ánh sáng, từ tầng mây kia chính giữa xuất hiện. Cùng lúc đó vậy Lan ra ba đại cường giả chính giữa một người, sắc mặt lập tức là thay đổi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, kinh khủng kia móng to tràn ngập khí cơ chính là phong tỏa ở trên người hắn. Hống! Chiến thú móng! Chấn thiên liệt địa xích tiêu quân gầm thét. Kinh khủng kia móng to, xuất hiện ở vậy Lan gia cường giả đỉnh đầu, hung hãn rơi xuống, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó vậy Lan gia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phồng lớn lên mấy chục lần, gió lốc lớn cuốn lên, linh khí bão táp, một quyền xé trời, rất miễn cưỡng đánh lùi cự trảo kia. Rồi sau đó bọn họ chính là chiến đến cùng nhau, hư không tràn ngập khủng bố hỗn loạn. Thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, thân hình lui về phía sau, chuyển đổi chiến trường. Cùng lúc đó trong tay hắn lại xuất hiện ở hắc quang kia quá đao, kiếm khí ngang dọc, vô cùng băng lãnh, xa xa tập trung vào vậy còn sót lại hai người. Chỉ còn lại hai người các ngươi, còn dám cùng ta đánh một trận sao? Vậy giọng phảng phất là hoàn toàn không đem đối phương cái này hai đại tiểu thiên vị nhân vật coi vào đâu. Bực nào thô bạo. Vậy Lan gia còn sót lại hai đại tiểu thiên vị nhân vật sắc mặt xanh mét, vô cùng dữ tợn. Như vậy giọng, như vậy lời nói, và làm nhục bọn họ có cái gì khác biệt. Tiểu xúc sinh này không khỏi qua cuồng vọng đi. Xem ra ngươi thật lấy là ngươi thắng định chúng ta. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì là không biết trời cao đất rộng. Cái gì là ếch ngồi đáy giếng? Giết, vậy hai nhân chung, một vị chàng trai tóc vàng tử cắn răng nghiến lợi giữ tợn quát lạnh. Phịch một tiếng vang thật lớn, từ hắn nơi mi tâm toát ra một đạo kim mang, là một chuôi màu vàng kim thần niệm lợi kiếm, chém về phía Trần Phi, tốc độ thật nhanh. Thần niệm công kích, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười lên, lại có thể đón màu vàng kia thần niệm lợi kiếm giết đi lên, đem coi thường. Có tiên môn thánh pháp tọa vong kinh hắn. Cái gì cũng có thể sẽ sợ, nhưng duy chỉ có cái này thần niệm, hắn là thật một chút cũng không sợ. Dám coi thường ta công kích, ngươi tự tìm đường chết. Thấy tình cảnh này, tóc vàng kia nam tử cười như điên,
hắn thần niệm công kích hết sức quỷ dị, lực sát thương khủng bố, cung cấp người cơ hồ không có có thể dám chính diện chống cự, nhưng bây giờ, tiểu súc sinh này lại dám như thế tự tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, vậy kim thân nam tử lại đột nhiên gặp được Trần Phi trong mắt hiện ra vậy một món yêu dị vẻ đùa cợt, nhất thời, trong lòng có dũng khí cực kỳ nguy hiểm không ổn cảm giác trào hiện ra. Phịch, màu vàng kia thần niệm lợi kiếm đâm vào Trần Phi ấn đường, có thể người sau lại liền thân thể lay động một cái phản ứng cũng không có, giống như là cái gì đều không phát sinh. Cái gì, một màn này thiếu chút nữa không làm tóc vàng kia nam tử nhảy cỡn lên, hắn thần niệm công kích, cư, lại có thể đối với Trần Phi không dùng. Đây là, giữa lúc hắn thất thần đang lúc, nguy hiểm tới. Một kiếm lăng không, bá đạo, đáng sợ vô hạ kiếm ý đi qua hắc quang kia quá đao thả ra, đâm về phía tóc vàng kia chàng trai cổ họng. Ngươi dám, tóc vàng kia nam tử ở trong mộng mới tỉnh, diễn cảm thần thái sợ hãi, rung rung, trên mình phóng thích kinh khủng đợt khí, đồng thời một trường bổ ra, muốn cho Trần Phi biết khó mà lui, có thể tốt như vậy cơ hội Trần Phi nếu bắt được, há lại sẽ đem vứt bỏ. Phịch một tiếng, một kiếm, sắc bén vô cùng, kiếm khí ngang dọc, điên cuồng vặn cổ, tóc vàng kia nam tử trước ngực máu thịt trực tiếp là nổ tung mở, máu tươi bão táp, nhiễm đỏ bầu trời. Hống, tóc vàng kia nam tử lúc này cuối cùng là hoàn toàn luống cuống, điên cuồng giống lên một tiếng, trợn tròn đôi mắt, nhanh chóng thân hình bạo lui. Trần Phi lập tức là muốn đuổi kịp đi, hắc quang quá đao cho thấy kinh khủng mũi nhọn, vô cùng đáng sợ. Oanh, có thể đây là... Một món khác cường hãn hơi thở vào tới, ngăn ở trước mặt hắn. Một vị màu cà phê tóc ngắn nam tử tay cầm đồ sộ đao điên cuồng hướng Trần Phi đánh tới, dọc đường bầu trời khí lưu nghịch chuyển, vân không run rẩy, rất mạnh. Phịch! Trần Phi trở tay chính là một kiếm. Hắc quang quá đao cùng vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử trong tay đồ sộ đao đụng vào nhau, lại phát ra một đạo đáng sợ kim thiết giao kích tiếng. Khí chàng kia mạnh, uy áp kinh khủng. Làm xa xa mọi người trong mắt đều bắt đầu co rúc lại, nhìn mà sợ. Mà lúc này, Trần Phi vẫn bị vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử ngăn lại. Người sau ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Phi, hơi hướng sau lưng lạnh lùng nói, Lan Trường Phong ngươi đi, hồi. Có thể hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, dị biến phát sinh. Phịch, đất đai lay động, ánh sáng vọt lên, từng luồng màu tím sáng mở nếu như có sinh mạng vậy. Xen lẫn quấn vòng quanh trở thành một miếng đắp lên cả vùng đất màn sáng. Cùng lúc đó, đáng sợ hơi thở tràn ra tới, đem tóc vàng kia nam tử phong tỏa. Cao cấp nhân trận tầng 9 đại trận hồi phục. Phốc! Một cổ lực lượng cường hãn vỗ xuống tới, tóc vàng kia nam tử bị hung hăng nghiền ép vào đất đai chính giữa. Cùng lúc đó, tất cả mọi người con người đều là hung hăng co rúm một cái, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được, tóc vàng kia chàng trai sinh mạng hơi thở, lại nhanh chóng ở mất đi. Chết, chết. Vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử ánh mắt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi. Xem ra ngươi là quên ta còn có ngón này. Bây giờ nhớ lại liền sao? Nhìn đối phương vậy mở phẫn nộ hai tròng mắt, Trần Phi tựa như thấy được đối phương không cam lòng, hai đại tiểu thiên vị nhân vật tới vây giết hắn, kết quả lại là như vậy, vừa đối mặt liền lại chết lại một cái, dĩ nhiên không cam lòng. Nhưng chết liền là chết, không cam tâm nữa vừa có thể như thế nào. Nghe vậy, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, chợt ánh mắt vô cùng băng lạnh, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối. Ta chờ, Trần Phi nhàn nhạt đáp lại, hôm nay cục diện này không phải hắn chết, chính là địch mất, cho nên nói không nói những lời nhảm nhí này, có cái gì khác biệt. Vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử nghe vậy cũng là hung hăng co quắp hạ khóe miệng, không nói gì nữa. Một khắc sau, hắn ánh mắt thâm độc chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hai tay hơi nâng lên, nhất thời ở bàn tay hắn chính giữa, một cổ hủy diệt lực lượng ngưng tụ ra, cùng lúc đó hắn cả người hơi thở vậy tại bắt đầu điên cuồng leo phồng lên tới. Từng đạo lớn chừng ngón cái quỷ dị đáng sợ tia chớp màu trắng xuất hiện ở hắn trên thân thể, xen lẫn quấn quanh, hết sức đáng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, cảm nhận được lực lượng kia, Trần Phi sắc mặt cũng là khẽ biến, ánh mắt chính giữa thoáng qua một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói, là giấu giếm thực lực. Không đúng, đây cũng là nào đó cấm thuật chứ. Mọi người đều biết, vận dụng cấm thuật giá phải trả sẽ lớn vô cùng lớn vô cùng. Mà tên này bây giờ vì đối phó hắn, lại lựa chọn vận dụng cấm thuật, như vậy quả quyết. Cái này ngược lại có chút phiền toái à. Oanh!
Ầm ầm ầm. Đây là, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử hơi thở đã leo lên tới nào đó đỉnh cao. Trong hư không xuyên sáp khủng bố im lìm minh. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt và khóe miệng cũng là nổi lên lạnh như băng cười gằn. Bây giờ, ngươi chuẩn bị xong như thế nào chết sao? Bụi đất khói tràn ngập trên vùng đất, một mảnh hỗn độn, sương mù trần thiên, vô cùng băng lãnh. Trần Phi ánh mắt hơi híp cùng vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử đối lập, lẫn nhau ngay trong ánh mắt đều có lạnh thấu xương sát ý, lăn đi ra, để cho người nghẹt thở, càng làm vậy bốn phía khí lưu làm ngưng kết. Nếu như người bây giờ đủ thông minh, tự sát nơi này, có lẽ còn có thể càng thống khoái hơn, càng nhẹ nhõm một chút, nếu không ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là, sống không bằng chết. Vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử trường bào vù vù, khóe mắt gân xanh nổi lên, thậm chí dữ tợn, ánh mắt vặn vẹo ngậm sắc bén sắc thái, hướng Trần Phi lạnh nhạt nói. Hôm nay hắn vận dụng cấm thuật, cần muốn trả giá cao không có thể tưởng tượng, cho nên lúc này hắn trong lòng đối với Trần Phi căm ghét đã thì không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hận không được uống Trần Phi máu, rút ra Trần Phi xương, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi như có bản lãnh, cứ tới thử một chút. Như ta đoán không sai mà nói, người cái này cấm thuật cũng có thời gian hạn chế chứ. Qua khi đó gian, người cảm thấy là ta giết ngươi, vẫn là ngươi giết ta. Trần Phi cười lạnh nói. Cấm thuật cố nhiên đáng sợ, có thể hắn Trần Phi cũng không phải bùn bóp, muốn làm hắn chết. Được à, cứ tới thử một chút. Phải không, ta thừa nhận ngươi nói không sai, có thể ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ đến lúc đó liền sao. Vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử diện mạo âm lãnh, tranh cười gằn cười, bước chân bước ra, giết. Cái này chứ giết vừa dứt lời xong, ngay tức thì, mọi người trong tầm nhìn liền thấy đầy trời kinh khủng cấm thuật lực bộc phát. Sình sệt kinh khủng huyết quang gào thét lạnh như băng, sát ý ngút trời, tràn đầy vô cùng lực tàn phá, sát theo, người ảnh chính là giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không. Vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử gương mặt cười gằn. Lòng bàn tay đồ sộ đao, chạm thiên xuống, huyết quang kích động, làm người ta cặp mắt đều là sắp không cách nào mở ra. Cực độ đáng sợ. Oanh, Trần Phi giơ tay vung đao ngăn cản, kim thiết tiếng vang khắp, hai người quanh thân mười mấy dặm bên trong khu vực trực tiếp là run lên bần bật, rồi sau đó ủng ủng vang lớn mở. Một tòa tràn ngập khủng bố bụi mù hố to, là xuất hiện ở người trước mắt. Mà lúc này, lại xem Trần Phi, lại là bị đẩy lui mười mấy dặm. Cả người vết thương xông ra máu đỏ tươi. Thật là mạnh, tất cả mọi người ánh mắt rụt một cái, tiểu thiên vị nhân vật không để ý hết thảy vận dụng cấm thuật, lần này thực lực, đích xác là quá mạnh mẽ. Đứng sau những cái kia tiểu thiên vị tầng thứ tột cùng lão yêu quái. Bây giờ ngươi biết ngươi cùng ta bây giờ, kết quả là kém nhiều ít sao? Vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử lại lần nữa cười nhạt, gân xanh nổi lên cặp mắt tràn ngập lạnh lẽo dùng mình, cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa cầm đao lao ra, kinh khủng huyết quang, đao mang thành vô hạn thắt cổ hung khí, làm Trần Phi cả người máu tươi tách thả ra, máu tươi đầm đìa. Hống, thích khách, Trần Phi hét giận dữ, khí tức kinh khủng thẳng xông lên vân tiêu, làm ngày đó khung hỗn loạn không dứt. Tên này liều mạng vận dụng cấm thuật, đích xác là rất khủng bố, liền hắn bây giờ đều gặp bị thương nặng, bất quá, hắn tính dẻo cùng với năng lực khôi phục cũng cực độ đổi tai. Chỉ cần chống đỡ được, đến lúc đó liền lại là ngoài ra nói một chút. Ngươi còn không chết, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử càng ngày càng nóng nảy, cả người kinh khủng huyết quang quanh quẩn, một cổ vô biên đáng sợ lực lượng thẳng xông lên vân tiêu, lan tràn hướng Trần Phi, mảnh đất này, cũng giống như là biến thành luyện ngục. Trần Phi ở đó bên trong chờ đợi chết. Ta chết, ngươi yên tâm, đừng để cho ta kéo đi qua, nếu không, ta sẽ làm ngươi chết rất thoải mái, rất thích ý. Có thể càng như vậy, Trần Phi trong xương vậy lau hung tính nhưng cũng dần dần bị phóng thích ra ngoài. Hắn mặt âm trầm hét giận dữ, lại không để ý chút nào bàng bạc áp lực, đạt tới trên tay thân thể, chính là muốn chiến, một kiếm lăng không. Tan biến vô địch. Oanh, kinh khủng chấn động, làm chỗ xa kia từng cái người cũng sắc mặt kinh hãi. Cái này hai người đơn giản là điên rồi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Bình bịch bịch, vậy gần như văng tung tóe vân không chính giữa. Huyết quang, kiếm khí, đao mang. Các loại kinh khủng lực lượng xen lẫn nhau chiếu rọi gào thét, chấn động muôn vàn. Không tới một nén nhang thời gian, hai người cũng đã là giao thủ trên trăm hiệp, Trần Phi cả người là máu, tổn thương càng thêm tổn thương, mà vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử lại cũng không có khá hơn chút nào,
trước ngực một đường thật dài vệt máu, gần nhất gạo dài, thiếu chút nữa đem hắn một đao hai đoạn. Mà ở thấy tình cảnh này, xa xa vậy mọi người vây xem diễn cảm cũng là chỉ có thể lấy, miệng không cách nào khép lại, rung động vạn phần, để hình dung. Người này đơn giản là một người điên, cũng quá ngu xuẩn, Lan gia vậy Lan Hoành bây giờ nhưng mà cấm thuật thêm thân, sức chiến đấu vô cùng, hắn không những không tránh né, còn cứng rắn muốn cùng máu chiến, tự tìm cái chết sao. Đúng vậy, chênh lệch quá xa, hơn nữa người nọ trước kia cũng ảnh hưởng tiêu hao quá nhiều quá nhiều. Sức người luôn có cuối cùng thời điểm, hắn như vậy điên cuồng, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Ta cảm thấy Lan Hoành đã phải thắng, không có gì bất ngờ xảy ra. Oanh! Cuồn cuộn lực lượng đụng nhau, hư không ngược dòng. Đây cũng là một lần tàn bạo đụng, bất quá lần này mọi người con người cũng không do hung hăng rụt một cái. Bởi vì rốt cuộc, bọn họ rốt cuộc gặp được, Trần Phi bóng người ở đó màu cà phê tóc ngắn nam tử Lan Hoành khủng bố một đao dưới, lại cũng là không chịu nổi, nổ bắn ra thụt lùi. Rơi vào đất đai, trực tiếp đem đất mặt đập ra một cái thật sâu hố to. Cái này thì không được sao, thật là đáng tiếc à. Ta cái này cấm thuật lực lượng, còn có thể chống đỡ gần nửa nén hương thời gian, mà ngươi, nhưng muốn mất mạng. Ha ha, ha ha ha. Trên bầu trời, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử Lan Hoành mặt đầy máu uy nghiêm cười gằn, rồi sau đó hướng về phía dưới chân hố to bên trong Trần Phi điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo vô cùng đáng sợ huyết quang đổ sộ đao hướng phương hướng kia nghịch không bá đạo chém. Không khí đều bị mất đi tiêu diệt. Đúng, chính là như vậy. Tiểu súc sinh chết đi, ha ha, ha ha ha. Xa xa vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì cũng là cặp mắt gân xanh nổi lên giữ tợn cười như điên. Hôm nay bọn họ Lan gia tổn thất thảm trọng, có thể chỉ cần là có thể giết Trần Phi, vậy là được. Vậy là được rồi. Oanh, có thể đây là, vậy hố sâu bên trong đột nhiên nổ tung ra một cổ động trời cường hãn khí thế. Tất cả mọi người đều là cả người run lên, thần hồn run một cái, con người sau đó hung hăng rụt một cái. Vậy, đó là cái gì? Có người run rẩy nhìn vậy hố sâu bên trong lẩm bẩm nói, một khắc sau, một đạo cả người đổ nát, nhuốm máu bóng người đứng bước ra tới, một kiếm lăng không, vô tận dâng trào kiếm ý xông về thiên khung, lại là đem kinh khủng kia một đao rất miễn cưỡng tuyệt diệt, hủy ở trên bầu trời kia. Không, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử sắc mặt mãnh biến đổi, nghiêm túc quát một tiếng, chết nhìn chằm chằm thân ảnh kia con người run rẩy không tin nói, tại sao ngươi? Cái này không thể nào. Cùng lúc đó, trên người hắn vậy cuồng liệt huyết quang, khí thế, vậy là theo chân từ từ có chút suy giảm đứng lên. Là vậy cấm thuật có thể thi triển thời gian, đến. Không thể nào, ha ha, thân ảnh kia, cũng chính là Trần Phi đứng ở đó khói báo động trong ha ha cười một tiếng, chợt lại là không nhịn được nhếch mép, nhìn đối phương lãnh đạm nói, mặc dù mới vừa bị ngươi đánh có chút thảm, bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Người bị đánh ngu sao? Chết, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử Lan Hoành giận dữ hét, lại lần nữa giết hướng Trần Phi, vẻ mặt dữ tợn. Hắn còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, nếu là thật để cho Trần Phi kéo đã qua, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, đón đối phương vậy cuồng liệt tới đánh động tính, Trần Phi chẳng qua là lại ha ha cười một tiếng, híp đôi mắt một cái, chợt, từ hắn nhuốm máu, đổ nát thân thể bên trong. Lại là có một đạo chói mắt màu tím thần hoa xông ra, sau đó, Trần Phi hơi thở, ít nhất tăng vọt một cái nấc thang. Đột phá à, chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, cảm nhận được trong cơ thể nơi mãnh liệt mà đến bàng bạc mới tăng cự lực, Trần Phi kết phẩy quyền trưởng là hung hăng bóp nặn, chợt, tràn ngập sáng chói thần hoa cùng với vô hạ kiếm ý hắc quang quá đao chính là lại lần nữa bị hắn cầm chặt ở trong tay. Giết, một kiếm vung ra, vẻ điêu tàn điên cuồng tràn ngập. Kinh khủng kia trong bão tố phảng phất là có vô biên kiếm ý mất đi liền hết thảy. Làm vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử linh hồn run lên, phảng phất là đưa thân vào địa ngục chính giữa. Không phải đâu, hắn lại là vào lúc này lâm trận đột phá. Bất quá, đó là cái gì cảnh giới? Tiểu thiên vị chân quân cảnh sao, thật giống như cũng không phải là à. Đây là, cuối cùng là có người nhận ra được chuyện gì xảy ra, lúc này kinh hô thành tiếng. Bực này dưới cục diện. Trần Phi lại cũng có thể đem vậy Lan gia Lan Phong làm là đá mài đao, chĩa vào vô cùng áp lực lâm chiến đột phá. Bực này tâm tính, bực này can đảm, bực này tư chất, đơn giản là quái vật. Quá phóng đại. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính,
Điểm chính là Trần Phi cho dù là bây giờ Lâm Chiến đột phá, lại cũng không làm bọn họ cảm nhận được chân quân cảnh vậy có 102, tầng thứ cao hơn linh khí phẩm chất, linh khí chất lượng, uy áp giác quan, cái này ý vị như thế nào? Không có ai không hiểu, cho nên bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt chỉ có thể là lấy kinh hoàng, đáng sợ vạn phần để hình dung. Người này, thằng nhóc này, chẳng lẽ là một yêu quái sao? Như để cho hắn tương lai tiếp tục nữa, còn được. Ngươi, vèo, cùng lúc đó, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử lan hoành ánh mắt chết nhìn chằm chằm nhìn Trần Phi nửa giây, vẫn không thể nào chĩa vào hắn trong lòng vậy đã lan tràn không chỉ sợ hãi, xoay người bước chân bước ra, lại muốn bỏ chạy. Mà lúc này, hắn cả người tán phát hơi thở vậy đã là không lớn bằng trước. Rất yếu, nói hết rồi đừng để cho ta kéo đến hiện vào lúc này. Như vậy nếu như cũng để cho ngươi chạy, ngươi cảm thấy có thể sao? Nhìn chỗ đó chật vật, hoảng hốt chạy trốn bóng người, Trần Phi lạnh nhạt cười một tiếng, bóng người liền giống như là nhanh như chớp vậy nhanh như tia chớp hướng vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử đuổi giết đi. Một kiếm, kiếm khí bão táp, không rãnh không sạch sẽ, cường hãn đến làm người ta thần hồn run rẩy. Không, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử sắc mặt đại biến, cảm giác mình bị khủng bố khí cơ bao phủ. Trong lòng như bị điện giật, im lìm hừ một tiếng. Dừng tay, xa xa, truyền đến vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị lạnh thấu xương gầm thét. Bọn họ Lan gia đã chết quá nhiều người, tổn thất to lớn, cái này nếu như lại chết một người tiểu thiên vị nhân vật, không chịu nổi. Oanh, bảy chiến đấu trên biển nhảy điên cuồng liệt để ngang vân không trong, cuồn cuộn thả ra lực lượng kinh khủng, muốn giết tới ngăn cản Trần Phi. Các người có phải hay không quá không đem ta cái này lão hạt tử để trong mắt. Chết! Một đạo ma ảnh ùn ùn kéo đến, xanh lơ lôi liệt không, ngăn ở vậy bảy chiến đấu trên biển trận, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị phía trước. Tứ phương ma môn lão hạt tử đứng ở ma sấm trong, cuồng thả cười to nói. Có thể thấy Lan gia như vậy tổn thất thảm trọng, hắn không biết trong lòng có nhiều thống khoái. Nhưng dù vậy, hắn thỉnh thoảng liếc trộm hướng Trần Phi phương hướng kia ánh mắt. Vậy vẫn là hơi nhiều hơn chút kinh nghi, chấn động, thậm chí kiêng kỵ. Ngày hôm nay, Lan gia sáu đại tiểu thiên vị nhân vật ít nhất có 3 cái chết ở Trần Phi trên tay, hơn nữa cái này Lan Hoành, chính là 4 cái. Mà nói thực, loại chuyện này cho dù là làm hắn tự mình làm, có lẽ, cũng không nhất định có thể thành công, mà bây giờ, Trần Phi nhưng ở cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng, ai cũng không coi trọng dưới tình huống, làm được. Đây là có biết bao khoa trương. Biết bao rung động lòng người, lộ ra thấy rõ. Cái này đứa nhỏ, không đúng, hẳn là cái này gọi là làm Trần Phi người, thật đúng là một nhân vật à. Mặt mũi cần người khác cho ngươi, mà mặt, thân phận, địa vị chính là cần tự kiếm. Hôm nay Trần Phi, chính là tại tất cả trước mặt người, kiếm đến mặt hắn, hắn địa vị, hắn thân phận. Liền tứ phương ma môn lão hạt tử bực này lão yêu quái nhân vật, đều là không có ở đây nhẹ nhìn hắn. Cùng lúc đó, bên kia vậy Trần Phi vậy cuối cùng là đuổi giết được liền vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử. Một cổ vô hình lực lượng kinh khủng, vô hạ kiếm ý, ngưng tụ một mảnh giả tưởng chi không, đem phong tỏa. Gặp lại sau, giết. Đón đối phương vậy kinh hoàng, run rẩy, tuyệt vọng con ngươi, Trần Phi hơi híp mắt cười một tiếng, chém xuống một kiếm, giữa trời đất, tựa như cũng chỉ còn lại có một kiếm kia quý tích. Không rãnh. Không sạch sẽ, tất cả mọi người đều là một màn này chân mềm nhũn. Phốc suy, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử thân thể bị chém rách, chia làm hai, lại sát theo bắt đầu làm tan rã. Tất cả mọi người con ngươi theo bản năng rụt một cái. Lan ra vị thứ tư tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, chết, chết ở Trần Phi trong tay. Một màn này, tuyệt đối là rung động lòng người. Đây chính là lực lượng à, rốt cuộc tiến thêm một bước sao. Mắt thấy vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử tan rã thân thể rơi xuống đất, Trần Phi cầm ở hắc quang kia quá trên chuôi đao bàn tay hung hăng xít chặt chặt, lau một cái sắc bén vẻ, là từ hắn cặp mắt tràn ra tới, hoảng hốt lẩm bẩm nói. Chân nhân cảnh tứ trọng thiên hắn, đủ để thắng được tầng thứ phổ thông tiểu thiên vị cường giả. Mà bây giờ, hắn cảnh giới tu vi đạt tới chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, lực lượng tự nhiên cũng là thuận lý thành chương đi theo tăng vọt. Hắn phỏng đoán. Hắn bây giờ coi như là đơn độc gặp được vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị, phần thắng khó mà nói, có lẽ rất nhỏ, nhưng có thể cùng chi đấu một trận vậy cũng đã tuyệt đối là khẳng định. Nói cách khác, hắn bây giờ thực lực, đã mất giới hạn đến gần tiểu thiên vị đỉnh cấp,
mà đây, thật là có chút dọa người, khoa trương. Phịch, đây là, đột nhiên hư không run lên, một món đáng sợ, hủy diệt uy áp lặng lẽ không hơi thở trấn áp xuống. Ừ, đáng chết, gặp, phốc xích, cảm nhận được lực lượng kia, vậy nguy hiểm, vậy tuyệt diệt hơi thở, Trần Phi con ngươi chợt rụt một cái, muốn né tránh, cũng đã là trễ. Một cái khô héo bàn tay, xuyên thấu qua hư không, nhẹ vỗ nhẹ vào hắn trên mình, nhất thời hắn liền cảm nhận được đáng sợ lực lượng rời núi lấp biển đem hắn chìm ngập, thân thể như diều đứt dây hộc máu bạo lui ra ngoài, đánh vào liền mặt đất núi sâu chính giữa. Ầm ầm ầm, đất đai lay động, chấn thiên vang dội, một cái mười mấy dặm thật sâu phác họa, bốc khói sương mù, làm người ta cửa nhìn con ngươi đều là co rúc lại. Ai, tất cả mọi người trong lòng như mộng nói mớ vậy điên cuồng bốc lên cái ý niệm này, liền vậy tứ phương ma môn lão hạt tử cũng không ngoại lệ. Có người ngẩng đầu nhìn về Trần Phi nguyên bản đứng ở vậy khu vực, một vị chống cây nạng bà lão, lúc này đang cả người hiện đầy vô cùng lạnh lẽo sát ý lập ở nơi đó, linh hồn hắn run lên, rung động tiếng bật thốt lên. Khôn Sơn bà lão, tất cả mọi người con ngươi run lên, Khôn Sơn bà lão, đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, một đạo ma quang bắn tới, ùn ùn kéo đến, nhưng là vậy tứ phương ma môn lão hạt tử. Hắn ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vậy tới người, Khôn Sơn bà lão, một đôi sắc bén hàn hạng mục tựa như khiến cho được hư không cũng đang rung rung. Lão yêu bà, vẫn khỏe chứ à? Hắn cười lạnh, trong miệng khạc ra thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được xa xa một ít cụ già trong lòng hơi run một chút hạ, lão yêu bà. Cũng chỉ có tứ phương ma môn cái này lão hạt tử dám nói như vậy, những người khác, sẽ chết. Khôn Sơn bà lão không lên tiếng, chẳng qua là vậy tràn ngập vô cùng lạnh lẽo sát ý cặp mắt nhìn chằm chằm lão hạt tử, làm người sau đều là không nhịn được híp đôi mắt một cái, chân mày nhẹ nhàng co quắp. Như vậy to lớn áp lực. Hồi lâu, vậy Khôn Sơn bà lão âm lãnh cực kỳ mở miệng nói, thật hối hận năm đó không trực tiếp giết chết ngươi, sống sót, ít năm như vậy cũng vẫn là một gieo họa. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, bất đồng lão hạt tử đáp lời, liền lại lần nữa lạnh lùng uy nghiêm nói, lão già kia, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ để cho ngươi cho ta lan ra có giao phó. Bây giờ, cho ta cút. Để cho ta cút, ngươi cảm thấy ngươi có vậy phân lượng. Lão hạt tử cặp mắt híp một cái, lạnh lẽo nói. Được rồi, đi thôi. Đây là, xa xa, từng đạo cuồn cuộn chi âm bồng bềnh tới, khiến cho được đám người lòng ầm ầm nhảy lên một cái. Vậy lão hạt tử cũng là mặt liền biến sắc, lẩm bẩm nói, lão tổ. Mà ở như vậy lẩm bẩm sau đó, vậy lão hạt tử thật sâu quét mắt Khôn Sơn bà lão, xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi bối cảnh, Khôn Sơn bà lão hạng mục như bò cạp, như ác quỷ vậy lẩm bẩm nói, lần sau gặp lại ngươi, bà lão ta tất lấy ngươi mạng chó. Đại trưởng lão, tiểu xúc sinh kia còn chưa có chết, không bằng chúng ta đem hắn bắt lại, ngàn đao lăng trì. Đem tất cả cùng hắn có quan hệ người toàn chộp tới ở trước mặt hắn giết chết, như vậy, mới có thể tiết hận. Đây là vậy bảo vệ tộc thất kiếm thị chạy tới, xuất hiện ở Khôn Sơn bà lão bên người. Cầm kiếm ông già Lan Thu vô cùng dữ tợn ác độc nói. Bót, thanh thúy chàng pháo tay, vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu phóng đại con ngươi nhìn chằm chằm Khôn Sơn bà lão, bụng mặt, ở hắn trên mặt, là một đỏ tươi dấu bàn tay, vô cùng đau nhói. 13 người. Một cái tiểu xúc sinh cũng không giết chết, có ích lợi gì? Khôn Sơn bà lão lời nói như đao, đôi mắt như bò cạp vậy lạnh lẽo nhìn Lan Thu, người sau ánh mắt run lên, cúi đầu, rất miễn cưỡng ăn làm nhục, không dám tiếp lời. Lấy hắn đối với Khôn Sơn bà lão biết rõ, cái này giết người không nháy mắt lão yêu bà bây giờ tuyệt đối là đánh mất lý trí trạng thái giận dữ. Dưới tình huống này đi xúc phạm nàng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ừ, mà lúc này vậy Khôn Sơn bà lão kéo dài hướng cả vùng đất vậy hố sâu nhìn lại, xấu xí cao mày, chợt lau một cái ác độc vặn vẹo vẻ là xuất hiện ở trong hai mắt của nàng, rất là lạnh như băng, rất là đỏ thẫm. Nơi đó, Trần Phi tiểu nửa người gần như phế bỏ. Máu tươi đầm đìa, lỗ máu nhức mắt, xương cắm máu thịt bốn phương tán hoành mở, này cùng thương thế làm người ta thấy đều là không nhịn được linh hồn sợ hãi, bởi vì quá nặng. Nhưng coi như vậy, làm ngoài ý người bình thường chính là tức đã là như vậy thê thảm, Trần Phi trẻ tuổi kia gương mặt tuấn tú lên, nhưng lại vẫn là không có chút nào lụn bại, hoặc là vẻ tuyệt vọng. Ngược lại một cái tiểu thiên vị đỉnh cấp, ta Trần Phi thật là lớn mặt mũi à, Lan gia, các người cũng coi là vì ta một người,
toàn bộ điều động. Trần Phi nhìn cặp mắt kia như con bò cặp vậy Khôn Sơn bà lão, ánh mắt vẫn là như vậy giá rét, tựa như không phục không sợ, thanh âm cuồn cuộn ra, bất quá người bực này hèn hạ người muốn giết ta, sợ là còn kém chút chứ. Hèn hạ, dĩ nhiên là nói nàng thân là tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật, lại sẽ như vậy hướng hắn cái này người hậu bối đánh lén, bất quá những thứ khác càng hèn hạ sự việc, tỉ như ỷ lớn hiếp nhỏ, quần khởi mà công, cái này Lan gia cũng làm, những thứ khác, tựa hồ cũng không làm ngoài ý người bình thường. Mà vậy Khôn Sơn bà lão nghe vậy, lại nói đều không nói, thẳng tại ngày đó không chung đi tới trước, từng bước một, hướng Trần Phi đi tới, nhất thời Trần Phi cũng cảm giác thân thể mình run rẩy, có dũng khí lực lượng hủy diệt bao phủ hắn. Cái này lão yêu bà thật là lợi hại, Trần Phi con người run rẩy, thực lực bực này, sợ rằng cũng đã là vô hạn đến gần đại thiên vị, như vậy, trách không có trước vậy tứ phương ma môn lão hạt tử đều không phải là nàng đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn che giấu ở nhuốm máu áo khoác chính giữa trong bàn tay ánh sáng chớp mắt, xuất hiện một quả linh phù. Sắc sắc một tiếng, Trần Phi bàn tay dùng sức đem linh phù kia bóp vỡ. Oanh, oanh, đồng thời vậy cách đó không xa vân không chính giữa có hai đạo thân ảnh bước chậm ra, mà bọn họ hướng phương hướng, tất cả là cùng, trong chốc lát, chỗ đi qua, trời đất phảng phất cũng đang rung rung. Cái này, bọn họ là ai, là vậy Trần Phi người giúp sao, sớm là ở nơi này. Nhất thời, xa xa tất cả mọi người ngẩng đầu, vọng hướng bầu trời, ở hai đạo thân ảnh kia đi ngang qua, bọn họ đều cảm giác linh hồn cũng run một cái. Chẳng qua là một món tràn ngập mà qua uy áp, cũng để cho bọn họ có dũng khí kinh hãi cảm giác. Thực lực bực này, chỉ sợ là cùng vậy lão hạt tử, Khôn Sơn bà lão, vậy không kém nhiều lắm. Tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp. Giang Tả, Lục Trạch, Khôn Sơn bà lão thấy vậy hai người đến, bò cặp vậy đục ngầu con ngươi hơi co giúp một cái, chợt lạnh lùng nói, khiến cho được xa xa một ít cụ già trong lòng cũng tất cả run một cái. Giang Tả, Lục Trạch. Đây không phải là Cửu U cung dưới một người trên vạn người tầng chót đỉnh cấp tồn tại sao? Bọn họ tới đây làm gì? Không thể nào bọn họ là người kia người giúp đi. Hai đạo thân ảnh kia cuối cùng là dừng lại trên bầu trời, cũng không biết là cố ý vẫn là có ý, một trái một phải, lại là lạnh lùng chắn vậy Khôn Sơn bà lão đi tới trước đường trước mặt. Vậy Lục Trạch chân quân mặt không cảm giác nhìn Khôn Sơn bà lão, thản nhiên nói, Khôn Sơn bà lão. Các người Lan gia thật đúng là có mặt sao, toàn bộ điều động đối phó một vị người hậu bối, buồn cười. Cái này cùng các người Cửu U cung có quan hệ thế nào sao? Khôn Sơn bà lão bò cặp vậy con người âm lãnh nhanh tránh, nhìn ngăn ở trước mặt hai người, một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, nạt nhỏ, tránh ra. Không để cho đâu, Giang Tả chân quân bước về phía trước một bước, lạnh nhạt nói, nhất thời, một cổ khí tức kinh khủng phủ kín đúng mảnh thiên địa, dễ như bớn. Hỗn loạn tầng mây, xa xa thân thể người rối rít bạo lui, bực này lực lượng, đơn giản là sẽ làm bọn họ tuyệt vọng, nghẹt thở. Cùng lúc đó, vậy Lục Trạch chân quân nghiền ngẫm ánh mắt lạnh lùng cũng là lúc có lúc không rơi xuống vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị cùng trên người. Người sau cùng bảy sắc mặt người biến, thần sắc cực kỳ xanh mét khó khăn xem. Tình cảnh, trong chốc lát có chút cương ở nơi này. Giang Tả, Lục Trạch hai người phía sau là Cửu U cung. Không ai dám coi thường. Huống chi, hắn hai người còn đều là tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, sợ ai? Coi như Khôn Sơn bà lão có lẽ sẽ so hắn hai người đơn độc một cái, lợi hại hơn, nhưng muốn đột phá hắn hai người liên thủ, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đối với lần này, vậy Khôn Sơn bà lão bò cặp vậy ánh mắt lạnh như băng vặn vẹo ở bọn họ trên người hai người quét một vòng, chợt ngẩng đầu nhìn trời, âm lãnh cực kỳ thanh âm. Từ nàng trong miệng nói ra, Vương Chiến Tâm, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Vẫn là nói, ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta Lan gia. Nhất thời, vậy Giang Tả, Lục Trạch chân quân con ngươi khẽ híp một cái, Vương Chiến Tâm sao? Trừ bọn họ ra, những người khác, chính là xôn xao. Vạn Thế Điện cự đầu nhân vật, Vương Chiến Tâm. Chỗ xa kia xôn xao chính giữa, một đạo thân ảnh trực tiếp là từ trong tầng mây bước ra. Từng bước một đi xuống thiên khung, xuất hiện ở Giang Tả, Lục Trạch chân quân cùng với Khôn Sơn bà lão cùng trước mặt người, cười híp mắt mở miệng nói, u, đây không phải là Cửu U cung Giang Tả còn có Lục Trạch lão ca sao? Đã lâu à, thật lâu không gặp. Vương Chiến Tâm, ngươi tới làm gì? Giang Tả chân quân lạnh lùng cau mày mở miệng nói. Không việc gì, vậy Vương Chiến Tâm khẽ cười cười, chợt híp đôi mắt một cái,
diễn cảm trực tiếp là đổi được lạnh lùng, nói chẳng qua là đột nhiên nghĩ cùng hai vị ôn chuyện một chút, như thế nào, nguyện ý cho ta Vương Chiến Tâm mặt mũi này sao? Chuyện này cùng ngươi không liên quan, tránh ra đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, chỉ gặp vậy Lục Trạch Chân Quân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Vậy chuyện này lại cùng các người Cửu U Cung có quan hệ thế nào? Ừ, Vương Chiến Tâm cười mỉa nâng lên chân mày, lạnh lùng nói châm chọc. Ngươi chắc chắn thật muốn can thiệp. Lục Trạch Chân Quân bước lên trước, khí tức kinh khủng tràn ra tới, lạnh như băng nói. Lục Trạch, ta kính ngươi là trưởng bối. Bất quá bây giờ ngươi là đang uy hiếp ta. Vương Chiến Tâm híp đôi mắt một cái, mỉm cười nói. Chẳng qua là nụ cười kia, cho người cảm giác cũng rất lạnh rất điên. Phải thì như thế nào? Vậy ta liền phải thử một chút. Ngươi Lục Trạch Chân Quân là thật lợi hại, có tư cách uy hiếp ta Vương Chiến Tâm. Giờ khắc này, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng mảnh thiên địa. Vậy Vương Chiến Tâm lạnh lùng cười nói, nhất thời, xa xa mọi người bóng người đều rối rít bạo lui đứng lên. Thần sắc sợ hãi. Loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Phải không, vậy Lục Trạch Chân Quân ánh mắt cũng là đổi được lạnh như băng, ánh mắt quét mắt thần thái ngang bướng, điên Vương Chiến Tâm. Vậy Lục Trạch Chân Quân lạnh lùng nói, ngươi nếu có vậy lá gan, và ta tới. Ta sợ ngươi. Vương Chiến Tâm như thế nào sẽ sợ hắn? Giống vậy bóng người lóe lên, bước chậm ra, hướng chỗ xa kia đi. Mà hắn hai người trải qua chỗ, tất cả mọi người, đều là cảm nhận được lạnh như băng, kinh khủng khí ép, ùng gầm thét, là rất cảnh tượng kinh người. Giang Tả, mà vào lúc này, vậy một đạo nếu như là bò cạp vậy líu díu tiếng vang triệt ở Giang Tả Chân Quân bên tai, đâm đau màng nhĩ của hắn đều ở đây phát đau. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy Khôn Sơn bà lão đang đôi mặt vặn vẹo, lạnh như băng lạnh nhìn hắn. Chợt hắn hai người thân thể liền bay lên trời, nhấc lên mỗi người bất đồng cường hãn uy áp gió bão, làm mọi người biến sắc, vậy làm bọn họ lui được xa hơn, sợ bị kinh khủng này vòng xoáy chiến tranh dính dấp đến, chết oan uổng. Trần Phi nơi tìm tới hai người trợ giúp, đều bị đối phương tương ứng cao cấp cường giả nơi kiềm chế, nhưng là, vậy lan ra bảo vệ tộc Thất Kiếm thì lại không người có thể đi quản bọn họ. Sự việc phiền toái, Trần Phi đầu óc nhanh chóng xoay tròn, cả người bắp thịt căng thẳng, suy tính dưới mắt cục diện này phải làm thế nào thoát thân. Phịch, phịch, phịch. Có thể một giây kế, từng đạo âm lãnh khí cơ tập kích bất ngờ tới, trực tiếp là đem hắn hoàn toàn phong tỏa, không cách nào chạy khỏi. Muốn chạy sao, đáng tiếc à, ta xem ngươi là không có cơ hội. Tiểu súc sinh, hôm nay ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Vậy Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị đứng đầu, cầm kiếm cụ già Lan Thu trên mặt là có ác độc cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý lạnh như băng giống như là lợi kiếm. Không ít người sắc mặt thay đổi theo đổi, rồi sau đó lắc đầu than thở, tâm trạng trong có đồng tình, thương tiếc, hoặc là cười nhạt. Nghịch chuyển, vùng vẫy lâu như vậy. Đặc sắc như vậy chiến dịch, nhưng cuối cùng, vẫn là chạy không thoát, muốn chết phải không? Yêu nghiệt như vậy một cái người hậu bối, thật là đáng tiếc à. Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thì có thể so với tiểu thiên vị đỉnh cấp, nhưng bây giờ lại không người quản. Trần Phi lần này hỏng bét. Mọi người trong lòng ngầm nói, cho dù là bây giờ Trần Phi có vậy Cửu U Cung Giang Tả, Lục Trạch Chân Quân trạch hai vị cự đầu gấp rút tiếp viện, nhưng đối phương, Lan gia người vậy vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa huống chi, Trần Phi hắn bây giờ còn người bị thương nặng. Hừ, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, giống như là cũng không thế nào lo lắng mình. Trên thực tế, hắn bây giờ mặc dù nhìn như thê thảm, có thể thật ra thì cũng không có mọi người tưởng tượng được như vậy thương thế nghiêm trọng, mà hắn nếu như muốn đi, cái này Lan gia bảy cái lão già kia căn bản đừng nghĩ ngăn lại hắn, bất quá. Hắn cặp mắt híp một cái, ánh mắt mịt mờ nâng lên hướng vậy nơi nào đó bầu trời nhìn một chút, chợt sắc mặt lạnh nhạt lẩm bẩm nói, còn có ba cái tiểu thiên vị đỉnh cấp ở. Không cảm giác sai, một người trong đó hẳn là Giang Vạn Lý. Xem ra tựa như địch không phải hữu. Nếu không phải bởi vì phát hiện Giang Vạn Lý ba người tung tích, hắn sớm đi, nhưng bây giờ cũng không được. Ba cái tiểu thiên vị đỉnh cấp núp trong bóng tối, uy hiếp quá lớn. Đông, đây là... Từng đạo bóng người dậm chân tới, hướng Trần Phi đến gần, là vậy Lan gia bảo vệ tộc Thất Kiếm thị. Nhất thời, khủng bố chiến trận lực dung chuyển, cuộn sạch phân tiêu,
mênh mông khủng bố, làm Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia cũng rung chuyển lên. Nhất thời, Trần Phi sắc mặt đổi một cái, chuẩn bị trước không để ý những thứ khác phá vòng vây, nhưng mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời, đột ngột có một cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập xuống. Trần Phi ngẩn ra, mấy vị kia tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng là ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trong bầu trời, chẳng biết lúc nào lại có nhiều đóa hoa tuyết bay xuống. Lạnh quá, cái này cái gì, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ lại đột nhiên cảm giác lạnh quá, lạnh quá. Nhiệt độ lập tức đổi được cực thấp, đông bọn họ thần hồn đều bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, thiên địa này cũng giống là biến thành màu trắng. Tốt uy áp đáng sợ, tất cả mọi người trong lòng trùng trùng run lên một cái, mấy vị kia tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng không ngoại lệ, chợt, chỉ gặp vậy tuyết trắng trắng ngần chính giữa, một đạo vóc người đơn bạc quần áo trắng nam tử xuất hiện, chậm rãi dậm chân xuống, giờ khắc này, hắn ở tất cả mọi người trong lòng giống như là băng tuyết thần vậy. Ai, người này thật là khủng khiếp, nháy mắt tức thì, tất cả mọi người nhìn vậy đơn bạc quần áo trắng chàng trai ánh mắt đều là mang, tràn ngập run rẩy kinh hãi ý. Người này mặc dù nhìn như vóc người đơn bạc, diện mạo bình thường, có thể, lúc này hắn cả người tán phát cái loại đó khí chất, cái loại đó khí thế, nhưng làm tất cả mọi người đều rõ ràng người này tuyệt đối là kinh khủng nhân vật. Có thể phách tuyệt thiên hạ cái loại đó. Người này, kết quả là ai? Thật may, đuổi kịp, người nọ chậm rãi đạp xuống bầu trời. Xuất hiện ở Trần Phi trước mặt quét mắt Trần Phi, không coi ai ra gì lẩm bẩm một tiếng, chợt, lại gặp hắn ánh mắt quét mắt chung quanh bầu trời, nhàn nhạt nói các người những ông già này vậy thật là có ý nghĩa, nhiều người như vậy, khi dễ một cái hậu sinh vãn bối. Vừa nói, hắn ánh mắt lại lần nữa trở lại Trần Phi trên mình quan sát một chút, tự cố trước nhàn nhạt nói yên tâm đi, không sao. Trần Phi hơi ngẩn người, chợt cười một tiếng, không nghĩ tới kinh khủng này người lại là tới giúp hắn. Mặc dù hắn vậy không nhận biết, bất quá, đối phương nếu muốn giết hắn quá đơn giản, cho nên hiển nhiên vậy không cần phải lừa gạt hắn. Cái này ngược lại là tốt tin tức tốt, không phải sao? Các hạ là người nào? Đây là, chỉ gặp vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu, cầm kiếm cụ già Lan Thu lạnh lùng ngẩng đầu hướng tới hỏi, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đột nhiên này xuất hiện người quá thần bí, hơn nữa còn sâu không lường được, tựa hồ, là tới giúp Trần Phi. Đây quả thực đáng chết. Lần này chơi thật khá. Lại tới cái đáng sợ tên lợi hại, chính là không biết, người này và vậy tiểu thiên vị đỉnh cấp trên dưới phủ kém nhiều ít. Hạ khá tốt, nếu như lên. Vậy thì thật là chơi thật khá à. Mọi người cũng là rối loạn, xì xào bàn tán. Cuộc chiến đấu này, lại còn có biến số sao? Chợt liền gặp hắn trực tiếp đem vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu vấn đề làm như không thấy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn hồn nhiên không thèm để ý Khôn Sơn bà lão, Vương Chiến Tâm vậy từng đạo đáng sợ tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật bóng người, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả giải tán đi. Giải tán. Tất cả mọi người con ngươi rụt một cái. Vậy Khôn Sơn bà lão bò cạp vậy con ngươi trực tiếp là lộ ra mấy phần lãnh ý, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống quần áo trắng nam tử trên mình, cười gằn nói, muốn lão bà ta tử giải tán, ngươi xem là cái gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi ở nói chuyện với ta, quần áo trắng chàng trai ánh mắt nhìn lại trở về, lãnh đạm nhìn vậy Khôn Sơn bà lão, nhất thời, chẳng biết tại sao, người sau sắc mặt đột nhiên đại biến, đông. Chợt một đạo nặng nề đáng sợ uy áp đột nhiên gian hướng hạ không bước tới, chỉ gặp vậy quần áo trắng nam tử hai tròng mắt nổ bắn ra ra kinh khủng ánh sáng màu trắng, như hàn xương vậy, thoáng qua gian, làm thiên địa này nhiệt độ hạ xuống vô biên đáng sợ đến nước. Cùng lúc đó, vậy ánh sáng màu trắng chiếu sáng ở Khôn Sơn bà lão trên mình, người sau cả người cứng đờ, ngay tức thì, lại là bị từng tầng một chói mắt băng cứng đông kết thành pho tượng. Đáng sợ cực kỳ, tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì là rụt một cái. Không phải đâu, Khôn Sơn bà lão nàng, hắn, tất cả mọi người sắc mặt cũng ngay tức thì kịch liệt biến ảo đứng lên, vô cùng rung động. Khôn Sơn bà lão là ai? Đây chính là hôm nay tại chỗ nhân vật chính giữa. Chỉ sợ là mạnh nhất lợi hại nhất một cái. Tiểu thiên vị đỉnh cấp, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nàng bực này lợi hại lão yêu bà, lại bị người một chiêu liền cho chế phục. Cái này ý vị như thế nào, không có ai sẽ không hiểu. Đại thiên vị nhân vật, hư không trong tầng mây, Giang Vạn Lý sắc mặt cực kỳ âm trầm tự lẩm bẩm, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra vậy quần áo trắng nam tử tuyệt đối là đại thiên vị nhân vật,
không nghĩ tới trừ Tề Hư Trùng, thằng nhóc này có thể còn có cái này trình độ cường viện. Ưng ực ở hắn bên người, vậy nhất chung một người già hai vị tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật lúc này cũng là sắc mặt kinh biến nuốt nước miếng một cái. Nguyên bản, bọn họ bây giờ cũng có chút bị Trần Phi yêu nghiệt nơi rung động, mà bây giờ, lại còn có đại thiên vị cường viện tới gấp rút tiếp viện hắn. Thằng nhóc này, kết quả là lai lịch gì? Giang Vạn Lý Đan Vương, lần này chuyện này chỉ sợ là muốn xin lỗi. Trước ngươi trả cho ta những cái kia định vàng, ta sẽ gấp đôi lui về, chuyện này, xin thứ cho lão đầu tử ta cũng không nhúng vào, xin lỗi. Cáo từ. Một lát sau, vậy tiểu thiên vị đỉnh cấp ông già đột nhiên cắn răng, nói ra lời nói này, trực tiếp là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Quang một cái Tề Hư Trùng là có thể làm hắn núi áp lực lớn, mà bây giờ nếu là hơn nữa một cái đại thiên vị nhân vật, hắn đâu còn chịu đựng được. Nghe vậy thấy vậy, Giang Vạn Lý diễn cảm ngay tức thì là động lại, xanh mét, đi theo trong ánh mắt kia tâm trạng cũng là âm lãnh, vặn vẹo đáng sợ. Hắn quét mắt vậy rời đi tiểu thiên vị đỉnh cấp ông già sau lưng, âm lãnh ánh mắt lại rơi xuống vậy một vị khác, tiểu thiên vị đỉnh cấp người trung niên trên mình, cắn răng thấp giọng nói, Mạc Huynh, người đâu? Giang Đan Vương, thật sự là xin lỗi. Hai cái lớn thiên vị, ta thật sự là không chọc nổi, người vẫn là khác mời Cao Minh đi. Trung niên kia người cười khổ một tiếng, cũng là rời đi. Rắc rắc. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chợt, tất cả mọi người con ngươi chính là kinh hãi gặp được, vậy bị đông cứng thành tượng đá Khôn Sơn bà lão, thân thể, giờ phút này trực tiếp là bể. Tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, Khôn Sơn bà lão, chết. Ai, ta còn lấy là có thể chống đỡ mấy cái, kết quả, không chịu được như vậy cũng dám nghi ngờ ta mà nói, cần gì chứ? Nhìn vậy đầy trời tung bay băng mạt vụn, băng hàn vô cùng, yêu kiều sáng lên, vậy quần áo trắng nam tử lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, làm tất cả mọi người đều không có linh hồn run rẩy, mạnh như Khôn Sơn bà lão, ở trước mặt hắn lại cũng chỉ rơi được cái, không chịu được như vậy, đánh giá. Quá mạnh mẽ, người này, tất nhiên là đại thiên vị vô địch tồn tại. Đám người rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được, nhìn tổng quát toàn bộ võ thành, tính tới tính lui cũng không quá cũng chỉ là có 5 vị đại thiên vị nhân vật. Mà bọn họ, cũng không gặp được có thể làm Khôn Sơn bà lão như vậy không chịu nổi một kích, có thể đem một đánh có thể chết người. Nói cách khác, thần bí này người, sợ rằng so bọn họ võ thành vậy 5 vị trí cao vô thượng đỉnh cao bá chủ cũng cường đại hơn, lợi hại hơn. Người này, kết quả là ai? Lúc này mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, thần bí này tuyệt thế cường giả, rốt cuộc là người nào? Có thể có đáng sợ như vậy thần uy? Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền Trần Phi mình cũng không biết là người phương nào tới giúp hắn, bất quá, cái này quần áo trắng nam tử đích xác là một kinh khủng người. Tiểu thiên vị đỉnh cấp ở trước mặt hắn cũng không chịu được như vậy nhất kích, thật là quá mạnh mẽ. Mà lúc này nhất tuyệt vọng, thảm nhất không thể nghi ngờ là vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị. Khôn Sơn bà lão là bọn họ lan ra cường đại nhất người, mà bây giờ nhưng chết, hơn nữa bọn họ lan ra chính giữa tiểu thiên vị cường giả cũng chết được 7-8 phần, có thể dự gặp, tương lai bọn họ lan ra địa vị ắt sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên vang lên tựa như ác ma vậy tàn nhẫn lãnh đạm, lẩm bẩm tiếng, nếu đều đã chết một cái, vậy dứt khoát nhiều mấy cái, đầu xuôi đuôi lọt tính. Không. Lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thì các người sợ hãi ngẩng đầu lên, con người vừa vặn đối mặt vậy quần áo trắng nam tử vô tình hai tròng mắt, chợt lạnh lùng nói, có thể một giây kế, so núi cao nặng nề, so vạn tái huyền băng còn muốn lạnh như băng màu xanh thẳm lực lượng hướng bọn họ rủ xuống đi xuống. Theo sát phía sau giữa trời đất, một màn kia chói mắt màu xanh thẳm huyền băng, chính là thành Vĩnh Hằng. À, một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra. Vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị làm một vị trong đó bị khí lạnh ăn mòn, cánh tay phảng phất là muốn lạnh cóng, muốn né tránh, có thể lực lượng kia nhưng trực tiếp là đem hắn đông ở tại chỗ, rắc rắc một tiếng. Người nọ liền giống như là tượng đá bể tan tành vậy mặt vụn hoành bay lên. Tất cả mọi người con ngươi co rúc lại, cứng ở vậy. Không tốt, trốn, còn sót lại lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị các người tất cả sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng lại bị ai phát hiện. Bọn họ sao có thể còn có thể chạy? Đối mặt loại đẳng cấp này cường giả, hơn nữa bây giờ bọn họ còn mất đi 7 chiến đấu trên biển trận lực, căn bản là giống như là con kiến hôi vậy, không thể nào có thể chạy thoát. Bọn họ, toàn cũng phải chết ở vậy.
phịch, lại một đạo băng cứng thanh âm tan vỡ vang lên, một đạo thân ảnh từ ngày đó không trung rơi xuống, rồi sau đó, đạo thứ hai, ba nói, bốn nói. Cho đến cuối cùng một đạo, vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thì tất cả mọi người đều chết oan uổng sau đó, tất cả mọi người mới ở trong mộng mới tỉnh, đáng sợ, kinh hãi cúi đầu. Hắn lúc này cửa, thậm chí mất đi lại ngẩng đầu nhìn lên vậy quần áo trắng chàng trai dũng khí. Một ngày này, võ thành mạnh gia tộc lớn lan ra toàn bộ điều động vây quét Trần Phi. Một ngày này, Trần Phi một thân một mình hướng vậy tới tập kích mọi người tuyên chiến. Một ngày này, hơn 10 vị cao cấp cường giả chết. Khiếp sợ tất cả mọi người, mà Trần Phi, vẫn còn chưa chết. Một ngày này, võ thành lan ra, diệt. Mất đi Khôn Sơn bà lão như vậy đứng đầu trụ, mất đi bảo vệ tộc thất kiếm thị như vậy chiến trận người bảo vệ, mất đi 5-6 vị tiểu thiên vị cự đầu cấp nhân vật. Cái này lan ra, đúng là đã là không cần thiết tồn tại. Bây giờ, có thể giải tán. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vậy quần áo trắng nam tử lẳng lặng ánh mắt quét ngang thiên địa này một vòng, rồi sau đó, thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, tất cả mọi người đều linh hồn run lên, tĩnh nhược ve mùa đông đứng lên. Giờ khắc này, cho dù là Giang Vạn Lý, Vương Chiến Tâm vậy chờ tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng đều chỉ có thể cúi đầu, rồi sau đó cắn chặt hàm răng im lặng xoay người rời đi. Như bọn họ lại không tán thưởng, sẽ chết. Thậm chí bọn họ lúc này liền quần áo trắng chàng trai lai lịch cũng không dám hỏi. Bởi vì cho dù là hỏi, thì có ích lợi gì? Đối phương không dựa vào thân phận, không dựa lưng cảnh, liền dựa vào một hai quả đấm đầu lúc này thì đã là làm bọn họ tất cả đều cúi đầu chịu phục, hỏi lại, lại có ý nghĩa gì? Mà chuyện hôm nay, không ra ngoài dữ liệu, vậy tuyệt đối là có thể làm cả võ thành, thậm chí còn toàn ngoại vực người cũng chấn động. Sẽ ở bọn họ trong trí nhớ lưu lại sâu sắc một khoản. Đây là gian, thiên địa này cũng là lại đổi được trống rỗng, tất cả mọi người đều sắc mặt rung động rời đi, không dám lưu lại nữa, bởi vì quần áo trắng nam tử kêu bọn họ, giải tán. Mà vậy trước mắt thường gì phế thích đất, thì tựa hồ có thể nói minh, trước, đây là từng triển khai kinh khủng dường nào đánh một trận. Trần Phi ánh mắt nhìn vậy trên bầu trời quần áo trắng nam tử bóng người, con người hơi nhanh tránh. Rồi sau đó hướng đối phương cung kính khom người tử, nói cảm tạ, Trần Phi đại nạn không chết, may mà tiền bối, vô luận như thế nào, đa tạ. Vậy quần áo trắng nam tử ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, dừng một hồi, mới chậm rãi mặt không cảm giác mở miệng nói, ta là từ tề hư trùng nào biết ngươi. Tề hư trùng tiền bối, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt giống như là có chút rõ ràng ý đồ của đối phương, cười một tiếng, nói tiền bối kia muốn ta giúp ngươi cái gì. Ta đích xác có chút chuyện muốn tìm ngươi giúp ta một tay, bất quá, nói thật, bây giờ gặp được ngươi chân nhân, ta cũng không biết ngươi năng lực có đủ hay không. Quần áo trắng nam tử ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói, đúng rồi, tên ta là Trung Ly, không quá ta danh tự này đã không thường xuyên dùng. Ngươi nhận biết ta, cũng gọi ta băng ma hầu, ngươi cũng có thể gọi như vậy ta. Băng ma hầu tiền bối, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Bây giờ. Ta trịnh trọng hỏi ngươi một lần, ngươi thật là vương cấp luyện đan sư. Đi theo liền gặp vậy băng ma hầu ngưng nhiên ánh mắt nặng nề rơi xuống Trần Phi trên mình, nói. Trần Phi quá trẻ tuổi, nói thật, coi như là có tề hư trùng bảo đảm, hắn cũng có chút không quá tin tưởng. Ừ, Trần Phi không giải thích thêm cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Mà vậy bình tĩnh trả lời chính giữa, chính là làm vậy băng ma hầu cảm nhận được hào hùng tự tin. Cảm nhận được cái này tự tin, vậy băng ma hầu thần sắc cuối cùng là có chậm lại mấy phần, cùng lúc đó, hắn ngay trong ánh mắt lại thêm mấy phần kỳ vọng, nói, lại là vương cấp luyện đan sư, người hẳn biết trị thương chứ. Người mang tới chưa, nếu như mang tới, ta kiểm tra cẩn thận một chút rồi hãy nói. Trần Phi không lập tức trả lời hắn, mà nói như vậy nói. Và ta tới, vậy băng ma hầu cũng đã làm giòn, dứt khoát nói. Rồi sau đó xoay người hướng nào đó phương hướng bay đi. Trần Phi cũng không chậm trễ, lập tức là bay lên trời đi theo. Hai người như vậy một trước một sau, ước chừng là qua một bốn tiếng, mờ mịt vô tận núi sâu chính giữa, một tòa tầm thường thạch trên đỉnh núi, băng ma hầu dẫn Trần Phi đạp đi vào. Vừa tiến vào vậy thạch đỉnh, cảnh sắc trước mắt lại thông suốt thay đổi, mây mù lượn quanh, lộ ra mấy phần mông lung ảo mộng cảm giác. Không chỉ có như vậy, xa xa. Bọn họ trong tầm nhìn, lúc này lại cũng nhiều hơn một tòa ngăm đen tỏa sáng quỷ dị hồ.
hồ kia nước tất cả đều là đen, không có ánh sáng trạch, không có độ sáng, chỉ có một đầu dáng người khổng lồ cự thú, tựa như chó sói bay chó sói, nhắm mắt ngủ say ở trong đó, sinh mạng hơi thở vô cùng yếu ớt. Xương tuyết ma sói, nhìn vậy cự thú, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lẩm bẩm nói. Ngươi biết, băng ma hầu hơi thanh âm kinh dị truyền tới. Cái này cự thú là hắn yêu sủng, bất quá gốc để hoàn toàn và cái này kiềm nam cổ quốc không quan hệ, Trần Phi cũng biết. Ừ, vương huyết hoang thú, đúng không? Lớn như vậy đầu xương tuyết ma sói, hẳn trưởng thành chứ? Có thể bị thương thành như vậy, đích xác là có chút khó giải quyết. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này trong lòng tâm tính đã có nào đó trình độ thay đổi. Chỉ gặp hắn dứt lời sau đó, trực tiếp là hướng vậy ngăm đen hồ đạp xuống. Băng ma hầu ở sau lưng hắn con ngươi nhanh tránh, hỏi có thể có biện pháp. Còn không biết, trước xem một chút đi. Trần Phi rơi vào vậy ngăm đen bên hồ, đưa tay ở đó trong hồ nước quấy rối khuấy, cầm lên, lại đặt ở trên lỗ mũi người một cái, chợt trong con ngươi trực tiếp là có vẻ giật mình hiển hiện ra, lẩm bẩm nói thật đúng là vô căn ma thủy. Ngươi lại có thể tìm tới loại vật này, ai dạy ngươi? Dứt lời. Cũng không đợi hắn trả lời băng ma hầu trả lời hắn cái gì, liền lại phiêu bay đến cự thú kia thân thể khổng lồ lên, chuẩn bị kiểm tra cẩn thận một phen. Có thể làm hắn chân trước vừa dứt ở đó cự thú thân hình khổng lồ lên, chân sau, hắn sắc mặt liền khẽ biến đứng lên. Sau đó, hắn chân mày cũng là chặt nhíu lại. Thế nào, băng ma hầu xuất hiện ở hắn bên người, bình tĩnh hỏi. Cái này kiềm nam cổ quốc cũng có đọa thiên huyết tộc hoạt động. Trần Phi ngẩng đầu lên. Hướng vậy băng ma hầu hỏi. Vừa nghe đến, đọa thiên huyết tộc, cái này bốn chữ, vậy băng ma hầu thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bá. Hắn quỷ dị kia, ngưng nhìn ánh mắt quét ngã Trần Phi trên mặt, như hàn băng vậy sắc bén, còn người lóe lên, hỏi, người cũng nhìn ra cái gì? Đầu này xương tuyết ma sói là bị đọa thiên huyết tộc cho làm thành như vậy chứ? Trách không được ngươi sẽ dùng vô căn ma thủy tới phong ấn nó, bất quá, vật này đối với đọa thiên huyết tộc ma máu độc không dùng. Hiệu quả cực kỳ nhỏ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Phịch, vậy băng ma hầu một tay chộp vào Trần Phi trên bả vai, đem Trần Phi bả vai bắt được làm đau, có chút kích động nói, không cần cái này vô căn ma thủy lại nên dùng cái gì. Nói cho ta, ngươi nếu cái gì cũng biết như thế rõ ràng, vậy hẳn biết như thế nào loại trừ cái này đọa thiên huyết tộc ma máu độc chứ. Trần Phi cau mày, cảm giác bả vai sắp bị cào rách, lạnh cóng, bất quá. Hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, trước mắt tạm thời không biện pháp gì tốt. Trừ phi ngươi có thể tìm tới một cái đọa thiên huyết tộc tộc nhân giết, lấy máu hắn làm giải dược, bất quá, ta muốn vậy hẳn là không thể nào đâu. Băng ma hầu cả người mềm nhũn, buông lỏng tay, cười khổ lắc đầu một cái, nói, xin lỗi. Ai, đích xác là không thể nào, ta nếu có thể giết đọa thiên huyết tộc người, ta cái này lão hỏa kế vậy chưa đến nỗi thành như vậy. Băng ma hầu tiền bối, để ý nói cho ta cụ thể là chuyện gì xảy ra không? Trần Phi nói, theo hắn biết, cái này đọa thiên huyết tộc người khu vực hoạt động, cùng cái này kiềm nam cổ quốc ít nhất là cách nhau 108.000 dặm, đối phương kết quả là như thế nào gặp phải? Thôi, ngươi nếu muốn biết như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Nguyên lai đếm 10 năm trước, băng ma hầu từng lên đường đi Tam Hoàng vực tham gia, vạn võ đại chiến. Vạn võ đại chiến. Chính là minh mông Tam Hoàng vực 70 năm một lần thịnh thế thi đấu, sẽ hội tụ, hấp dẫn đến toàn bộ Tam Hoàng vực, thậm chí còn hắn dưới quyền đông đảo khu vực vô số tinh anh, thiên tài. Mỗi 70 năm vạn võ đại chiến tới đang lúc, toàn bộ Tam Hoàng vực cũng biết không bình tĩnh, thiên tài hiện lên. Mà như vậy tỉnh lỵ thi đấu, thiên tài hiện lên thời đại, đối với bất kỳ tu sĩ nào, đều là khiêu chiến. Đều là cơ hội. Bởi vì chỉ cần có thể ở cái này thi đấu trong thật tốt chắc chắn. Cho dù không cách nào lên đỉnh, nhưng có thể có được cùng vô số thiên tài, tinh anh so tài cơ hội, vậy tất có thể nhanh chóng tiến bộ, vượt qua người khác, thành là cường giả chân chính. Băng ma hầu tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhưng ngay tại hắn năm đó đi vạn võ đại chiến thi đấu địa điểm, Tam Hoàng vực trung tâm nào đó thành trì, trên đường hắn vô tình gặp được liền một cái đọa thiên huyết tộc người. Người nọ nhìn lên hắn xương tuyết ma sói, muốn cướp đi, băng ma hầu dĩ nhiên không muốn. Cùng chi đánh. Có thể khi bọn hắn chân chính động thủ sau đó, băng ma hầu mới giật mình ngạc phát hiện, hắn lại hoàn toàn không phải đọa thiên huyết tộc người đối thủ.
nhưng rõ ràng đối phương cảnh giới tu vi liền so hắn yếu một tầng thứ, chẳng qua là tiểu thiên vị chân quân cảnh, còn là như vậy, hắn một chút không phải người nọ đối thủ. Cuối cùng, băng ma hầu ở hắn yêu sủng xương tuyết ma sói dưới sự giúp đỡ mặc dù chạy, có thể xương tuyết ma sói nhưng bởi vì giúp hắn cản đọa thiên huyết tộc người một kích chí mạng, mà thành hôm nay bộ dáng kia, bị nguy tại vô cùng vô tận ma máu độc hành hạ, chỉ có thể bị phong ấn ở cái này vô căn ma thủy trong hồ, nếu không liền sẽ lập tức mất sức sống, bị vậy ma máu độc sống sờ sờ độc chết. Mới đầu ta cũng không biết con chó kia kẻ gian kết quả là lai lịch gì, sau đó trốn vượt bay lên trời, ta nhiều lần hỏi dò, rốt cuộc biết được, hắn lại là đến từ nào đó tam hoàng vực ra, càng thiên địa rộng lớn khủng bố ma tộc một trong đọa thiên huyết tộc. Nói đến đây, vậy băng ma hầu đột nhiên ánh mắt khác thường nhanh tránh, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, hỏi, bất quá ngươi là từ đâu biết cái này đọa thiên huyết tộc chi tin tức. Nên biết cho dù là ta ban đầu ở tam hoàng vực, cũng là mất không rẻ giá phải trả, nhiều lần trăn trở, mới từ một bản cũ vậy từ Bách Hiểu Cung bên trong mua được tin tức này. Nếu không ta cấp bậc cũng là không đủ, nghe nói ít nhất phải đạt tới thiên vị cảnh giới, mới có tư cách từ Bách Hiểu Cung vậy mua được vực ngoại tin tức. Hắn trước liền cảm thấy Trần Phi có chút cổ quái, bây giờ, cảm giác này lại là nồng nặc rất nhiều. Nên biết đừng nói là còn con này Kiềm Nam cổ quốc ngoại vực, coi như toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc, đặt ở vậy tam hoàng vực thuộc hạ đông đảo khu vực, đất nước chính giữa, đó cũng là vô cùng là phổ thông, vô cùng là tầm thường. Có thể Trần Phi lại biết đọa thiên huyết tộc, biết vực ngoại sự việc, cái này chẳng lẽ không kỳ quái. Đây chính là vãn bối tư nhân bí mật, cần phải giữ bí mật, xin tiền bối thứ lỗi. Trần Phi nói, băng ma hầu nghe vậy ngớ ngẩn, lại nói thật không có biện pháp sao. Ta nghe người ta nói, vương cấp luyện đan sư hẳn có thể có biện pháp giải quyết cái này đọa thiên huyết tộc ma máu độc. Biện pháp là có, chẳng qua là ta bây giờ còn chưa làm được mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Biện pháp gì? Vậy băng ma hầu kích động, nói. Biện pháp này cần ta bây giờ tu vi tiến hơn một bước, mới có thể làm được. Như vậy đi, nếu không tiền bối người đợi thêm ta một đoạn thời gian. Chờ ta từ trong mộ huyệt kia đoạt bảo mà về, đem một vật luyện hóa, hẳn liền xong hết rồi. Trần Phi nói. Thật, vậy cứ như thế quyết định. Băng ma hầu lập tức gật đầu một cái, lại vẻ mặt hơi ngưng trọng, nói. Mộ huyệt kia ta từng đi xem, có chút quỷ dị, ta không muốn gây thêm rắc rối, liền không đi sâu vào dò xét. Tóm lại, người vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta rõ ràng, tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Trần Phi gật đầu một cái, chợt và vậy băng ma hầu nói tạm biệt, rời đi nơi đây. Rời đi băng ma hầu phong ấn xương tuyết ma sói, hiện nơi ẩn cư, Trần Phi lại đang vậy núi sâu cổ lâm trong. Tùy ý tìm một linh khí sung túc linh mạch lên bế quan ngay ngắn một cái đêm, đem mới vừa đột phá đến chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp lực lượng vững chắc trúc cơ tốt, mới khiêm tốn lần nữa đi tới võ thành Tề Gia Bảo. Người tới, Tề Hư Trùng thấy Trần Phi, hỏi, băng ma hầu tiền bối bên kia ngươi đi xem sao? Nếu như ngươi có thể giúp hắn cứu về hắn vậy yêu sủng, giang vạn lý người này, ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Trần Phi quét mắt Tề Hư Trùng. Nói, ngươi kêu hắn tiền bối. Hắn cũng không phải là đại thiên vị sao. Tề Hư Trùng hơi ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng, nói, hắn vốn là ta sư thúc, sau đó cùng ta sư tôn xích mích, ta cũng chỉ có thể gọi hắn tiền bối. Hơn nữa, nếu không phải năm đó sự tình kia, ta cái này sư thúc hẳn đã sớm là huyền thiên vị vương giả chứ. Đếm 10 năm trước, hắn cái này sư thúc băng ma hầu thì đã là bên trong vực nhân vật quan trọng, đại thiên vị chính giữa người xuất sắc. Lúc ấy, có thể cùng sánh vai cùng lâm người, cùng đời thiên tài, yêu nghiệt thậm chí đều không vượt qua 5 ngón tay số, đó chính là vậy trận bất ngờ, khác hắn sư thúc băng ma hầu ý chí sa sút, khiêm tốn đến nay, nếu không, bên trong vực sợ rằng sớm sẽ có một vị, vua mới, xuất hiện. Ở bọn họ cái này Kiềm Nam cổ quốc, chỉ có huyền thiên vị nhân vật, mới có tư cách được gọi chi là vương. Ý là chí cao cao nhất. Sư thúc, còn có loại chuyện này. Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người, chợt lắc đầu một cái, nói, biện pháp là có, không quá ta bây giờ tu vi còn chưa đủ. Ta đã cùng băng ma hầu tiền bối đạt thành hiệp định, chờ ta nhập thần bí mộ huyệt kia đoạt bảo trở về, đem vậy thiên ất long trúc luyện hóa, đến lúc đó thì có thể không sai biệt lắm, có thể giúp hắn. Thật chứ, vậy Tề Hư Trùng thần tình kích động đứng lên, nhưng rồi sau đó lại gặp thần tình rét một cái, nói còn có một việc,
ta bây giờ cần ngươi giúp ta giải quyết một cái. Cái gì? Trần Phi hé mắt, nhìn hơi thở, nói, là ngươi vậy yêu sủng yêu thú chứ? Ừ. Tề Hư Trùng thật sâu hít thở một cái khí, trịnh trọng gật đầu một cái, nói, bất quá vậy yêu sủng cũng không phải là ta, mà là chúng ta Tề gia bảo năm đó tổ tiên lưu lại, là thủ hộ liền chúng ta Tề gia bảo 400 năm thần bảo vệ. Chẳng biết tại sao, nó bây giờ tình huống càng nghiêm trọng hơn nữa ta bây giờ vậy hoàn toàn không cách nào cùng nó câu thông, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, ta lo lắng nếu là tiếp tục như vậy nữa. Vậy mang ta đi xem một chút đi, Trần Phi sờ cả một cái, vẻ mặt hơi có chút khác thường tự lẩm bẩm, tình huống nghiêm trọng hơn. Điều này tựa hồ có chút không đúng à? Ừ, như vậy tốt nhất, đi thôi, vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái, ở phía trước mét khối dẫn đường. Lão tổ, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi còn có Tề Hư Trùng trước mặt. Là một cái cả người khoác hắc bào người đàn ông trung niên, xem hơi thở, tựa hồ hẳn là một vị tiểu thiên vị nhân vật. Hắn đi tới lúc này mới phát hiện Trần Phi lại cũng ở đây, diễn cảm hơi kinh sợ kinh, sau lại trực tiếp là giơ tay lên một cái, cung kính nói, Trần tiên sinh. Trần Phi một người độc chiến lan ra 6 đại tiểu thiên vị nhân vật, máu giết 4 người, chuyện này liền phát sinh ở trước mặt, rành rành trong mắt, hắn sao dám đối với nhân vật như vậy không tôn kính. Người khỏe, Trần Phi cười một tiếng, nói. Thế nào sao, ngược lại thì Tề Hư Trùng nhíu mày một cái, hỏi. Lão tổ, Trần tiên sinh, chỗ đó mở, vậy tiểu thiên vị nhân vật thần sắc lại là ngưng nhiên, lại là kích động nói. Cái gì chỗ đó mở ra? Trần Phi ánh mắt híp một cái, nói, là thần bí mộ huyệt kia. Không tệ, mộ huyệt kia chẳng biết tại sao lại trước thời hạn mở ra. Hiện ở bên kia người đều đã vọt vào, ta là trở về thông báo ngài. Vậy tiểu thiên vị nhân vật lập tức gật đầu, nói. Trần Phi híp mắt, hơi liếm môi một cái, nói cuối cùng là mở ra sao. Nói đến đây thần bí mộ huyệt, chủ yếu nhất là vậy bên trong thiên ất long trúc, cho dù là hắn, bây giờ cũng coi là trải qua không thiếu gió to sóng lớn, vậy vẫn là không có biện pháp bình tĩnh lại. Thiên ất long trúc, là hắn có thể hay không hoàn mỹ không tì vết tu luyện tốt hắn tử tiêu tài quyết chân công trọng yếu nhất. Chỗ mấu chốt, khiến cho hắn cực độ thèm thuồng vạn phần đồ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn nếu là có thể đạt được thiên ất long trúc, tương kỳ luyện hóa, vậy có thể nói coi như là Tề Hư Trùng hắn cũng có thể cùng chi đấu một trận. Nói cách khác, luyện hóa thiên ất long trúc sau hắn, ít nhất có thể có không kém tại đại thiên vị tồn tại thực lực. Mà chỉ có như vậy, hắn mới có thể có sức đi bên trong vực đón người, tiếp hắn người phụ nữ trở về. Cái này, tại sao có thể như vậy, lại có thể trước thời hạn mở ra, vậy? Trần Phi, ngươi xem ta nói sự việc. Nhưng lúc này vậy Tề Hư Trùng nhưng không nhịn được sắc mặt đổi một cái, hướng Trần Phi hỏi. Hắn yêu sủng bây giờ tình trạng thật không tốt, muốn Trần Phi đi trước thần bí mộ huyệt, trì hoãn thời gian, trên đường xanh biến, cái này nên làm thế nào cho phải? Người giúp ta tìm người nhìn chằm chằm Giang Vạn Lý, thuận tiện liên lạc Cửu U Cung bên kia cũng là. Ta đi xem người vậy yêu sủng. Cuối cùng, Trần Phi vẫn là quyết định đi trước giúp Tề Hư Trùng thăm hắn đầu kia yêu sủng. Người sau nghe vậy thần sắc vui mừng, lập tức hướng hắc bào nhân kia tiểu thiên vị nói, Vạn Tuấn, người đi thông báo Lý Bàng Bác còn có Đoạn Thế Sơn, để cho bọn họ đem Giang Vạn Lý nhìn chăm chú. Nhớ lấy không thể có bất kỳ sơ suất, biết không? Vèo. Dứt lời, hắn hơi dừng lại một chút, lại đưa tay đem một bản bẩn màu vàng lá bùa lấy ra, hư không ở phía trên kia viết vẽ, rồi sau đó một chỉ điểm ra, lá bùa kia lập tức là hóa thành sao rơi bay biến mất ở trên trời. Tốc độ thật nhanh. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tề Hư Trùng hướng Trần Phi ngưng thần nói. Ừ, tiền bối dẫn đường đi. Trần Phi gật đầu một cái. Võ thành bốn đại đứng đầu một trong những thế lực, Tề gia bảo, diện tích rất rộng, cơ hồ là đạt tới toàn bộ võ thành 20%. Trên thực tế mấy chữ này đã rất khủng bố rất kinh khủng. Ở nơi này Tề gia bảo chỗ sâu nhất, ít có đền san sát. Là một mảnh rộng lớn lớn rừng rậm. Rừng rậm sau đó, còn có một tòa nứt ra thung lũng, thần bí khó lường. Những đất này mang, đừng nói là người ngoài, coi như là Tề gia bảo đệ tử bổn môn vậy không tư cách vào tới. Những chỗ này chỉ có Tề gia bảo cao tầng trưởng lão, hộ pháp cấp bậc nhân vật, mới có tư cách liên quan đến. Tề gia bảo có thể sừng sững đến bây giờ, tôn là võ thành bốn đại đứng đầu cấp thế lực,
tất nhiên liên quan đến quá nhiều bí mật. Nhất là ở mảnh thiên địa này hạ, lại là cái này Tề gia bảo mặc dù có thể thịnh vượng mấu chốt. Ừ, làm Trần Phi bước vào cái này mảnh Tề gia bảo chỗ sâu nhất địa vực, vẻ mặt hơi ngẩn ra, chợt lẩm bẩm kinh ngạc một tiếng, nói, linh mạch sao? Lúc này hắn bây giờ cảm thụ, đó chính là mảnh thiên địa này chính giữa linh khí thật sự là quá nồng đậm, hoàn toàn hóa không ra. Đứng ở nơi này thiên địa chính giữa, coi như là thiên tư kém đi nữa người, đều giống nhau có thể cảm nhận được cái loại đó linh khí giao thái thân thiện, dễ chịu cảm giác. Nếu không phải linh mạch, sao có thể làm đến bước này? Đây là võ thành phía dưới tòa kia chủ linh mạch đệ nhất chi nhánh. Không chỉ có chúng ta Tề gia bảo, những thứ khác bốn thế lực lớn, còn có phủ thành chủ bên kia đều có. Tề Hư Trùng giải thích một câu, lại nói, và ta tới. Vừa nói, vậy Tề Hư Trùng dẫn Trần Phi đi tới thiên địa này chỗ sâu nhất nào đó phiến khu vực. Nơi này, chính là vậy Tề gia bảo thần bảo vệ yêu thú ở địa phương đó. Nếu như là mọi người đều đã quên, từng mở ra ra Tề gia bảo cái này ừ lớn vật khổng lồ người, là tên là Tề Thiên Bảo mà nói, cái này không đủ là trách, nhưng là, Tề gia bảo hiện giờ cái này thần bảo vệ yêu thú oai tên, nhưng là như sấm bên tai, lan xa thiên địa. Trên đất võ thành, có hai tôn tất cả mọi người công nhận yêu vương đại thần. Một là Tề gia bảo Phượng Thiên Điểu, hai là Vạn Thế Điện Lôi Ma Tê. Bọn họ đều là tiểu thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương sinh vật, vô hạn đến gần đại thiên vị tầng thứ, như vậy tồn tại, liền Tề Hư Trùng bọn họ cái này các đại nhân vật loài người cũng sẽ có chút để ý. Dẫu sao yêu thú cường giả muốn so với cùng cấp loài người tu sĩ thực lực mạnh ra một đường, đây cũng không phải khen khen kỳ đàm, nói bậy nói bạ, mà là thật thật có chuyện như vậy. Cũng chính vì vậy, nếu như Tề gia bảo cái này thần bảo vệ yêu vương chết, đối với Tề gia bảo mà nói, không chỉ là tín ngưỡng tiếc nuối, lại là nội tình thiếu sót. Võ thành bốn thế lực lớn, Vạn Thế Điện, Tề gia bảo mặc dù có thể thoáng cường thế một ít, cái này Tề gia bảo Phượng Thiên Điểu, Vạn Thế Điện Lôi Ma Tê, hai người đều là công không thể không. Như vậy, ở Tề Hư Trùng dẫn đường hạ, Trần Phi cùng chi đi tới một cái to lớn đạo trước đài. Cái này trên đài lúc này hiện đầy trận văn, linh quang, quỷ dị cổ văn. Lại là cấu trúc thành một cái đại trận. Có thể ở đó trong đại trận, thấy vậy bên trong cảnh tượng Trần Phi nhưng hơi ngẩn người. Chỉ gặp vậy tầm mắt có thể đạt được chỗ, đất trắng trăm dặm, đất vàng đầy trời, đất đai nứt nẻ, tấc đất không sinh, tất cả hết thảy, lại đều được một mảnh chỗ chết, không có nửa điểm sức sống. Cùng lúc đó, vậy đất trắng trăm dặm, mất đi tất cả sinh cơ nứt nẻ trên vùng đất. Một đầu khổng lồ có mười mấy dặm dáng vóc to sinh vật, không có động tĩnh gì ngất xỉu ở trên vùng đất. Là một cái chim khổng lồ, hắn quanh co to lớn trên thân thể, hiện đầy màu đỏ tím vũ mao, những cái kia vũ mao giống như là do ngọn lửa đúc thành vậy, lượn lờ bay lên, giống như vật còn sống. Lại là Phượng Thiên Điểu, Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới cái này Tề gia bảo thần bảo vệ yêu vương lại là một đầu Phượng Thiên Điểu. Nếu là như thế, nó sẽ như tình huống như vậy hỏng bét hơn cao, liền không kỳ quái. Tiền bối, người đem nó cho hại. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng nói. Tề Hư Trùng thần sắc biến đổi, sững sờ đạo có ý gì? Người có thể trước không có nói cho ta đây lại là một đầu Phượng Thiên Điểu. Muốn sớm biết như vậy, cái này Phượng Thiên Điểu kia cần đổi thành cái gì thi? Trần Phi con ngươi lóe lên, nói. Tề Hư Trùng nghe vậy trầm mặc. Hồi lâu sau đó, mới gặp nó nói có ý gì. Ta không quá rõ, hoặc là đổi một giải thích, là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Tin tức tốt tin tức xấu, tốt xấu xa nửa nọ nửa kia đi, tiền bối hẳn biết cái này Phượng Thiên Điểu là phượng máu sinh vật chứ. Trần Phi nói, ừ, biết vân, người nói là, Tề Hư Trùng giống như là nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên cả kinh, nói. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, nói, phượng máu sinh vật đều có niết bàn sống lại có khả năng, trừ phi là thất bại, đến lúc đó mới có thể cân nhắc muốn không muốn đổi thành địa thi. Bất quá, giống như phượng máu sinh vật bực này đã có một lần sống lại có khả năng sinh vật, muốn đem chúng đổi thành địa thi, quá khó khăn. Hơn nữa ta nếu là không nhìn lầm, đầu này Phượng Thiên Điểu căn bản không phải cái gì thọ nguyên không đủ, mà là muốn thử niết bàn sống lại một lần. Như vậy có lẽ hắn liền có thể phá những ràng buộc. Đánh vào thành công đại thiên vị yêu vương cảnh giới. Cái gì? Tề Hư Trùng sắc mặt biến, thật sâu hít thở một cái khí, hắn không biết Trần Phi giải thích kết quả là đúng hay sai, có thể,
muốn là đúng, đó không phải là chính hắn đem bọn họ Tề gia bảo thần bảo vệ cho hại sao? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hướng Trần Phi kích động nói, có biện pháp gì có thể giải quyết sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần có thể đem thần bảo vệ cứu lại được, ngươi coi như là để cho ta vì ngươi đi giết Giang Vạn Lý, cũng có thể. Phải không? Trần Phi ngẩng đầu quét hắn một mắt, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói tuy nói làm như vậy đối với ta sức dụ dỗ là rất lớn, bất quá, vẫn là được rồi. Ta chuyện mình vẫn là mình để giải quyết tương đối khá. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tề Hư Trùng kích động, nói. Tiền bối ngươi trước đừng kích động. Trần Phi trấn an hắn một chút, nói thật, ngươi vận khí tốt, ta đích xác là có thể cứu hắn, nhưng làm như vậy đối với ta tổn thất hơi lớn, cho nên thành tựu trao đổi, ta cần ngươi thay thế hắn đáp ứng ta một cái cam kết. Trần Phi đưa tay chỉ vậy trong đại trận Phượng Thiên Điểu. Cam kết, Tề Hư Trùng không khỏi ngẩn người một chút, nhưng là, cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy yêu cầu cũng không quá phần. Dẫu sao liền chính hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp cứu thần bảo vệ một mạng, mà Trần Phi nhưng có thể làm được, một cái cam kết mà thôi, chưa tính là quá đáng. Nhưng vấn đề là Phượng Thiên Điểu thần bảo vệ ở bọn họ Tề gia bảo thân phận lại bất đồng, là bọn họ Tề gia bảo lão tổ thú cưng, nghiêm ngặt nhắc tới bối phận so hắn còn cao, cho nên hắn tựa hồ không tư cách thay thế Phượng Thiên Điểu tiếp nhận như vậy một cái yêu cầu. Vạn nhất nếu là Trần Phi yêu cầu cái hứa hẹn này rất ngoại hạng, đó không phải là liền nguy rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Đây là, một đạo hư vội yếu ớt tiếng truyền tới, làm vậy Tề Hư Trùng còn có Trần Phi cũng hơi biến sắc mặt một chút đổi. Thần bảo vệ, Tề Hư Trùng hướng vậy trong đại trận hô. Là ta, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, vô cùng yếu ớt, nói ta ở trên mình ngươi cảm nhận được rất thân thiết hơi thở, nếu như ngươi có thể giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó, một cái cam kết mà thôi, ta đáp ứng ngươi. Cho dù là rất ngoại hạng cũng được. Lời này hiển nhiên là hướng về phía Trần Phi nói. Người sau tròng mắt hơi nhanh tránh, chợt thân hình bay lên không, hướng vậy đại trận phiêu bay đi. Người sau thân thể. Đem đại trận mở ra, Trần Phi nói. Sau lưng hắn, vậy Tề Hư Trùng hai tay hướng đại trận đánh liền mấy cái ấn quyết, giữa trời đất ùng ùng một hồi vang lớn, rồi sau đó liền gặp vậy đại chiến bên ngoài màn sáng giống như là phân thủy lưu vậy. Hướng hai bên trái phải phân đẩy mở ra. Vèo, thấy tình cảnh này, Trần Phi trực tiếp là hướng Phượng Thiên Điểu bay đi. Phượng Thiên Điểu có thật phượng huyết mạch, ở đó yêu vương sinh vật chính giữa là nổi danh thần tuấn, nhưng lúc này, nó bên ngoài nhưng hoàn toàn là thay đổi hình dáng. Từng viên nám đen vũ mau nối liền ở trên người hắn, phải biết cái này Phượng Thiên Điểu nhưng mà ngọn lửa sinh vật, giờ phút này nhưng bị ngọn lửa đốt được nám đen, không kỳ quái sao. Không chỉ có như vậy, Trần Phi đi tới nó chính diện, gặp được ánh mắt nó, một mảnh đỏ thẫm, giống như là sắp mất lý trí vậy. Nếu không phải vậy xó xỉnh một điểm cuối cùng thanh minh, sợ rằng, nó bây giờ đều đã là muốn nổ tung chứ. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Phượng Thiên Điểu máu đỏ đôi mắt thấy Trần Phi, hỏi. Ánh mắt kia trực tiếp là làm Trần Phi cả người cũng cảm giác có chút phát thấm. Xem ra ngươi bây giờ tình trạng là thật không tốt à? Trần Phi cười khổ lắc đầu một cái, nói thật ra thì không phải cái gì khổ sở sự việc. Ta nếu có thể giúp ngươi vượt qua cái này cửa ải khó, ngươi hẳn có thể đột phá đến lớn thiên vị cảnh giới, trong cơ thể phồn sinh ra một tia thiên phượng lửa chứ. Thiên phượng lửa, Phượng Thiên Điểu khổng lồ con ngươi giật giật, hỏi, ừ, ta nếu là có thể đột phá đến đại thiên vị yêu vương cảnh, trong cơ thể xác thực sẽ phồn sinh ra một kiêu thiên phượng lửa. Ngươi muốn cho ta đem ngày này phượng lửa cho ngươi? Không. Ta muốn cho ngươi dùng ngày này phượng lửa đốt nốt ta. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Cái gì, ngươi điên rồi. Phượng Thiên Điểu nghe vậy thần sắc đại biến, con ngươi rụt một cái, lẩm bẩm nói. Ngươi nếu biết thiên phượng lửa, thì nên biết lửa này lợi hại, ngươi để cho ta dùng nó đốt ngươi, ngươi muốn chết sao? Vậy thì không cần tiền bối ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, những thứ khác, không cần ngươi bận tâm. Trần Phi bình tĩnh nói. Hắn dĩ nhiên biết mình đang làm gì, cũng biết ngày đó phượng lửa khủng bố, bất quá, chính vì vậy, hắn mới muốn bị ngày đó phượng lửa đốt nốt một cái. Đây đối với những người khác mà nói, hoặc giả là tự tìm cái chết, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một loại khác thiên đại cơ duyên. Nhất là cái loại đó, hắn hẳn là mới vừa lấy được thiên ất long trúc. Phượng Thiên Điểu cho dù là thấy qua vô số mưa gió, vô số tình cảnh to lớn. Lúc này cũng là bị Trần Phi loài người này thô bạo nơi kinh hãi,
Hồi lâu, hắn thật sâu nhìn Trần Phi, nói, ngươi nếu mình yêu cầu, ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể giúp ta. Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, móc ra hắc quang quá đao trực tiếp là ở cổ tay hắn đại động mạch cắt một đao, máu rào 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 chảy xuống, không phải màu đỏ, mà là màu tím, một lát sau, làm màu tím kia máu tươi chảy hết sức sau đó, chỉ một quả đấm lớn nhỏ máu tươi phượng chim, lại là từ hắn bên trong thân thể chui ra, anh anh thét dài. Phượng Linh, bên trong cơ thể ngươi lại có thể sản sinh ra Phượng Linh. Phượng Thiên Điểu vừa thấy được vậy cỡ quả đấm máu tươi phượng chim một chút liền kích động, khó tin. Vèo, vậy Tề Hư Trùng lúc này cũng đã chạy tới, nghe được Phượng Thiên Điểu thanh âm, hỏi thần bảo vệ, Phượng Linh là cái gì? Vừa nói, hắn còn một bên ánh mắt kinh dị nhìn máu tươi kia phượng chim, từ vậy bên trong, hắn lại có thể cảm nhận được một loại chưa bao giờ có đơn bạc áp lực, vậy áp lực mặc dù rất yếu ớt, rất nhỏ, nhưng lại có thể làm linh hồn hắn cũng có chút run rẩy, lay động. Đây đối với hắn như vậy một vị đại thiên vị tồn tại cường giả mà nói, dĩ nhiên là một kiện rất khó tin sự việc. Máu tươi phượng linh, đại biểu một người hoặc là sinh vật trong cơ thể phượng máu phẩm chất đạt tới rất cao trình độ, mới phải xuất hiện. Máu tươi phượng linh liền trong cơ thể ta phượng máu đậm đà, cũng không có thể đạt tới vậy tiêu chuẩn, phồn hóa đi ra, ngươi lại có thể. Phượng Thiên Điểu khó tin nhìn Trần Phi, hắn chân thực không nghĩ ra, một người. Trong cơ thể phượng máu phẩm chất lại so hắn còn nhiều hơn, còn cao, đây quả thực, làm sao có thể. Ta từng cơ duyên xảo hợp lấy được một ao niết bàn ao máu, thời gian dài, trong cơ thể ta phượng máu liền dần dần sản sinh ra phượng linh. Tiền bối, ta bây giờ đem trong cơ thể ta máu tươi phượng linh phân ngươi một nửa, kế tiếp thành công hoặc thất bại, liền xem chính ngươi. Dứt lời, vậy từng con tươi đẹp đỏ thẫm máu tươi phượng linh đột nhiên hóa thành từng đạo sáng chói sáng mờ. Rực rỡ vô cùng, tràn vào khổng lồ kia Phượng Thiên Điểu bên trong thân thể. Đa tạ, cuối cùng, Phượng Thiên Điểu lấy được Trần Phi trong cơ thể máu tươi Phượng Linh lực lượng, bắt đầu lại lần nữa ngủ say. Trần Phi quét mắt vậy rơi vào ngủ say Phượng Thiên Điểu, nói tiền bối, mang ta đi thần bí mộ huyệt kia đi. Dứt lời, hai người liền từ bên này thiên địa rời đi. Cổ đại cường giả từ phong sơn cửa, ý đồ hóa thi sống lại môn hộ. Như không ngoài suy đoán nói, loại này quá trình vậy mà nói cũng sẽ kéo dài mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Khi theo người trọng sinh thực lực mà định, thực lực càng mạnh, quá trình này cần thực lực liền càng nhiều. Vậy vì vậy, làm như vậy một tòa cổ xưa môn hộ, bí cảnh, không người hỏi han trải qua mấy trăm, hơn ngàn tuổi tháng sau đó, một khi bị mở ra, cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn, đồng thời... Mỗi một lần bực này môn hộ bị mở ra sau đó, cũng đều sẽ cho người mang tới một lần ngàn năm một thuở đại cơ duyên. Cơ hội lớn. Bất quá loại chuyện này cũng là không nói rõ ràng. Có cơ hội tiến vào bực này môn hộ người, đều tự có bất đồng gặp được, hoặc sinh, hoặc chết, hoặc bồn mãn bát mãn, hoặc tay không mà về. Bởi vì tuy nói bực này môn hộ chính là cổ đại cường giả hóa thi sống lại làm nơi, nhưng là, cái này cũng không mang chỗ này liền không gặp nguy hiểm, ngược lại. Sợ rằng chỗ này trình độ nguy hiểm còn sâu hơn tại vậy cái gọi là cấm địa, hiểm khu. Dĩ nhiên, loại chuyện này thực mọi người cũng không biết, trừ Trần Phi. Chính là cái này. Thần bí mộ huyệt kia được mở ra gần nửa ngày sau đó, Trần Phi và vậy Tề Hư Trùng bóng người cuối cùng là xuất hiện ở cái này. Cổ xưa núi sâu chính giữa, một tòa có vô số tàn hằng tường đổ phế tích ngật đứng ở trong đó, mà ở đó phế tích chỗ sâu, có một nơi khổng lồ cửa hang. Sâu thẳm như cổ xưa máu thú giữ chậu miệng to vậy, tràn ngập lạnh người khí tức âm trầm, làm người ta chùn bước. Lão tổ, mấy đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở Tề Hư Trùng trước mặt. Là Tề gia bảo cao thủ. Tình huống như thế nào? Tề Hư Trùng hỏi. Không biết, người nọ vẻ mặt có chút cổ quái, nói, bây giờ người đi vào một cái đều không đi ra. Cho dù là chúng ta đặc biệt phái người đi vào, để cho hắn mang tin tức đi ra, cũng giống vậy. Cái gì, Tề Hư Trùng sắc mặt hơi chăm chú, một cái đều không đi ra. Xem ra người nọ muốn sống lại, lúc này, Trần Phi đột nhiên từ cạnh tự lẩm bẩm, nói. Sống lại, Tề Hư Trùng ngẩn người, chợt diễn cảm ngưng túc đứng lên, nói, người chắc chắn, ngay bây giờ. Liên quan tới cái này mộ huyệt tình huống thật suy đoán, Trần Phi vậy tiết lộ cho liền hắn một ít. Nếu thật là như Trần Phi theo như lời. Vậy vị bên trong kia trăm ngàn năm trước lão quái vật muốn sống lại, cái này há chẳng phải là nguy hiểm. Cụ thể thời gian không biết,
bất quá, có thể bắt đầu khống chế cái này mộ huyệt ra vào, hiển nhiên là vậy người ở bên trong đã khôi phục phần nhỏ ý thức. Xem như vậy mà nói, hắn cũng nhanh muốn thành công. Trần Phi nói đến đây dừng một chút, lại nói, cá nhân ta đề nghị, tu vi thấp hơn chân quân cảnh người vẫn là rút lui đi. Ngoài ra, ta nếu là đoán không lầm, cái mộ này huyệt vào bên trong tu vi hạn chế, hẳn đã biến mất chứ. Biến mất, phải không? Tề Hư trùng ánh mắt hướng những cái kia Tề Gia Bảo cao thủ nhìn lại, dò hỏi. Đúng vậy, vậy Tề Gia Bảo cao thủ kinh nghi nhìn một mắt Trần Phi, chợt gật đầu nói, ta trước thấy tứ phương ma môn vị kia lão tổ đã tiến vào. Như vậy, Tề Hư trùng con ngươi nhanh tránh, hướng Trần Phi nói, vậy ta muốn không muốn và ngươi cùng nhau đi vào. Ta và ngươi cùng nhau đi vào mà nói, vậy Thiên Ất Long Trúc nên không vấn đề gì. Trần Phi nghe vậy nhưng trầm mặc một chút, nói ta có dự cảm, ngươi nếu là đi vào, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Vậy Tề Hư trùng ngây ngẩn, nói. Hắn nhưng mà lớn thiên vị cảnh giới, phách tuyệt võ thành, cái này ngoại vực còn có ai có thể làm hắn có nguy hiểm gì? Ngươi quên bên trong đầu kia lão địa thi. Trần Phi bình tĩnh nói, trăm ngàn năm sau sống lại, chính là yếu ớt thời điểm, nếu như ngươi, sẽ làm gì? Ngươi nói là, vậy Tề Hư trùng con ngươi có giúp một cái, diễn cảm, cũng là dần dần ngưng túc liền đứng lên. Ngươi tự cân nhắc, không bắt buộc ngươi, ta cáo từ trước. Dứt lời, Trần Phi thân hình chớp mắt, liền chuẩn bị tiến vào thần bí mộ huyệt kia. Đợi một chút, đưa cái này cầm lên. Đây là, Tề Hư trùng đột nhiên gọi lại hắn. Cùng lúc đó hắn lấy ra một quả đưa tin phù. Đây là cái gì? Trần Phi nhận lấy vậy đưa tin phù, hỏi. Đưa tin phù, một đầu khác ở Lý Bàng Bác còn có Đoạn Thế Sơn trên mình. Hai người bọn họ đều là ta Tề Gia Bảo chân nhân cảnh cường giả đỉnh phong, trước cái này mộ huyệt mở, ta liền làm bọn họ đi nhìn chăm chú vào Giang Vạn Lý. Ngươi cầm cái này, có thể rất nhanh hội hợp với bọn hắn. Tề Hư trùng nói. Rõ ràng, cáo từ. Trần Phi thân hình chớp mắt, trực tiếp là lướt vào liền vậy sâu thẳm hang mộ huyệt cửa vào. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên tiến vào thần bí mộ huyệt kia chính giữa mọi người cũng đã là kiếm bồn mãn bát mãn đứng lên. Và mọi người tưởng tượng có chỗ bất đồng, cái này mộ huyệt chính giữa cũng không phải là như cổ táng nhóm vậy, lạnh lẽo thê lương lạnh, sâu thẳm cô tịch, mà là như một tòa hùng vĩ thành trì, cung điện vậy, hiện đầy toàn bộ dưới đất mộ huyệt hang thế giới. Là một tòa rất rộng rãi thành dưới đất ao. Mà vậy thành trì, tường thành đã văng tung tóe, thành lớn đã bị thúc sụp hủy, nhưng mà, vẫn có người có thể phân biệt ra được, xây vách tường thạch thể lại là rất hiếm thấy thi ma vân thạch. Loại đá này cỡ quả đấm là có thể giá trị hơn ngàn hạ phẩm linh thạch, mà bây giờ, nhưng lại có thể bị dùng để đúc tường thành, bực nào kinh người bút tích. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn nhanh chóng tản ra bắt đầu thăm dò khu vực này thời điểm, từng đạo kết báo truyền tới, làm người ta sôi trào, làm người ta chấn động. Đó là cái gì? Cửa phỉ thúy, có người phát hiện ở nơi này cổ xưa thành chỉ dưới đất đền chính giữa, lại chôn giấu một tòa cửa phỉ thúy, mất đi sáng bóng, nhưng lại vẫn còn ở vận hành. Nghe được cái này dạng tin tức, vô số người phong trào tới, chỉ gặp một tòa khổng lồ như sơn môn phỉ thúy cự môn sừng sững ở nơi đó, có nhiều chỗ đã là bể nát, mất đi sáng bóng. Bất quá như cũ còn cùng đơn bạc trận văn hiện lên trên đó. Đây là một tòa truyền tống làm, thông hướng không biết bí cảnh. Vào hay là không vào? Đến người nơi này nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu bước ra một bước kia, bởi vì ai cũng không biết chỗ tòa này cửa phỉ thúy sau lưng kết quả là thông hướng nào. Địa ngục, hoặc là thiên đường. Vèo, đây là, một đạo ánh sáng vương đan, rốt cục thì có người không nhịn được vọt vào, rồi sau đó, hư không run lên. Sương mù mang đại tác, từng luồng ba thải chói mắt lôi hà xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm vậy cửa phỉ thúy biến mất. T, đây là ba sấm thúy thần hà, thiên đại cơ duyên. Mọi người ngược lại hút khí lạnh, đấm ngực bóp cổ tay, hối hận đều ê răng. Tam dương thúy thần hà chính là thánh vật, vô cùng chân quý, không người sẽ chịu dùng nó tới hại người, nói cách khác, vậy phía sau cửa tuyệt đối là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Mà ở trải qua hết thảy các thứ này, những người này lại là không nhịn được điên cuồng lên. Bắt đầu điên cuồng khai thác tòa thành trì này. Bất quá, tòa thành trì này thật sự là quá bát ngát, cho nên mấy lần hôm nay toàn bộ võ thành ít nhất là có hơn 10.000 tu sĩ xông vào, vậy vẫn là giống như thành lớn chính giữa tiểu miêu tiểu cầu, nghiêng một trong mung, hoàn toàn dòm ngó không được toàn cảnh,
nhưng rất nhanh, từng ngọn cổ thành di tích, thần bí môn hộ bí cảnh bị người tìm được xông vào, mọi người cũng điên rồi. Mặc dù bọn họ cũng không biết cửa kia hộ sau đó kết quả là cái gì, nhưng, bọn họ vẫn là không nhịn được chen lấn xông vào những cái kia môn hộ chính giữa. Bởi vì bất luận là ai, cũng không muốn bỏ qua bất kỳ thời cơ. Bất quá rất nhanh, tai ách đến. Tin đồn có người đào phá một tòa cung điện dưới đất, lại có số lượng kinh người ma thi bị thức tỉnh, bò ra. Những cái kia ma thi số lượng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn, lực lượng vậy rất lợi hại, tỉnh lại sau khắp nơi giết người, liền tiểu thiên vị nhân vật đều giống như có ai bỏ mạng ở trên tay bọn họ. Cuối cùng, những thứ này ma thi bị mọi người liên thủ đồng tâm hiệp lực xóa bỏ. Nhưng vậy tự thân tổn thất thảm trọng, chết rất nhiều người. Không sai biệt lắm làm dưới đất này mộ huyệt ở giữa rối loạn tiến hành đến bước này, Trần Phi tiến vào trong này. Mà ở thấy trước mắt cái này bát ngát cảnh tượng, thần bí xuống thành ao, cổ xưa phế tích, may là Trần Phi vậy cũng không nhìn được bị trước mắt cái này cảnh tượng cho rung động. Dưới đất này lại có thể cất giấu to lớn như vậy thành trì. Đây chính là mộ huyệt kia sao? Thấy trước mắt một màn này, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói. Chỉ là thần bí này thành dưới đất ao bát ngát, bằng hắn cảm giác, liền ít nhất là nửa võ thành lớn như vậy. Thậm chí cũng còn không ngừng. Cũng không phải là nói chỗ này là vậy cổ đại cường giả hóa thi sống lại địa phương đâu. Bây giờ tại sao lại? Trần Phi vẻ mặt ngưng nhiên đứng lên. Hắn bây giờ biết, dưới đất này mộ huyệt, không đúng, phải nói thành dưới đất ao, hẳn không hắn trước nghĩ đơn giản như vậy. Được rồi, bỏ mặc, lấy trước được thiên ất long trúc mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, đem hết thảy nghĩ bậy quên đi, cầm ra vậy cái tề hư trùng giao cho hắn đưa tin phù chơi đùa một hồi, liền hướng thành trì bên trong một cái hướng khác đi. Tốc độ thật nhanh. Dọc theo đường đi, Trần Phi gặp được không thiếu mọi người đồng tâm hiệp lực khai thác phế tích, bí cảnh cảnh tượng. Thậm chí hắn còn gặp được rất ít người thật moi ra kinh người đồ, tỉ như sông vị chi thạch. Lóe lên linh vận mạnh mẽ giáp chiến đấu, hiện đầy cổ văn kinh thư, bí tịch. Những thứ này liền hắn cũng biết động tâm, nhưng mà, vì thiên ất long trúc hắn vẫn là nhịn xuống. Thiên ất long trúc đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, những thứ khác, đợi hắn đoạt được thiên ất long trúc rồi hãy nói. Rất nhanh, men theo vậy đưa tin phù cho biết cho hắn tuyến đường, hắn đi tới một tòa cực kỳ cổ xưa thấp lùn đỉnh núi. Sở dĩ nói ngọn núi này cổ quái. Đó là bởi vì rõ ràng dưới đất này mộ huyệt, thành dưới đất ao đều là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào sức sống, khắp nơi đều là hoang vu cảnh tượng, có thể nơi này lại bất đồng. Nơi này chỗ tòa này thấp lùn đỉnh núi, lại là xanh biếc một mảnh, trên núi sinh trưởng các loại cổ mộc, hoa cỏ cây cối. Không chỉ có như vậy, trên núi này lại còn có trước số lượng không ít sinh linh, động vật. Số lượng thực lực rất yếu, có thể những cái kia sinh linh, động vật, nhưng thật sự là sống. Làm người ta kinh ngạc vạn phần. Vậy vì vậy, nguyên nhân chính là nơi này quái dị, ngọn núi này thành công hấp dẫn đến rất nhiều người vây ở cái này, muốn đem cái này đào ra, xem cái này cổ quái đỉnh núi chính giữa kết quả có cái gì, có thể hay không cất giấu chí bảo, cùng với thiên đại cơ duyên. Mà ở những người này chính giữa, một mặt kiêu hoành, cao ngạo giang vạn lý, một bộ áo bào đen, tướng mạo bình thường Thôi Gia, Ám Ma, Thôi Minh. Cùng với Tề Gia Bảo Lý Bàng Bác các người bất ngờ trong hàng. Cùng lúc đó, làm người ta kinh dị là, vậy Ám Ma Thôi Minh không ngờ đột phá, cả người tản ra tiểu thiên vị chân quân cảnh hơi thở. Là hắn. Mà lúc này, Trần Phi đến, cũng là thành công hấp dẫn tới bọn họ sự chú ý. Là hắn, Ám Ma Thôi Minh xa nhìn về nơi xa Trần Phi, thần sắc khác thường. Mấy ngày trước, nói thật, Thôi Minh không hề đem Trần Phi coi ra gì, hoặc là nặng bao nhiêu coi. Có thể cái này mấy ngày sau. Trần Phi, Lan Gia, Cửu U Cung, Vạn Thế Điện. Ngày đó đánh một trận, tất cả mọi người đều biết Lan Gia tiểu thiên vị nhân vật bị người này giết cái liền. Càng về sau, lại là có nghi là lớn thiên vị siêu cường nhân vật tự mình hiện thân, giúp hắn đem Lan Gia tiêu diệt. Đây là bực nào nội tình, bực nào bá đạo. Người như vậy, đừng nói là ở lớn nhiều người trong mắt, coi như là ở hắn như vậy hung trong mắt người. Bây giờ cũng cảm thấy rất đúng mới là so hắn sâu hơn một bậc hung nhân. Tuyệt đối là giết người không nháy mắt nhân vật, mà như vậy nhân vật hung ác, cho dù ai cũng không muốn đi chọc hắn. Bên kia, Giang Vạn Lý thấy Trần Phi đến, trực tiếp là diễn cảm ngay tức thì đổi được dữ tợn ác độc,
lạnh lẽo lẩm bẩm nói, tiểu tạp chủng này thật đúng là âm hồn không tiêu tan sao. Ngày đó, Lan Gia Diệt Tuyệt đánh một trận, hắn vốn là chuẩn bị nhân cơ hội đem Trần Phi giết chết, nhưng ai biết, trời không chịu người nguyện, tiểu tạp chủng này lại có thể không biết từ đâu tìm tới cái đại thiên vị nhân vật, là hắn hộ giá hộ tống. Kết quả đem hắn tìm tới vậy hai người trợ giúp cũng cho dọa chạy, đây là bực nào sỉ nhục. Đây đối với từ trước đến giờ cao ngạo, kiêu ngạo hắn, Giang Vạn Lý Đan Vương, Đường Đường Vương cấp luyện đan sư, tự nhiên cũng là rất khó lấy tiếp nhận sự việc. Chính vì nguyên nhân này, không cam lòng hắn, cũng là bỏ ra thiên đại giá phải trả cùng cam kết, tìm tới một vị khác mới người giúp. Đồ lão, ta trước và ngươi nói người, chính là hắn. Giang Vạn Lý ánh mắt âm ngoan, âm thầm hướng sau lưng không bắt mắt người áo bào đen chỉ Trần Phi, giọng uy nghiêm nói. Hắn, một đạo khinh miệt già nua tiếng nhàn nhạt vang lên, hắc bào nhân kia khàn khàn thanh âm giống như là nhọn lôi kéo phá vải vậy, làm người ta nghe rất khó chịu. Nhàn nhạt nói, Giang Vạn Lý, ngươi thật là càng sống vượt trở về. Chân quân cảnh đều không phải là tiểu tử hậu bối, ngươi lại có thể đi cầu ta đổ sát thiên sơn rời núi, tự mình đi giết hắn. Trước vậy tới tìm ta, ta còn lấy là ngươi muốn cho ta đi giết tề hư trùng đây. Giang Vạn Lý mặt liền biến sắc, có chút khó khăn xem, có thể nghĩ tới đối phương cái này lão nhâm khủng bố, hắn vậy không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là từ từ giải thích, đồ lão. Nguyên nhân chính là tiểu tạp chủng này còn không phải là chân quân cảnh, ta vừa muốn giết hắn, ngươi có biết, trước đó vài ngày võ thành Lan Gia Diệt Tuyệt đánh một trận, một mình hắn giết bốn cái tiểu thiên vị. Một người giết bốn cái tiểu thiên vị, hắn sao, hắc bào nhân kia con ngươi híp một cái, đầu bào hạ vậy đôi ánh mắt khinh miệt cuối cùng là tản đi mấy phần, chợt lắc đầu một cái, ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình quan sát, cùng lúc đó, diêu xa xa Trần Phi giống như là cảm ứng được cái gì. Nhìn sang, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ừ, hắc bào nhân kia ánh mắt nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, chợt hướng về phía Trần Phi ánh mắt lộ ra lau một cái không mặn không lạt nụ cười, lúc này mới đưa mắt lấy ra, cười mỉa nhìn Giang Vạn Lý, nói chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn, tiểu tử này xác thực có chút ý tứ. Bất luận như thế nào, thằng nhóc kia liền giao cho đồ lão ngài. Giang Vạn Lý hướng người áo bào đen mặt âm trầm hơi khom người, nói. Yên tâm đi. Lấy tiền tài người, thay người tiêu tai. Đạo lý này ta đổ sát thiên sơn ta vẫn là hiểu, bất quá, người còn nhớ người đáp ứng ta chứ. Lạnh như băng, dò xét ánh mắt rơi vào Giang Vạn Lý trên mình, hắc bào nhân kia hờ hững nói, chuyện quan trọng sau ngươi luyện không ra ta hài lòng vương đan, kết quả sẽ như thế nào, ngươi hẳn biết chứ. Hờ hững giọng, mặc dù bình thản, có thể rơi vào Giang Vạn Lý trong tai lại giống như là đao đâm vào vậy, làm hắn thần sắc biến đổi. Vội vàng bảo đảm nói, đồ lão ngươi yên tâm. Trong núi này có rất lợi hại đan đạo tông sư truyền thừa, ta chỉ cần có thể đạt được, vương đan mà thôi, hết thảy cũng không là vấn đề. Hy vọng như vậy, hắc bào nhân kia thản nhiên nhìn một mắt Giang Vạn Lý, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng Lý Bằng Bác, Đoạn Thế Sơn cùng Tề Gia Bảo cao thủ hối hợp lại. Trần Huynh, Long Nghị xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Một mặt hưng phấn nói. Ồ, người vậy đột phá. Nhìn Long Nghị trên mình vậy cùng ám ma thôi mình không sai biệt lắm hơi thở, Trần Phi hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Đúng vậy, lần này ta cuối cùng là đi tới người trước mặt chứ. Người không biết, ta chỉ một người trước ở nơi này đào được một tòa cổ điện vũ, ở trong đó có một góc nhỏ truyền đạo kinh thư, ta chỉ nghe không tới nửa giờ, liền thì thành công đột phá. Lợi hại, vậy Long Nghị khoe khoang vậy nói. Truyền đạo kinh thư, thiệt hay giả, còn nữa không? Lấy ra ta xem. Trần Phi thần sắc lập tức kinh sợ, truyền đạo kinh thư loại vật này thật không đơn giản, chỉ có chân quân cảnh trở lên, truyền thuyết kia ở giữa thánh anh vô địch tồn tại mới có tư cách khắc ghi. Dưới đất này cổ thành bên trong còn chôn loại vật này. Không có, vậy truyền đạo kinh thư cũng chỉ có một góc nhỏ, ta sau khi nghe sẽ không có. Long Nghị lắc đầu nói. Không có. Ngươi tên này vận khí là thật không tệ. Trần Phi lắc đầu một cái, hơi có chút hâm mộ đến. Cái này truyền đạo kinh thư đối với hắn mà nói tuy không bằng thiên ất long trúc như vậy trọng yếu, khá vậy vẫn là rất quý giá, rất giá trị kinh người đồ. Hắn nếu là có thể đạt được, sợ rằng tại chỗ lập tức liền có thể đột phá thật người cảnh tầng 5, thậm chí tầng 5 đỉnh cấp. Đáng tiếc, đồ đã không còn. Ngươi tới, đây là... Lý Bàng Bác dẫn một vị sắc mặt vàng khè cao gầy nam tử xuất hiện.
Người sau hướng Trần Phi hơi giơ tay lên một cái, nói, người tốt, ta là Tề gia Bảo Đoạn Thế Sơn. Mấy ngày trước cuộc chiến đấu kia ta cũng ở hiện trường, không thể không nói, người rất lợi hại. Nơi nào, tiền bối người quá khen ngợi ta. Ta là Trần Phi, thật hân hạnh gặp thấy tiền bối ngươi. Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi, hai vị tiền bối, các người có thể phát hiện vậy Thiên Ất Long Trúc ở địa phương nào sao? Ngươi xem vậy, sắc mặt vàng khè nam tử Đoạn Thế Sơn đưa tay chỉ vậy xanh biếc đỉnh núi chóp đỉnh, một tòa cao du mấy trăm thước khổng lồ cây trúc nguy nga sừng sững, già dặn như rồng có sừng, lão bị dạn nứt, giống như là trải qua rất nhiều năm mới sinh trưởng cho tới bây giờ cái bộ dáng này. Trừ cái này ra, cái này khổng lồ cây trúc còn hết sức kỳ lạ, nhất là vậy cành lá, giống như là từng con bạch long, tất cả đều dịch thấu trong suốt, như ngọc điêu trác mà thành vậy. Trần Phi vừa thấy được cây kia trúc hô hấp cũng không nhịn được ngay lập tức dồn dập. Thiên Ất Long Trúc, sốt cuộc để cho ta tìm được ngươi à? Trần Phi chết nhìn chằm chằm bụi cây kia khổng lồ Thiên Ất Long Trúc, quả đấm nắm chặt đứng lên, là nghịch thế đằng bay, vẫn là thất bại trong gang tấc, liền xem lần này. Vô luận như thế nào, cái này Thiên Ất Long Trúc hắn nhất định phải bắt vào tay. Có ý niệm như vậy sau đó, hắn cơ hồ là lập tức muốn hướng vậy xanh biếc trên ngọn núi phóng tới. Có thể vừa mới tới một nửa, hắn lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, một tầng không nhìn thấy vòng bảo vệ đem hắn con đường phía trước cho chặn. Cấm chế, vẫn là trận pháp, Trần Phi đưa tay ở đó trong suốt trên vòng bảo vệ sờ một cái. Nguyên lai là vật này đem tất cả mọi người ngăn cản ở bên ngoài, nếu không, sợ rằng hắn cũng sớm đã trễ. Bằng ngươi cũng muốn tháo ra đan này trận. Buồn cười, lúc này, một đạo tiếng giễu cợt vang lên, tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc, Trần Phi ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại, là Giang Vạn Lý. Đan trận sao? Trần Phi ánh mắt híp một cái, vật này hắn biết, nhưng lại không quen thuộc, rồi sau đó liền gặp hắn khẽ mỉm cười một cái. Nói ta nhớ ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ chứ. Làm sao, vì sao không cùng ngươi vậy hai người trợ giúp hiện thân tới giết ta. Ngươi lại phát hiện chúng ta. Giang Vạn Lý ánh mắt co giúp một cái, chợt âm cười lạnh cười, nói, ha ha, muốn giết ngươi còn không đơn giản. Vừa vặn chỗ này là một mộ huyệt, ngươi chết tại đây, vậy coi là chết được hắn nơi. Đúng vậy, mộ huyệt cũng là dùng để chôn chết người. Ta xem ngươi liền thật thích hợp nơi này. Trần Phi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào phản bác. Nhất thời Giang Vạn Lý sắc mặt liền xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ oán độc xoay người rời đi. Theo hắn biết, trên núi này truyền thừa chi điện còn chưa tới mở ra thời điểm. Cùng hắn đạt được vậy truyền thừa, phải giết đáng ghét này tiểu tạp chủng. Hừ, xem ra hắn là biết chút ít cái gì à, nhìn Giang Vạn Lý xoay người rời đi bối cảnh. Trần Phi lẩm bẩm líu díu liền một tiếng, cũng là từ vòng bảo hộ kia bên ngoài rời đi. Vòng bảo vệ này đích xác rất đáng sợ, hắn quang đứng ở đó, liền cảm thấy như mũi nhọn gánh, cả người không thoải mái, như vậy, cũng không trách được lúc này rõ ràng vây ở cái này một vòng nhiều người như vậy, lại không một cái nguyện ý đến gần đi lên. Cái này xanh biếc đỉnh núi, đan này trận, quả thật có gì cổ quái. Như vậy, Trần Phi, Giang Vạn Lý hai ba người ở nơi này rằng có đứng lên. Trên đường, không ít người quanh đi quẩn lại, cũng có người chân thực không nhịn được nghĩ xông vào, bổ ra vậy đan trận, có thể kết quả nhưng vô cùng là thê thảm. Một vị tiểu thiên vị nhân vật tại chỗ liền chết. Tất cả mọi người tính nhược ve mùa đông, không người còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, có người bắt đầu lục tục rời đi, vậy ở cái này xanh biếc đỉnh núi người chung quanh đếm, vậy càng ngày càng thiếu. Giang Vạn Lý nhìn như kiên nhẫn rất tốt, giống nhau. Trần Phi tính nhẫn nại vậy rất tốt rất tốt. Như vậy ước chừng qua hơn 10 ngày, đột nhiên, một màn kinh người xảy ra. Đó là cái gì? Ánh trăng, đáng chết, đây không phải là lòng đất sao? Tại sao loại địa phương này lại đột nhiên có ánh trăng xuất hiện? Lau một cái như nhu thủy vậy hơi lạnh nguyệt hoa vô cùng quỷ dị rắc tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Có người kinh hãi nói. Sát theo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vậy xanh biếc đỉnh núi sườn núi hạ lại vô hình văng tung tóe mở, tiếp theo, ông, một tiếng, một tòa thần bí cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người, vậy cung điện phía trước, còn bò lổm ngổm 10 tòa trông rất sống động cự thú pho tượng. Dạ hoa đan vương truyền thừa cung điện, người có thể rốt cuộc xuất hiện à? Thấy tình cảnh này, Giang Vạn Lý cặp mắt khát khao nhìn chằm chằm tòa cung điện kia, không khỏi làm lộ vẻ xúc động, diễn cảm tham lam lẩm bẩm đứng lên.
Nghe vậy, coi như là hắn bên người hắc bào nhân kia cũng không khỏi sắc mặt kinh biến đứng lên, nói, người nói gì sao? Đầu 600 năm được gọi là thứ nhất đan vương, dạ hoa đan vương hắn truyền thừa cung điện. Lời vừa nói ra, trực tiếp là ở chỗ này nhấc lên ngất trời sóng lớn. Vèo, một tiếng vang lên, lúc này, đột nhiên có người xông ra ngoài, nhanh chóng vô cùng hướng về cung điện phóng tới, nhưng lúc này, một đạo đen nhánh thú móng lặng yên không một tiếng động xây tới, đem thân ảnh kia bắt, bình thường một nặn, phốc suy. Trên bầu trời có máu tươi vọt ra, máu nhuộm thương khung. Tê, người chết kia không phải tứ phương ma môn Đồng Khánh Nguyên chân quân sao? Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng rợn cả tóc gáy, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đi theo, bọn họ ánh mắt run rẩy hướng về trước cung điện 10 pho tượng nhìn lại, người sau, 10 pho tượng từ từ mở mắt ra, hết sức nhân tính hóa, lạnh lùng nhìn bọn họ, không thèm chú ý đến hết thảy. Trong đó một đầu pho tượng móng vuốt phía trên, còn lưu lại đỏ nhạt, chói mắt máu tươi, tí tách. 10 pho tượng, nhìn như bình thường, có thể vậy lúc này trên đất còn lưu lại tiểu nửa người, cùng với các loại tan vỡ cục máu, cũng không giới hạn phóng đại hướng mọi người biểu dương bọn chúng khủng bố, và không thể xâm phạm. Tiểu thiên vị nhân vật, ở bọn họ trước mặt không chịu nổi một kích. Vì vậy, kế tiếp nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là tính nhược ve mùa đông đứng lên, yên lặng đáng sợ. 10 pho tượng kết quả là cái gì? Mà ở nơi này một mảnh tĩnh mịch chính giữa, Trần Phi bên người, vậy Tề Gia Bảo tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật Đoạn Thế Sơn lẩm bẩm nói, chán, đã là chẳng biết lúc nào để lại một giọt mồ hôi hột. Võ Thành tuyệt đại đa số tiểu thiên vị cao thủ đều là người quen, cho nên hắn tự nhiên biết, vậy lúc này người bị giết là ai? Đồng Khánh Huyên, tứ phương ma môn trưởng lão cấp nhân vật, quyền thế ngút trời, thực lực mạnh mẽ, chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp, nhưng bây giờ, này đám nhân vật lại chết được dứt khoát như vậy. Đối mặt pho tượng kia, lại một chút chỗ trống trở tay cũng không có. Không nghĩ tới, nơi này lại có thể để cho ta đụng gặp đan thú. Chỉ có Trần Phi thật sâu nhìn vậy 10 đầu pho tượng cự thú, lẩm bẩm mấy tiếng, lại ngẩng đầu lên, nhìn núi kia điện thiên ất long trúc đã tới cung điện cuối, nói, núi kia đỉnh cuối, cung khuyết bên trong, lại cất giấu cái gì? Cái gì là đan thú? Nghe vậy, Lý Bàng Bác không nhịn được hỏi, luyện đan sư hắn biết, có thể đan này thú là cái gì, hắn chưa từng nghe qua. Người có thể hiểu là hắn là đan dược chế tạo ra sinh mạng thể, có chút giống là con rối, bất quá, lại cùng con rối chênh lệch khá xa. Chú ý bọn họ ánh mắt, Trần Phi chậm rãi nói. Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn các người tất cả hướng vậy 10 đầu pho tượng cặp mắt nhìn lại, chợt con ngươi trùng trùng co giúp một cái, nói, đó là cái gì? Đan dược, Trần Phi nói như đinh chém sắt. Đan dược, Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn nhìn lẫn nhau, cặp mắt tất cả hiện ra đáng sợ vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp vậy tất cả pho tượng cặp mắt chính giữa, bọn họ ánh mắt, quả nhiên là từng hạt tròn lóe lên linh quang đan dược. Đây là bực nào thủ đoạn? Bọn họ thở một hơi thật dài, lấy đan dược tới sáng tạo sinh mạng, điểm chính là còn như vậy khủng bố, như vậy lợi hại, cái này các thủ đoạn, thật là nên lấy thủ pháp hết sức cao minh để hình dung. Liền bọn họ đều bị rung động đến. Những thứ này đan thú thực lực mạnh yếu, quyết định bởi tại đan dược cấp bậc cao thấp. Ta muốn nhớ không lầm, có thể chế tạo ra đan này thú thấp nhất yêu cầu, chính là vương đan. Trần Phi mở miệng lần nữa, Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn con ngươi đồng loạt co rúm lại một chút, vương đan sao? Xem ra, bọn họ thật là ở nơi này thủ ra một tòa đại bảo dấu à? Chẳng qua là, cái này bảo tàng trước mắt tới xem, là cũng không thế nào bản thân. Chúng ta phải như thế nào không vào được? Lý Bàng Bác liếm môi một cái, nói. Bực này bảo tàng, hắn có thể không muốn bỏ qua. Các người, Trần Phi nghe vậy dừng một chút, trực tiếp là lắc đầu, nói các người sợ rằng là không vào được. Ừ, tại sao? Vậy Đoạn Thế Sơn mặt liền biến sắc, nói. Đoán, bất quá hẳn lượng không rời 10 đi. Lại xem các người thì biết. Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu một cái, ánh mắt hướng cách đó không xa Giang Vạn Lý nhìn lại. Người sau giống như là có cảm giác, nhìn thẳng vào mắt hắn, chợt lộ ra lau một cái vô cùng là khiêu khích cười nhạt. Quả nhiên sao, nhìn Giang Vạn Lý trên mặt làm cho người chán ghét khiêu khích nụ cười, Trần Phi lắc đầu một cái, chà sát ngón tay, có chút lạnh nhạt lẩm bẩm nói. Vèo, đây là, lại có đạo thân ảnh hướng vậy cung điện bạo xạ đi, hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Cái gì,
lại là hắn, thấy rõ ràng thân ảnh kia mặt mũi, có người mặt liền biến sắc, thất kinh nói. Ai, hắn người bên cạnh lập tức hướng hắn hỏi. Trước giết chết Vạn Thế Điện Cố Thanh Chân Quân người nọ, bị xong chuyện đuổi giết nửa tháng, vẫn là chạy. Còn lấy là hắn đi, không nghĩ tới hắn lại còn ở nơi này. Cái gì, lại là hắn, tất cả mọi người thần sắc đại biến, liền Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn các người cũng vậy. Tất cả mọi người ánh mắt hướng bóng người kia nhìn lại, ở hắn bên người, một chuôi máu đỏ trường đao vô cùng là rõ ràng. Quả nhiên, quả thật là hắn. Vạn Thế Điện Cố Thanh, đây chính là cùng Lý Bàng Bác, Vương Chiến Tâm các người người cùng một thời đại vật, hơn nữa hắn cũng là đạt tới tiểu thiên vị đỉnh cấp, nhưng là, thứ nhân vật như vậy vẫn bị người trước mắt này cho làm thịt, có thể tưởng tượng được, người trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, bao kinh khủng. Ông, đây là, trên bầu trời một hồi ông minh, một cái hiện đầy hắc vũ móng vuốt tử vân không dò hạ, che đậy thiên địa, vang trời đong đưa, làm tất cả mọi người tròng mắt co rúm một cái. Chém, cường giả thần bí kia cầm đao chém xuống. Vô cùng tận lực lượng xen lẫn thành đáng sợ đao mang, đao ý ngất trời, vô cùng đáng sợ. Vậy gió bão chính giữa cường giả thần bí kia cặp mắt lấp lánh rực rỡ, làm Trần Phi sau khi thấy được, hơi ngây ngẩn. Tên này, thật trẻ tuổi, Trần Phi kinh nghi nhìn cường giả thần bí kia, tuy chỉ là trong nháy mắt giao hội, có thể hắn vẫn là thấy rõ, người này hết sức trẻ tuổi, bảo thủ phỏng đoán chỉ sợ là và Long Nghị bọn họ không sai biệt lắm. Chính là người này. Giết vậy Vạn Thế Điện tiểu thiên vị cường giả đỉnh phong. Phịch, đây là, kinh khủng kia thần đao cùng vậy hắc phố thú móng giao hội đụng, hư không ngưng tụ thành đáng sợ thất luyện, đầu tiên là hướng vào phía trong đè ép, rồi sau đó chợt lực đẩy dâng trào phóng đại, làm thiên địa này cũng nhấc lên cuồng liệt gió bão. Mà ở đó trong bão tố, một đạo thân ảnh hộc máu bay ra, mọi người trong mắt co rúm một cái, thân ảnh kia không phải người khác. Chính là vậy giết Vạn Thế Điện Cố Thanh Chân Quân thần bí cường giả trẻ tuổi. Liền hắn vậy đánh bại sao? Bực này đại bàng, không đúng, những thứ này đan thú, kết quả là mạnh bao nhiêu? Đoạn Thế Sơn các người ánh mắt run rẩy, ánh mắt dè đặt liếc trộm vậy trước cung điện, một đầu quả đen hình thái màu đen pho tượng, lẩm bẩm nói. Nó chỉ sợ là cái này 10 pho tượng chính giữa, yếu nhất một cái. Trần Phi cũng là ánh mắt rơi xuống vậy quả đen hình thái màu đen pho tượng lên, bĩu môi, nói. Yếu nhất, ngươi chắc chắn, làm sao có thể, Lý Bàng Bác mặt liền biến sắc, khiếp sợ tiếng bật thốt lên, nói. Không tin, ngươi xem bọn họ bên trong, cuối cùng tên kia. Trần Phi sắc mặt có chút biến hóa, nói. Đoạn Thế Sơn, Lý Bàng Bác các người vội vàng hướng Trần Phi nói phát hiện nhìn. Chỉ gặp 10 pho tượng trung tâm nhất vị trí. Có so sánh dưới, dáng người phá lệ, thon nhỏ, một đầu đan thú, nó uyển như dao long, cả người hiện lên ánh sáng tím, trán sinh trưởng một cái xoắn ốc một sừng, lóe lên thủy tinh vậy sáng bóng, lại xem vậy một sừng tột đỉnh, từng luồng sấm sét giống như là vật còn sống cong hao tổn, tung tăng, đem vậy khu vực bao vây. Cùng lúc đó, một loại ba động kỳ dị, cũng là từ vậy sấm sét chính giữa phóng thích ra ngoài, làm phàm là nhìn thẳng vậy sấm sét người. Cũng chợt phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Ưng ực trời, thiên lôi. Lý Bàng Bác nuốt nước miếng một cái, diễn cảm vô cùng là tức cười nhìn vậy một sừng lên sấm sét cả lăm, kinh hãi nói. Vậy lại là thiên lôi. Đúng vậy, mặc dù ngày này sấm là giả, bất quá, uy lực chỉ sợ cũng phải và thật thiên lôi không sai biệt lắm. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở vậy giao long pho tượng cặp mắt chỗ sâu, phá kiếp sấm luyện đan. Mới có thể có 20% tỷ lệ giúp tới thiên vị nhân vật chống được đánh vào thánh anh cảnh giới thiên lôi. Lại có thể bỏ được cầm loại này cao cấp phương đan làm đan thú, cũng có phần quá xa xỉ, quá đại thủ bút đi. Một khắc sau, Trần Phi diễn cảm ngưng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vậy trên đỉnh núi cung điện cuối, tâm tư phức tạp muôn vàn, cung điện này kết quả là nhân vật nào lưu lại, Dạ Hoa Đan Vương. Tựa hồ là cái rất tên đáng sợ à. Mau xem, hắn muốn làm gì. Giang Vạn Lý hắn lại có thể hướng tòa cung điện kia đi. Hắn không sợ chết sao? Đây là, có người kinh hô, bởi vì bọn họ lại có thể thấy Giang Vạn Lý dậm chân hướng vậy cung điện đi tới. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chằm chằm trên người hắn. Trần Phi trầm mặc một chút, thân hình đi theo lại cũng bay lên trời, hướng vậy cung điện đi tới. Trần trước, Đoạn Thế Sơn theo bản năng đưa tay hướng ngăn trở, nhưng buông tha. Bởi vì Trần Phi động tác rất nhanh. Thấy tình cảnh này,
mọi người diễn cảm lại là cổ quái. Cái này người điên vậy muốn đi theo nổi điên sao? Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, cảm nhận được Giang Vạn Lý dần dần đến gần, vậy 10 đầu pho tượng đồng loạt ngẩng đầu, có thể đây là, Giang Vạn Lý không biết âm thầm làm cái gì động tác nhỏ, lại làm 10 pho tượng lại có thể không có bạo khởi công kích hắn, mà là lại lần nữa yên lặng, an tĩnh lại. Một màn này, làm tất cả mọi người thần sắc đại biến. Chuyện gì xảy ra, vậy làm sao sẽ, không có ai biết chuyện gì xảy ra, Giang Vạn Lý hắn, lại có thể không có bị công kích. Vèo, 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 tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Giang Vạn Lý trên mặt, hắn lúc này, một mặt kiêu hoành, hơi híp mắt, giống như là rất kiêu ngạo hắn bây giờ nơi làm được hết thảy. Làm sao, người cũng muốn học ta đi tới sao? Không tệ, rất ý tưởng hay, bất quá, xem ra chúng ta mấy ngày nay, tình cảm, lên. Liền bạn bè nhắc nhở ngươi một chút đi, ngươi nếu là muốn học ta như vậy đi tới, sợ rằng sẽ chết nha. Giang Vạn Lý xoay người, mang liếc, cười lạnh ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mặt, nói châm chọc, ngươi lấy là ngươi là ta sao? Có lúc, ngươi vẫn là phải có tự biết chi minh mới phải đi, ngươi nói sao? Trần Phi ngẩng đầu nhìn vậy một mặt đắc ý và cười lạnh Giang Vạn Lý, thần sắc rất là bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì? Nếu không, nói ra nghe một chút. Ha ha, Giang Vạn Lý trên mặt hiện ra liếc cười nhạt, ánh mắt châm chọc quét Trần Phi mấy lần, cuối cùng cười một tiếng, nói, nếu ngươi muốn biết, vậy cũng tốt, để cho ngươi biết nhưng không thể làm gì, loại cảm giác này là tuyệt vời nhất, không phải sao? Dứt lời, hắn ánh mắt quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, rồi sau đó khinh thường vui vẻ cười to đứng lên, nói, xem ra, các người đều là quên à, đầu 600 năm, nơi đây là địa phương nào à? Đầu 600 năm, có cụ già nghe vậy kinh sợ kinh, chợt con ngươi co rúm một cái, nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, ngươi nói là Thiên Nguyên Tông. Không tệ, đầu 600 năm, Thiên Nguyên Tông chính là ta Kiềm Nam cổ quốc nhất tông môn cường đại, cho dù là bây giờ bên trong vực năm thế lực lớn, đơn độc một cái, vậy xa xa không cách nào cùng ban đầu Thiên Nguyên Tông tương đối. Giang Vạn Lý thành thực mà nói, trên mặt hiện ra kích động vẻ tham lam. Đây chính là Thiên Nguyên Tông à? Đầu 600 năm Kiềm Nam cổ quốc chi nhất, nếu không phải ban đầu bởi vì chiêu đố kỵ, bị vương triều cùng với năm thế lực lớn liên thủ tiêu diệt, bây giờ cái này tất nhiên cũng là một vô cùng khổng lồ bá chủ cấp tồn tại. Chẳng qua là, đáng tiếc. Ta nhớ lại, đây là, có người kinh hô, nơi đây ban đầu là Thiên Yêu Tông một tòa thành rất trọng yếu ao, trong cổ tịch có ghi lại, sau bị năm đó chàng đại chiến kia cho mai táng, không nghĩ tới. Nghe vậy, đám người rối loạn, vô cùng kích động, nói cách khác, bọn họ lúc này đặt chân lãnh thổ, lại là năm đó Thiên Nguyên Tông thành trì. Trách không được, nơi đây nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy truyền thừa, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Sau đó thì sao, đây là, Trần Phi bình tĩnh tiếng nói vang lên, nói, vậy trong cung điện có cái gì? Gặp Trần Phi nghe được như vậy, thiên đại tin tức, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, Giang Vạn Lý sắc mặt âm trầm xuống. Hắn ánh mắt âm lạnh đến Trần Phi trên mình quét một vòng, nói, không sai, nghe được cái này dạng tin tức ngươi còn trấn định lại, ngươi, thật rất tốt sao? Cũng được, ngươi không phải muốn biết vậy trong cung điện có cái gì sao? Ta nói cho ngươi, lại ngại gì? Vậy trong cung điện, là Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Dạ Hoa Đan Vương, nghe vậy, có người một mặt mờ mịt, cũng có thế hệ trước hoặc kiến thức uyên bác chi sắc mặt người biến, diễn cảm hoàn toàn biến hóa. Dạ Hoa Đan Vương, đây chính là năm đó tới thiên vị tầng thứ cổ vương nhân vật. Bá chủ tồn tại. Hơn nữa, cái này Dạ Hoa Đan Vương làm người ta chú ý nhất, cũng không phải là hắn tới thiên vị cổ vương tầng thứ cảnh giới tu vi, mà là hắn thân phận khác, luyện đan sư. Trận pháp sư. Năm đó Dạ Hoa Đan Vương, một tay đan đạo kỹ thuật xuất thần nhập hóa, thần hồ kỳ thần, thậm chí liền liền tam hoàng vực nhân vật lớn cũng từng tự mình ngủ lại bọn họ Kiềm Nam cổ quốc, rất nhiều lấy nặng ừ. Các loại không phải giá phải trả, muốn lôi kéo hắn, cũng bị cự tuyệt. Vậy vì vậy, năm đó Dạ Hoa Đan Vương bị tôn xưng là bọn họ Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay thứ nhất Đan Vương, công giúp tạo hóa. Đang luyện đan sư trong vòng địa vị theo thành tựu, không người có thể so sánh. Cùng lúc đó, hắn còn là một vị sâu không lường được trận pháp sư. Cùng chân quân cảnh tương đối phù hợp địa cấp trận pháp sư tầng thứ, tổng cộng chỉ có tầng 6. Mà có người nói Dạ Hoa Đan Vương là trận tầng 5 luyện đan sư, lại có người nói hắn là tầng 6. Như vậy thành tích,
chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người ta sợ. Đây là một cái ở trên lịch sử để lại phong phú bút mực cường tuyệt nhân vật, từng tên lưu sử xanh, nghìn năm nổi tiếng. Dạ Hoa Đan Vương, ta hiểu, nguyên lai người mục tiêu là hắn à? Trần Phi công khai, cũng không xuất xứ liệu, quả nhiên cái này Giang Vạn Lý là trước thời hạn biết chút ít cái gì. Kiềm Nam cổ quốc từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất truyền thừa. Đây đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư mà nói, vậy cũng là cám dỗ chí mạng. Dĩ nhiên, Trần Phi ngoại lệ. Đúng vậy, cái này đích xác là ta mục tiêu, vì nó, ta nhưng mà liền bên ngoài những cái kia bảo vật còn có truyền thừa cũng cho buông tha. Ngươi nói cái này có đáng giá hay không được đâu. Giang Vạn Lý châm chọc cười nhạt nhìn Trần Phi, cân nhắc nói, còn nữa, ngươi còn muốn biết những thứ này đan thú tại sao không hợp sức công kích ta, mà sẽ công kích các người sao? Ngươi tin không tin ngươi bây giờ chỉ cần lại bước lên trước, bọn họ thì biết bạo khởi, đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Nói đến đây, Giang Vạn Lý trực tiếp là cười như điên. Ha ha, ha ha ha, loại này muôn người ngắm nhìn, lại chỉ có thể một mình hắn độc được cảm giác, thật sự là quá đã. Cười tất, hắn liếc nhìn những cái kia dục dịch các người, lại châm chọc cười lạnh nói. Ngoài ra, cũng coi là tốt bụng nhắc nhở các người đi, cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cung điện, không phải luyện đan sư không được đi vào, cho nên, đừng uổng phí tâm cơ. Những thứ này kinh khủng người sở dĩ sẽ không công kích ta, đây chẳng qua là bởi vì thân phận của ta, là luyện đan sư mà thôi, ha ha ha, ha ha. Các vị, xin lỗi. Ta liền đi vào trước tiếp nhận Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, còn như các người. Nếu không đi những địa phương khác xem. Giang Vạn Lý một mặt cuồng ngông, kiêu hành thoải mái nụ cười, thương hại nhìn mọi người, rồi sau đó không do dự nữa, hít sâu một hơi, xoay người muốn hướng vậy trong cung điện bước vào. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười, cũng là mang một ít cổ quái ở mọi người bên tai đột ngột nhẹ khẽ nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Giang Vạn Lý thần sắc cứng đờ, âm trầm xuống, ánh mắt rơi vào ở Trần Phi trên mặt, giọng rất bất thiện lạnh lùng nói. Ngươi không phải mới vừa nói ta nếu là lại bước lên trước, cũng sẽ bị những tên kia xé thành mảnh vỡ sao? Không khéo, ta người này lòng hiếu kỳ có chút nặng, muốn thử một chút. Vừa nói, ở Giang Vạn Lý biến trong ánh mắt, Trần Phi cười nâng lên bước chân hướng vậy phía trước đi tới. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong mắt rụt một cái. Mà vậy trước cung điện 10 đầu pho tượng, cũng là gầm nhẹ ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi ánh mắt lạnh như băng quét tới. Thấy vậy Trần Phi sắc mặt cũng không đổi, chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng búng tay, một món ba động kỳ dị sau đó tràn ra tới, vậy 10 đầu pho tượng trong mắt đan dược run lên, chợt đồng loạt cúi đầu xuống, không để ý nữa Trần Phi động tĩnh. Nhất thời, tất cả mọi người xôn xao. Hắn làm sao? Con bà nó, đây là tình huống gì? Tại sao những cái kia pho tượng không công kích hắn à? Mới vừa Giang Vạn Lý không phải đã nói rồi sao, nếu là luyện đan sư nói, những cái kia pho tượng liền không hợp sức công kích hắn. Thằng nhóc kia nhất định là một luyện đan sư. Ở nơi này hỗn loạn tiếng nghị luận chính giữa, Giang Vạn Lý sắc mặt vô cùng xanh mét nhìn Trần Phi, cả người hướng nuốt chỉ con chuột chết như vậy khó chịu. Trần Phi lại có thể cũng là một luyện đan sư, hơn nữa nhìn dáng dấp thành tựu không thấp. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Luyện đan sư sao? Trần Phi cười nhìn vậy sắc mặt xanh mét Giang Vạn Lý, khóe miệng ngậm một tia nghiền ngẫm, châm chọc, nói, không khéo, quên nói cho ngươi, ta cũng là một vị luyện đan sư nha như thế nào, có hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ, cảm giác rất kích thích. Vèo! Tất cả mọi người chợt ngẩng đầu, sau đó liền thấy ở đó Trần Phi hơi có vẻ giễu cợt cùng với chiêu chọc tiếng nói sau khi rơi xuống, Trần Phi bóng người. Trực tiếp là hóa thành một tia chớp, hướng vậy sâu thẳm, yên tĩnh cung điện lao đi. Đồng thời, hắn thật ra thì cũng có chút giật mình, không nghĩ tới cái này mộ huyệt chính giữa lại còn có bực này cơ duyên. Như bên ngoài đầu dao kia long đan thú trong mắt phá kiếp sấm luyện đan, thật là cái này cái gọi là, Dạ Hoa Đan Vương, luyện được, vậy người này truyền thừa, ngược lại là đáng hắn đi xem một chút. Hơn nữa, Thiên Ất Long Trúc nhưng mà vẫn còn ở đỉnh núi kia chờ hắn đâu. Đó là hắn thế ở tất có vật. Mà ở Trần Phi lời nói tiếng vừa dứt, xông ra vậy một thoáng, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, Giang Vạn Lý cũng vậy. Nhưng làm hắn ngay lập tức sau kịp phản ứng, mặt hắn lên, trực tiếp là đổi được vô cùng xanh mét. Cùng với hốt hoảng, dữ tợn. Hiển nhiên, hắn như vậy cũng không nghĩ ra,
hắn trước kia một phen, vậy mà sẽ đưa tới loại biến cố này. Bởi vì hắn cơ bản đã xác định, nếu không có vương cấp luyện đan sư cái này, cơ sở, tầng thứ, căn bản là không khả năng có được vậy cung điện bên ngoài 10 đầu đan thú công nhận. Nói cách khác, chỉ có vương cấp luyện đan sư mới có tư cách từ bên ngoài an toàn đi tới. Mà hắn đã sớm đã chắc chắn, tại chỗ trừ hắn bên ngoài, tuyệt sẽ không còn cái thứ hai vương cấp luyện đan sư, nếu không, hắn như thế nào không nhận biết, sẽ là không phát hiện được luyện đan sư kia chập chờn. Nhưng mà, bỏ mặc hắn trước như thế nào chắc chắn, bây giờ, sự thật tàn khốc, liền đặt ở trước mặt hắn. Trần Phi lại là một vị luyện đan sư. Hơn nữa, hắn còn là một vị và hắn Giang Vạn Lý như nhau, vương cấp luyện đan sư. Tiểu súc sinh, Giang Vạn Lý ánh mắt, cơ hồ là ngay tức thì ở nơi này tất cả mọi người trước mắt đổi được đỏ bừng, rồi sau đó gò má cũng là đổi được vô cùng dữ tợn. Bất quá, hắn Giang Vạn Lý có thể phối hợp đến hôm nay loại này đến nước, cuối cùng vậy không có bị tức giận theo hốt hoảng làm mờ đầu óc. Chỉ gặp dưới chân hung hăng đạp một cái, liền hướng vậy bên trong cung điện phóng tới, tốc độ thật nhanh, như lôi điện. Vây quanh ở bên người hắn khí lưu, lại là mang theo chút chút huyết quang. Ngay sau đó, Giang Vạn Lý và vậy Trần Phi hai người, cơ hồ là một trước một sau xông vào vậy trong cung điện. Lưu lại bên ngoài một loại người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, không biết nên như thế nào. Đi thôi, chỗ này muốn luyện đan sư thân phận yêu cầu, chúng ta cũng không phải là. Rất nhanh, những cái kia một mực kiên trì đến bây giờ người mặt đầy đắng chát rời đi. Nếu như những yêu cầu khác, bọn họ chỉ nếu là biết, nghĩ một chút biện pháp. Có lẽ còn có thể thỏa mãn, có thể cái này luyện đan sư thân phận phải như thế nào giả mạo. Cái này căn bản không biện pháp được không? Vậy cùng ở Giang Vạn Lý sau lưng người áo bào đen thật sâu ngắm nhìn vậy 10 tòa đan thú pho tượng, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn có thể cảm giác đến, coi như là hắn, đều không phải là vậy 10 tòa đan thú pho tượng chính giữa, yếu nhất vậy một tòa đối thủ. Nếu không cách nào xông vào, lại lưu lại nơi này. Vậy tựa hồ không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nơi đây nếu là ban đầu vậy đồ vật khổng lồ Thiên Yêu Tông di chỉ, sợ rằng còn cất giấu rất nhiều đồ tốt, hắn không cần phải vì một thân cây vứt bỏ ngay ngắn một cái ngồi lớn rừng rậm. Vậy không đáng. Chúng ta đây, chúng ta bây giờ nên làm sao? Ở nơi này các loại, vẫn là rời đi. Như vậy, cái này xanh biếc đỉnh núi bên ngoài rất nhanh cũng chỉ còn lại có Lý Bằng Bác, Đoạn Thế Sơn cùng Tề Gia Bảo các người. Lý Bàng Bác không nhịn được hỏi. Tề Hư Trùng đối với ra lệnh cho bọn họ, là làm bọn họ bảo vệ ở Trần Phi bên người, trợ giúp hắn, bảo đảm Trần Phi nhất định tránh được Thiên Ất Long Trúc. Nhưng bây giờ, tình huống đột biến, Trần Phi và Giang Vạn Lý đôi đôi tiến vào truyền thừa cung điện. Hơn nữa chỗ đó thật giống như cũng chỉ có bọn họ có thể vào, những người khác, chỉ cần không phải luyện đan sư, đều không đi vào. Như thế, bọn họ không thể thật liền toàn lưu lại ở cái này. Thủ đến Trần Phi đi ra đi. Phải biết, đây chính là Thiên Nguyên Tông di chỉ, bất kỳ một kiện năm đó Thiên Nguyên Tông bảo vật, truyền thừa, kinh thư, tu luyện bảo điển, đối với bọn họ mà nói, cũng là bảo vật vô giá. Không người có thể làm được không động tâm. Đi thôi, chúng ta nên làm đều đã làm, còn dư lại, nhìn chính hắn vận khí đi. Cuối cùng, vậy Đoạn Thế Sơn do dự một chút, vẫn là mang người vậy rời đi. Thiên Nguyên Tông di chỉ. Ở biết tin tức này sau đó, hắn thật không có biện pháp không tâm loạn. Hống! Trăm năm nhất giới thành đan thánh đan hội à! Quá long trọng! Ta lại có thể chính mắt thấy đan hội thập cường ra đời, thật là cuộc đời này không tiếc. Không tệ, khóa trước đan hội trước 10, tương lai cũng ắt sẽ thành là chúng ta Tam Hoàng vực đan đạo tông sư cấp nhân vật. Bọn họ cũng đều là tương lai tông sư, đan hoàng à! Cùng lúc đó, làm Trần Phi bước vào vậy truyền thừa đền sau đó, đột nhiên cảm giác cảnh sắc trước mắt còn có chung quanh hết thảy đều bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, biến ảo đứng lên. Tiếp theo, đinh tai nhức óc vang trời tiếng hoan hô, quy mô thật lớn làm cho người khác cảm thấy rung động quảng trường, chung quanh, chặt chẽ mang người biển một mực lan tràn tới cuối tầm mắt. Đây hết thảy, đều là Trần Phi con người co giúp một cái, thần sắc đại biến đứng lên. Hắn lúc này đang đứng ở nơi này ồn ào náo động như cự long gầm thét hội trường trung ương nhất vùng. Cái này trung ương vùng phân biệt có 10 tòa cao cao tại thượng mây chiếc, mỗi một tòa mây trên đài cũng có một đạo thân ảnh, không thấy rõ diện mạo, nhưng lại khí chất hiên ngang, muôn người ngắm nhìn. Hắn cũng là 10 người này chính giữa một cái.
Huyễn thần thuật sao? Xem ra cái này Dạ Hoa Đan Vương là thật không đơn giản à. Hắn trận pháp tu vi, lại đạt tới loại trình độ này. Trần Phi cặp mắt híp lại, ánh mắt kinh dị lẩm bẩm nói, huyễn thần thuật, chỉ có đạt tới đại trận sư tầng 6 đỉnh cấp mới có thể lĩnh ngộ ra lông. Mà lúc này hắn trước mắt cảnh tượng này, trông rất sống động, tựa như thế giới chân thật, lại không phải chính là một chút ra lông, đơn giản như vậy. Đáng chết, đây là địa phương nào? Đây là, một đạo hốt hoảng tiếng mắng chửi từ hắn bên cạnh khác một tòa đài cao truyền tới, Trần Phi ánh mắt hơi híp nhìn tới. Là Giang Vạn Lý, không ra ngoài dự liệu, hắn vậy tiến vào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải tiến vào Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cung điện sao, đây là địa phương nào, ảo cảnh. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy chân thực? Giang Vạn Lý cặp mắt tràn ngập nồng nặc vẻ kinh dị, hốt hoảng đánh giá âm thầm chung quanh, cái này ảo cảnh thật là quá chân thật. Chân thực đã có chút làm hắn cảm thấy sợ. Ha ha, đây là, một đạo nhàn nhạt a tiếng cười truyền tới, làm Giang Vạn Lý sắc mặt lập tức đổi được cương cố, âm trầm, xanh mét. Trần Phi cười lạnh nhìn hắn, nói châm chọc, ta coi ngươi trước không phải gắng gượng khát nhìn lấy được cái này truyền thừa sao. Vì sao bây giờ, ở trong mắt ta ta làm sao cảm giác ngươi là có chút sợ, là cho rằng trước mắt hết thảy các thứ này làm ngươi cảm thấy hốt hoảng sao. Im miệng. Giang Vạn Lý giận quát một tiếng, uy nghiêm căm tức nhìn Trần Phi, cặp mắt tràn ngập làm người ta sợ hãi ác độc tâm trạng, nói tiểu súc sinh, ngươi lấy là đi theo ta tiến vào cái này truyền thừa cung điện, là có thể từ trong tay của ta cướp đi Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa sao? Ta nói cho ngươi, đây là đang nằm mơ, hiểu không, nằm mơ. Trần Phi nghe vậy bình tĩnh cười lạnh cười, vậy lười phải cùng cái này mất lý trí Giang Vạn Lý vậy kiến thức. Chỗ này, cái này truyền thừa cung điện. Cái này cái gọi là Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, hôm nay xem ra đích xác không đơn giản, bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn mục đích, cuối cùng cũng chỉ là vậy Thiên Ất Long Trúc mà thôi. Đừng không những thứ khác. Ngươi, Giang Vạn Lý gặp Trần Phi lại có thể không để ý đến hắn nữa, lập tức trong lòng liền hiện ra bao la làm nhục, không bần, tức giận. Sát theo, trên mặt hắn thần sắc lập tức là xanh mét, vặn vẹo, cặp mắt hung ác, ác niệm mọc tùm. Phốc suy, hắn ánh mắt hung ác hừ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một quả phù ấn chớp sáng xuất hiện ở trong tay hắn, xuất hiện ở trong tay, sau đó cánh tay kia run một cái, chớp sáng hung ác bạo xạ ra. Phịch, vậy chớp sáng chính giữa tràn ngập lạnh lẽo lực lượng, còn ở giữa không trung thì có một cổ cực kỳ lạnh lùng nguy hiểm khí cơ đem Trần Phi phong tỏa. Nhất thời, Trần Phi cặp mắt lăng liệt híp một cái, bàn tay vừa nhấc, chuẩn bị ra tay phản kích. Xì xì. Có thể đây là, một đạo vô hình màn hào quang lại đem vậy chớp sáng cản lại, im hơi lặng tiếng, cái trước tựa như cùng là băng tiêu tuyết tan ra vậy, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì, đáng chết, Giang Vạn Lý mặt liền biến sắc, chợt lúc này mới chú ý tới, hắn lúc này làm đứng ở vậy tòa đài cao lên, lại là có một tòa gần như trong suốt màn hào quang đem bao quanh. Nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản phát hiện không tới. Mà mới vừa rồi. Chặn hắn đánh lén Trần Phi lực lượng đồ, chính là cái này trên đài cao trong suốt vòng bảo vệ. Trần Phi phát hiện vậy trong suốt vòng bảo vệ sau cũng là hơi ngẩn người, chợt cười lên, nhún vai nói, xem ra ở trong này ngươi là không làm gì được ta, chặc chặc, thật là đáng tiếc à. Hừ, Giang Vạn Lý thần sắc lúc trắng lúc xanh, tức giận hàm răng cũng sắp cắn nát, nhưng vậy không thể làm gì, đây là, lại là từng trận như cự long gầm thét vậy đinh tai nhức óc ồn ào náo động nổ vang. Toàn bộ bát ngát quảng trường đầu người phun trào cảnh tượng hoàn toàn huyên náo. Vô số đầu người, ồn ào náo động tới màng nhĩ bể thanh âm, xen lẫn thành một bộ vô cùng náo nhiệt đạt tới cường thịnh thịnh hội kế hoạch xây dựng. Mà từ cái này gần như là muốn lật mái vòm sôi trào tiếng chính giữa, Trần Phi lỗ tai bén nhạy bắt được hai chữ. Đan hội, Trần Phi cặp mắt lóe lên, đan hội, danh tự này rất phổ thông, nhưng hôm nay xem ra, cái này thông thường thịnh hội tên lại tựa hồ như đại biểu cái gì phi phàm tình cảnh. Như vậy nếu như thịnh hội náo nhiệt cảnh tượng, đều là vì cái này, đan hội, hai chữ. Ông. Đây là, vậy quảng trường chính giữa một tòa thuộc về cao nhất vị trí chỗ ngồi đột nhiên không gian một hồi chập chờn, xuất hiện từng đạo bên ngoài giàn nua, khí thế uyên bác bóng người, quảng trường chính giữa cái này xem không thấy cuối người biển, nhất thời bộc phát ra động trời tiếng hoan hô. Vô số kính sợ, kính ngưỡng. Ánh mắt nóng bỏng, đều là thông suốt hướng vậy cao nhất lương vị làm một vị trong đó vị bóng người già nua nhìn lại.
tất cả mọi người đều là thần tình kích động không dứt. Oanh! Mau xem, đó là chúng ta thành đan thánh từng vị cự đầu, có tư cách ngồi lên vị trí đó người, ít nhất đều là đan đạo tông sư. Cái gì, đan đạo tông sư, nhiều như vậy, cái này thành đan thánh không hổ là chúng ta tam hoàng vực đan đạo thánh địa. Như vậy nội tình, thật sự là quá dọa người. Đúng vậy, không chỉ là một vị kia vị cự đầu, liền liền lúc này cái này trên đài đan hội tuyển thủ dự thi, kiếp trước người, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mười có lượng bọn họ cũng có thể du ngoạn đan đạo tông sư tôn vị. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, thì có chút dọa người à. Ồn ào náo động xôi trào tiếng, như vậy xì xào bàn tán. Đan đạo tông sư, Giang Vạn Lý tuy không biết thành đan thánh là cái gì, có thể đan đạo tông sư là cái gì, hắn nhưng rõ ràng. Liền cái này bốn chữ, làm hắn ánh mắt một chút đổi được vô cùng cuồng nhiệt còn có tham lam. Hắn bưng bít chặt quả đấm, tham lam gầm nhẹ nói, cái này dạ hoa đan vương truyền thừa, Giang Vạn Lý nhất định phải bắt được. Nhất định, đan đạo tông sư, thành đan thánh cự đầu sao? Cùng lúc đó, làm một vị kia vị cái gọi là, thành đan thánh cự đầu, hiện thân, vào ngồi vậy cao nhất chỗ ngồi, cho dù là Trần Phi, vậy cảm nhận được một cổ áp lực mênh mông hơi thở trải tản ra, rất khủng bố. Hắn ánh mắt hướng vậy cao nhất chỗ ngồi nhìn lại, lẩm bẩm nói. Ừ, không thấy rõ mặt, có thể đi theo, Trần Phi thần sắc nhưng ngớ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện vậy cao nhất chỗ ngồi vào ngồi từng vị khí thế mênh mông thành đan thánh cự đầu, hắn cũng không thấy rõ mặt. Hắn ánh mắt từng cái ở đó chút không thấy rõ mặt thành đan thánh đổ sộ trên gương mặt quét qua, đột nhiên, con người thốt nhiên có giúp một cái, một món khí lạnh, đi theo là từ hắn bên trong thân thể xông ra. Bởi vì khi ánh mắt của hắn có thể đạt được, quét qua vậy cao nhất chỗ ngồi vị thứ năm trên mặt người kia, một đôi mắt bình tĩnh cùng hắn bắt đầu đối mặt đứng lên. Ánh mắt kia hết sức sáng ngời, nếu như uông dương vậy thâm thúy, lấp lánh rực rỡ, là một đôi như thế nào ánh mắt à? Trần Phi sắc mặt đổi một cái, cảm giác trong lòng không tự chủ được hiện ra kinh ngạc, rung động, nhỏ bé cảm giác. Cùng lúc đó, vậy cao nhất chỗ ngồi chủ nhân của cặp mắt kia, một vị một bộ quần áo trắng, nhìn như nhu nhu nhược nhược, giống như là có thư sinh khí, lại có chút nho nhã khí chất nam tử hơi ngẩn ra, chợt nhẹ di một tiếng. Phát hiện sao, cái này đứa nhỏ linh giác thật đúng là bén nhạy à. Vậy một bộ quần áo trắng, khí chất nho nhã nam tử lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng cười một tiếng, chợt từ từ đứng dậy. Yên lặng, thanh âm bình tĩnh, như một vũng thanh tuyền, tại tất cả người bên tai vang lên. Nhất thời, nguyên bản xa xa ồn ào náo động quảng trường lập tức là bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn vậy quần áo trắng nam tử, không ra ngoài dự liệu, bọn họ đều biết, tiếp theo, cái này long trọng đan hội cảnh quan trọng cuối cùng là muốn tới. Đầu tiên, chúc mừng có thể đứng ở chỗ này các người. Có thể thành công đứng ở phía trên này tới, cái này thì ngươi đại biểu cửa đã là bước lên cái này thành đan thánh đan hội cuối cùng võ đài. Vậy quần áo trắng nam tử trong mắt giống như là có chút nhớ lại cùng truy đuổi niệm. Không thấy Trần Phi cùng Giang Vạn Lý cái này hai người sống, mà là hướng vậy còn sót lại tám ngồi trên đài cao người chậm nói. Mà vậy tám ngồi trên đài cao nhân vật, cũng là và cao nhất chỗ ngồi một vị kia vị thành đan thánh cự đầu là giống nhau. Bọn họ mặc dù có thân thể, từng cái tài hoa xuất chúng, khí chất hiên ngang, có thể bọn họ mặt nhưng cũng là mơ hồ, không thấy rõ. Có câu nói ánh mắt là người cửa sổ của linh hồn. Thả lớn một chút mà nói, mặt cũng là như vậy. Mỗi người mặt cũng là độc nhất vô nhị, những người đó lại không có mặt, cái này chứng minh bọn họ chẳng qua là ảo tưởng, mà không phải là chân nhân. Cùng lúc đó, vậy quần áo trắng nam tử lại tại bắt đầu từ từ lên tiếng đứng lên. Bất quá các người cũng biết, kế tiếp một vòng, mới là chúng ta thành đan thánh đan hội trọng yếu nhất bước lên cuộc chiến đỉnh cấp. Lưu đến người cuối cùng, liền sẽ là chúng ta lần này đan hội hạng nhất. Các vị, có thể đi tới các người hôm nay bước này, đã là cao nhất vinh quang, nhưng, hạng nhất chỉ có một. Võ thành trăm năm một lần đan hội, cũng chỉ có một người có thể bộc lộ tài năng, tên Lưu Sử Xanh, cho nên, vô luận là ai, hôm nay, mời các người tận tình cho thấy mình cường thịnh nhất thực lực. Giờ khắc này, sẽ đem thành là các người cả đời này trong, nhất có thể toát ra hào quang sáng chói thời khắc. Cố gắng lên đi, hạng nhất. Oanh! Hạng nhất! Hạng nhất! Ngắn ngủi lời nói, tựa như là điểm nổ thùng thuốc súng, ầm ầm gian, thiên địa này làm sôi trào. Vô luận là vậy trên đài mọi người, hoặc giả là dưới đài người xem,
giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà có xa lạ náo nhiệt, sôi trào cảnh tượng, vậy quần áo trắng nam tử trên mặt hiện ra nhớ lại nụ cười, chợt đắng chát lắc đầu một cái, ánh mắt cuối cùng là rơi xuống Trần Phi, Giang Vạn Lý trên người hai người. Quan sát một hồi, mới nhàn nhạt nói. Người hai người là tới tìm kiếm ta Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa. Gần sát chân thật một phen, làm Giang Vạn Lý ánh mắt chợt co rúm một cái, chợt nổ bắn ra ra kinh khủng nóng bỏng cùng vẻ tham lam. Kích động. Chỉ gặp mắt thần kích động nhìn quần áo trắng nam tử, sau đó cung kính cực kỳ ôm quyền cất cao giọng nói, tại hạ, Giang Vạn Lý, thêm là vương cấp luyện đan sư cảnh giới. Nghe tiếng đã lâu Dạ Hoa Đan vương tiền bối ngài đã từng là đại danh. Là ta Kiềm Nam cổ quốc luyện đan sư nhất mạch kiêu ngạo, Giang Vạn Lý bất tài, nếu là có thể đạt được tiền bối ngài đan đạo truyền thừa, cùng làm như ngài như nhau, đem đan một trong đạo phát huy, không phụ ta đạo thanh uy. Cái này Giang Vạn Lý hiển nhiên là một người dối trá. Có câu nói, thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có nịnh bợ không xuyên, cái này vừa lên tới chính là như vậy thuận sướng nịnh nọt nói như vậy, muốn cho quần áo trắng nam tử, cũng chính là Dạ Hoa Đan vương đối với hắn sinh ra hảo cảm. Như nếu đổi lại là cái tâm tư rộn ràng, tốt nịnh nọt hưởng thụ người, sợ rằng cũng đã là trước liền hắn đạo này mà, bất quá, Giang Vạn Lý mặc dù ý tưởng không tệ, có thể Dạ Hoa Đan vương nghe vậy, cũng không lưu dấu vết khẽ nhíu mày một cái. Chợt, hắn ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mặt, trong ánh mắt có chút lóe lên vẻ, nói, người đâu? Ta, Trần Phi mí mắt vừa nhấc, nhún vai cười một tiếng, nói tiền bối, ta phải nói ta là ngẫu nhiên tiến vào. Chí không ở chỗ này, ngươi tin không? Ừ, Dạ Hoa Đan vương cũng là ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Trần Phi, chí không ở chỗ này, đổi câu nói cách khác, Trần Phi khi biết rõ hắn thân phận dưới tình huống, đối với hắn cũng Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa không có hứng thú. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là một vị luyện đan sư? Nhưng nếu là như vậy, người này lại là như thế nào tiến vào hắn cái này truyền thừa trong cung điện tới? Càn rỡ! Tiểu tạp chủng ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói? Mà Giang Vạn Lý chính là mặt lượng, không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ như vậy tự đào mộ, xúc phạm Dạ Hoa Đan vương, đơn giản là ngu xuẩn. Chợt liền gặp hắn thâm độc hướng về phía Trần Phi cười lạnh cười, xoay người hướng Dạ Hoa Đan vương ôm quyền, nói tiền bối, ta phải nói, như thế chăng biết tôn ti, không biết tự lượng sức mình hạng người dứt khoát để cho hắn cút ra khỏi. Nhưng mà, Giang Vạn Lý nói cũng còn chưa nói hết. Dạ Hoa Đan vương giống như là không thấy được hắn ở nơi này, diễn xuất, không có nghe gặp hắn nói như nhau, không thấy hắn mà nói, cau mày nhìn Trần Phi, nói, vậy ngươi tại sao tới cái này? Giang Vạn Lý gặp Dạ Hoa Đan vương lại có thể không thấy hắn mà nói, mà chuyển hướng chú ý Trần Phi, hắn ánh mắt lập tức là có chút bối rối theo âm ngoan, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trộm hung quang, giống như là muốn đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà, Trần Phi nhưng cũng là không để ý tới hắn. Đem hắn cho triệt để không thấy. Thiên Ất Long Trúc, Trần Phi trùng trùng mở miệng, nhìn đối phương nói tiền bối, trước ta thấy vậy bên ngoài có một bụi đã trưởng thành Thiên Ất Long Trúc, không biết là thật, vẫn là giả. Lúc nói lời này, Trần Phi còn cảm giác tim mình ùm ùm tăng tốc độ nhảy loạn. Mười phần khẩn trương. Bởi vì hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Dạ Hoa Đan vương trong miệng đụng tới một cái, giả chữ, như vậy hắn chính là công dã tràng, bị đùa bỡn. Cái này sợ rằng được buồn bực để cho hắn phun ra một hớp lão máu, quấn quýt chết. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt, Thiên Ất Long Trúc tầm quan trọng có thể so với cái gì đó đan đạo truyền thừa nặng phải nhiều. Bởi vì nói tự đại, lời khó nghe, hắn Trần Phi thuật luyện đan còn dùng dậy. Sợ rằng cái này Dạ Hoa Đan vương có hay không hắn trong 1%, cũng còn nói không nhất định chứ. Cho nên dưới tình huống này, cái gọi là đối phương đan đạo truyền thừa. Đối với hắn mà nói thật là một chút sức hấp dẫn cũng không có. Ngược lại, vậy Thiên Ất Long Trúc mới là hắn khát vọng nhất lấy được đồ. Là hắn có thể hay không viên mãn tử tiêu tài quyết chân công chỗ mấu chốt. Ngươi là vì Thiên Ất Long Trúc tới, mà không phải là ta Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa. Nghe vậy, Dạ Hoa Đan vương cũng có chút sắc mặt cổ quái khẽ cười, con mắt lóe lên, hiển nhiên, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn đường đường đan vương Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa. Lại liền một bụi Thiên Ất Long Trúc cũng kém hơn. Giang Vạn Lý vậy là nhân cơ hội mở miệng nói, trong mắt mang cười nhạt vẻ tiền bối, ta xem không bằng đem cái này ngu xuẩn đuổi ra ngoài. Như vậy không tán thưởng. Tiền bối người yên tâm,
Giang Vạn Lý như có thể được ngài đan đạo truyền thừa, tương lai, dẫu sao không chịu Dạ Hoa hai chữ uy danh. Chẳng qua là, Dạ Hoa Đan Vương nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, tuy nói Giang Vạn Lý trong lòng dối trá che giấu rất tốt, có thể cái trước ánh mắt lại là bực nào cay độc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Giang Vạn Lý dối trá, còn có dã tâm. Mà loại người này, nói thật chính là hắn ban đầu lúc còn sống, không ưa nhất một loại kia. Giang Vạn Lý coi như là nghìn tính vạn tính, sợ rằng cũng không nghĩ ra, hắn phí hết tâm tư che giấu mình, lấy lòng đối phương, nhưng sớm bị Dạ Hoa Đan Vương nhìn thấu. Lưu cho đối phương ấn tượng, rất kém cỏi. Vì vậy, Dạ Hoa Đan Vương lãnh đạm ánh mắt rơi xuống Giang Vạn Lý trên mặt, bình tĩnh nói, mặc dù là các người đem ta tỉnh lại, đi tới nơi này truyền thừa cung điện, có thể cái này cũng không đại biểu ta liền nhất định sẽ chọn các người một người trong đó, thành là ta Dạ Hoa Đan đạo truyền nhân, hiểu không? Giang Vạn Lý trên mặt thần sắc cứng đờ, trong lòng tức giận dị thường, lão già này chẳng lẽ là đang ngủ say chính giữa đem đầu óc ngủ hồ đồ. Hắn Giang Vạn Lý có thể ở như bây giờ vậy tuổi tác đăng ký vương cấp luyện đan sư cảnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, lão già này không chọn mình làm truyền nhân của hắn, còn có thể chọn ai? Tiểu xúc sinh kia sao? Thật là buồn cười. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt cũng đã là từ trên người hắn lấy ra. Dạ Hoa Đan Vương có nhiều ý nhìn Trần Phi, quan sát hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi nếu là muốn vậy Thiên Ất Long Trúc, vậy không phải là không thể. Trần Phi ánh mắt động một cái, vội vàng nói, có yêu cầu gì? Tiền bối mời nói. Rất đơn giản, Dạ Hoa Đan Vương nhẹ giọng cười một tiếng, đưa tay chỉ còn sót lại vậy tám ngồi trên đài cao bóng người, chậm rãi nói. Bọn họ tám cái, ngươi đảm nhiệm chọn một mà thôi, nếu là có thể lấy thuật luyện đan chiến thắng bọn họ, ta Dạ Hoa cho dù là đem vậy Thiên Ất Long Trúc đưa ngươi, lại ngại gì? Còn có ngươi cũng vậy, Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Giang Vạn Lý trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là có thể lấy thuật luyện đan chiến thắng bọn họ bên trong tùy tiện một cái, ta liền có thể cân nhắc thu ngươi là đệ tử ký danh, đem ta Dạ Hoa bộ phận đan đạo truyền thừa, truyền cho ngươi. Thật chứ? Giang Vạn Lý ánh mắt nghe tức thì kích động, nói, định không chịu tiền bối kỳ vọng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiến thắng bọn họ mới có thể. Dạ Hoa Đan Vương thật sâu nhìn một cái Giang Vạn Lý, chợt lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, nói, ngươi đâu? Bọn họ là ai? Trần Phi thần sắc không thay đổi, chẳng qua là bình tĩnh hỏi. Trực giác nói cho hắn, vậy còn sót lại tám ngồi trên đài cao nhân vật, hẳn thật không đơn giản mới đúng. Bọn họ. Dạ Hoa Đan Vương nhún vai một cái, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt nhớ lại vẻ, nói, năm đó ta nơi tham gia thành đan thánh đan hội vậy giới trước tám. Ngoài ra, tốt bụng nhắc lại các người một câu, đã từng là ta, chẳng qua là vậy giới đan hội thứ 9 tên. Cái gì, ngài, Dạ Hoa Đan Vương tiền bối ngươi mới chẳng qua là thứ 9 tên. Giang Vạn Lý nhất thời giống như bị đạp cái đuôi mèo, ngược lại hút khí lạnh, thần tình kích động khoa trương, rung động đứng lên. Thứ 9, đường đường Dạ Hoa Đan Vương, bọn họ Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay đan đạo người thứ nhất, lại có thể chẳng qua là cái này cái quỷ gì đan hội thứ 9. Đây là điên rồi sao? Làm sao có thể à? Nguyên lai là như vậy. Ta liền nói đại trận này trong vì sao là cảnh tượng như vậy. Ta nếu là đoán không lầm, tiền bối ngươi hẳn là không cam lòng chứ. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười lên, nói. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt giật giật. Nhìn Trần Phi, một đôi như uông dương vậy thâm thúy con người ở trên người quan sát hồi lâu. Cho đến Trần Phi đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, Dạ Hoa Đan Vương mới bỗng nhiên lúc này lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói phải, hoặc là không được. Ta bây giờ chỉ muốn nghe ngươi câu trả lời. Phải, hoặc là không được. Trần Phi nhỏ nhỏ cười lên, rồi sau đó lại ngồi xếp bằng xuống, híp đôi mắt một cái, nói, để cho hắn bắt đầu trước à. Nếu không ta sợ ta nếu là trước xuất thủ, hắn, chỉ sợ cũng không có biểu hiện chỗ trông à. Ngươi nói gì sao? Giang Vạn Lý nhất thời phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tiểu xúc sinh này, lại dám như vậy khinh thị, giễu cợt ta. Nhưng liền sau đó một khắc, Dạ Hoa Đan Vương lại có thể gật đầu một cái, nói tốt lắm, vậy thì từ ngươi bắt đầu trước đi. Tay hắn chỉ vung lên, thẳng rơi xuống Giang Vạn Lý trên đầu, ngươi. Lựa chọn ai thành tựu ngươi đối thủ. Giang Vạn Lý mí mắt vừa nhấc, trong mắt lóe lên một món suy tư vẻ, rồi sau đó, liền gặp mắt thần ở đó tám tòa đài cao lên từ từ cẩn thận quan sát. Đáng tiếc,
những người đó hắn căn bản không thấy rõ diện mạo, cho nên lại càng không tự phân biệt cái gì. Một lát sau, hắn cắn răng, lại là hướng Dạ Hoa Đan Vương giơ tay lên hỏi, tiền bối, không biết năm đó xếp hạng tên thứ 8 người nọ, là ở đâu tòa đài cao lên. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt bĩu môi cười một tiếng, không nói gì. Dạ Hoa Đan Vương cũng là mặt không cảm giác, đưa tay chỉ đến Trần Phi bên tay phải, cách nhau trước ba tòa đài cao lên bóng người kia nói, năm đó xếp hạng thứ 8 người, là hắn. Vậy ta liền lựa chọn hắn thành tựu ta đối thủ. Giang Vạn Lý liền vội vàng nói, người xếp thứ 8, hắn hẳn sẽ có tương đối lớn chiến thắng hy vọng, còn như còn sót lại khác mấy vị trước mấy tên người, tuy nói hắn cũng không phải là không tự tin, không có nắm chắc, nhưng có thể không hoành sanh ba chiết, liền vẫn tận lực không muốn hoành sanh ba chiết cho thỏa đáng. Dẫu sao hắn bây giờ chỉ cần tùy tiện thắng nổi một người là đủ rồi, nhiều, cậy mạnh hoặc là xung động đùa bỡn uy phong cái gì, không cần phải. Có thể, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Đây là cuối cùng, cũng là duy nhất tỉ thí, trắc nghiệm. Cho nên không đảm nhiệm quy củ gì hạn chế, duy nhất yêu cầu chính là thắng. Ai nơi luyện được phẩm chất thuốc cao hơn, vậy cho dù thắng, rõ ràng. Oanh! Theo Dạ Hoa Đan Vương một tiếng dứt lời. Chỉ nghe gặp oanh một tiếng rên, hai tòa tinh xảo, phong cách cổ xưa dược đỉnh tránh hiện ra, rơi xuống ở đó đài cao dưới quảng trường ngay chính giữa. Cùng lúc đó, trên đài cao kia đan hội người xếp thứ 8 thân hình trước mắt, vèo một tiếng, trực tiếp là từ vậy trên đài cao đạp xuống, rồi sau đó hắn bóng người liền xuất hiện ở vậy trong đó một tòa dược đỉnh trước, ngay sau đó xì một thanh âm vang lên động, một đoàn tái nhợt đến lạnh người bạch lửa, chính là từ từ xuất hiện ở vậy người xếp thứ 8 trong tay. Tuyết, tuyết yêu cốt hỏa, mà ở thấy ngọn lửa kia, Giang Vạn Lý cả người ngay tức thì giống như là thấy quỷ vậy, người đều đần độn, ánh mắt cương cố ở đó, giống như là khó tin mình lại sẽ ở đây thấy này trong truyền thuyết ngọn lửa. Này, người này lại có thể sẽ có tuyết yêu cốt hỏa. Tại sao có thể như vậy? Trần Phi thấy ngọn lửa kia sau cũng là ánh mắt híp một cái, có chút bất ngờ. Bởi vì ngọn lửa này hắn cũng có chút hiểu, mà cũng chính là bởi vì đây có nơi biết rõ. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Tuyết này yêu cốt hỏa, cũng không phải là trời sinh đất dưỡng thiên địa dị hỏa, mà là từ một khối dị thú chủng tộc trong cơ thể khai thác ra hoang thú lửa. Hoang thú trong có một cường hãn vô cùng tộc quần, tên là Tuyết Yêu, mà đây Tuyết Yêu cốt hỏa chính là cần từ cai tộc nhóm chính giữa, cấp 5 yêu hoàng cảnh trở lên, vậy loại vô địch tồn tại thân thể trong máu, mới có thể để luyện ra tuyết này yêu cốt hỏa. Nói cách khác, vô luận là trao đổi hay là cưỡng bách, muốn có tuyết này yêu cốt hỏa, vậy thì khẳng định không thiếu được muốn cùng vậy cấp 5 yêu hoàng cảnh nhân vật truyền thuyết tiếp xúc. Nhưng đây chính là cấp 5 yêu hoàng cảnh à, tương đương với tộc người nguyên đan chân quân cảnh trở lên, thánh anh lão tổ cấp vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay cái này chỉ là cái đan hội tên thứ 8, lại liền có như vậy nội tình. Thật là đáng sợ. Ưng ực Giang Vạn Lý sát theo thần sắc khó coi khó khăn nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó hắn trong mắt vậy nguyên bản đối với chính hắn tự tin, cũng là từ từ tiêu tán đứng lên. Cả người đổi được hốt hoảng, phiền não bất an. Nhưng lúc này, vô luận là Dạ Hoa Đan Vương, hoặc giả là vậy có, Tuyết Yêu cốt hỏa, đan hội người xếp thứ 8, đều rất hiển nhiên sẽ không suy nghĩ thêm hắn an, còn chưa an. Vèo, 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 từng đạo sáng chói, mùi thơm ánh sáng rực rỡ tránh hiện ra, đan hội người xếp thứ 8 giơ tay lên một cái. Trước mặt là xuất hiện rậm rạp chằng chịt, nói ít mấy trăm đạo chân quý cực kỳ hiếm thấy bảo dược. Hống, cùng lúc đó, vậy tái nhợt đến lạnh người Tuyết Yêu cốt hỏa cũng là hóa thành giao long nổi giận gầm lên một tiếng, thiểm lược xuống, đem những dược liệu kia tất cả đều cuốn lên tới, chui vào bên trong dược đỉnh. Người này luyện đan, bắt đầu rồi. Bình thường mà nói, luyện đan sư, trang bị, có ba dạng. Ngọn lửa, dược đỉnh, cùng với thủ pháp. Dược đỉnh nơi này tạm lại không nói, bởi vì là Dạ Hoa Đan Vương thống vừa lấy ra. Ngọn lửa, Tuyết Yêu cốt hỏa, cực phẩm ở giữa cực phẩm, thật muốn coi như chỉ sợ cũng liền Trần Phi xá tâm địa linh diễm cũng cùng kém liền hết mấy cấp bậc, như vậy có thể gặp một ban. Còn như thủ pháp, Trần Phi hơi híp mắt thật nhanh liếc liếc về vậy Tuyết Yêu cốt hỏa ở dược đỉnh kia chính giữa biến hóa, mơ hồ gian, có sáng chói, huyền diệu thủ pháp biến hóa. Còn có đậm đà năng lượng ba động nhanh chóng từ thuốc kia tài chính giữa bị rong giải được, khoách tán ra. Chính mắt thấy được một màn này, Trần Phi không khỏi lẩm bẩm nói, quang chỉ là một tên thứ 8, lại thì có như vậy thực lực. Như vậy xem ra,
cái này cái gọi là thành đan thánh đan hội, hàm kim lượng thật đúng là đủ à. Trần Phi tầm mắt có cao hay không, bản thân này thật ra thì chính là một không thế nào thành lập đề.